GDP năm ngoái của Tân Châu là 24 tỷ, Lam Sơn là 23,5 tỷ, Ninh Lăng là 16 tỷ. Cậu dù có bản lĩnh kéo tăng trưởng nhanh hơn một chút thì cả năm cũng chỉ tầm 20%, tức là GDP của chúng ta tầm 19,2 tỷ. Mà Tân Châu, Lam Sơn tăng tốc đều là tầm 12%, chúng ta chênh lệch với hai nơi đó khoảng 7 tỷ. Trong 3 năm chúng ta muốn vượt qua hai nơi này thì tốc độ tăng trưởng hàng năm là bao nhiêu? Hơn nữa dù vượt qua Liễu Lam Sơn Tân Châu thì vẫn còn có 5 nơi bên trên. Nguyên Châu Kiến Dương không nói Liễu, chênh lệch quá lớn, dù là Hoài Khánh cùng Vĩnh Lương với xu thế phát triển như hiện nay thì tôi sợ chỉ 2-3 năm là đuổi kịp Nguyên Châu Kiến Dương. Vưu Liên Hương cẩn thận phân tích tình hình cho Triệu Quốc Đống nghe. Ha ha, Vưu tỷ, chị cũng biết tôi mà, không có áp lực sẽ không có động lực, nếu không tăng áp lực cho mình thì sao có thể khiến mọi người đồng tâm hiệp lực. Triệu Quốc Đống gật đầu cười nói. Tôi tính qua rồi, nếu tính theo lẽ thường chúng ta đừng nói muốn vượt qua Hoài Khánh Vĩnh Lương, dù là Lam Sơn cùng Tân Châu cũng không thể. Nhưng chị cũng biết tôi nói một không hai, nói được làm được. Lúc tôi ở Hoa Lâm, Hoa Lâm chênh lệch bao nhiêu với Tây Giang? Hoa Lâm có lẽ chưa bằng 1/3 so với Tây Giang, bây giờ chênh lệch bao nhiêu? Tôi nhớ lúc tôi rời khỏi Ninh Lăng thì GDP của Hoa Lâm đã bằng 4/5 Tây Giang. Cho nên Vưu tỷ, ở thời đại liên tục thay đổi này thì mọi việc đều có thể. Chỉ cần chị và mọi người giúp tôi thì có thể làm tất cả mọi chuyện. Triệu Quốc Đống lộ rõ sự tự tin làm Vưu Liên Hương mơ hồ. Nếu như Hoàng Lăng kiêu căng như vậy thì cô nhất định sẽ khinh thường, nhưng lời này do Triệu Quốc Đống nói sao lại làm cô tin tưởng. Vưu Liên Hương khẽ cắn lưỡi làm mình tỉnh táo lại. Mình là phó thị trưởng thường trực, không phải người hâm mộ, nhất định phải giữ sự tỉnh táo. Triệu Quốc Đống lúc ở Hoa Lâm và khu khai phát đúng là đã tạo kỳ tích về kinh tế, thậm chí ở Hoài Khánh hắn cũng thành thị trưởng chói mắt. Nhưng một thị xã khác hẳn quận, huyện, mà điều kiện ở Ninh Lăng không thể so sánh với Hoài Khánh. Trong hội nghị thị ủy phát biểu hùng hồn như vậy tuy được mọi người chú ý nhưng một khi mọi người phát hiện tình hình không tốt như anh nói thì uy tín của anh sẽ giảm mạnh. 3 năm không dài, hơn nữa căn bản không cần đến 3 năm, năm thứ 2 thậm chí cuối năm sau người ta cũng có thể nhìn ra vấn đề. Dù anh là bí thư thị ủy nên không ai dám công khai hỏi về quyền uy của anh, nhưng sau này anh muốn đưa chính sách vào thực tế sẽ gặp nhiều trở ngại. Quốc Đống, tôi đương nhiên toàn lực giúp cậu nhưng cậu cảm thấy tất cả mọi người đều phục tùng cậu thì cậu có thể lật trời sao? Vưu Liên Hương có chút mệt mỏi mà nói. Cậu có phải có kế hoạch lớn gì không? Ừ, Vưu tỷ, chị thấy đây thế nào? Triệu Quốc Đống nhìn về bãi đất hoang và nói. Vưu Liên Hương lập tức cảnh giác. Trung Dược Quân cùng Trúc Văn Khôi có ý đồ với khu Giang Đông này thì cô biết. Chẳng lẽ bây giờ Triệu Quốc Đống lại muốn tiến hành sao? Quốc Đống, có phải là thị trường Dược Quân cùng Lão Trúc đến nói với cậu về việc xây dựng, khai thác khu Giang Đông này? Vưu tỷ, vừa nãy đi một vòng quanh nội thành, chị thấy tình hình nội thành như thế nào? Triệu Quốc Đống không trực tiếp trả lời Vưu Liên Hương. Vưu Liên Hương do dự một chút, cô cũng không muốn nói với câu trái lương tâm. Việc cải tạo nội thành cũ là điều mà bất cứ đô thị phát triển nào cũng phải đối mặt. Mà cải tạo nội thành cũ của Ninh Lăng càng gặp nhiều vấn đề, bồi thường lớn. Hoàng Lăng lúc còn đương chức đã vài lần gác lại vì sợ mâu thuẫn xã hội quá lớn. Sau khi Triệu Quốc Đống tới, Vưu Liên Hương hy vọng sự cứng rắn của Triệu Quốc Đống mà đẩy mạnh việc cải tạo nội thành. Nhưng bây giờ xem ra Triệu Quốc Đống có chung quan điểm với Trung Dược Quân và Trúc Văn Khôi. Mấy con phố cũ thì tôi thấy vẫn ổn, chưa xuống cấp. Nhưng mà Quốc Đống, cậu phải suy nghĩ kỹ nếu bây giờ không cải tạo, sau này theo thời gian mà chính quyền muốn cải tạo sẽ phải trả giá gấp vài chục lần. Vưu Liên Hương nhíu mày nói. Còn phương án thị trường Dược Quân đưa ra theo tôi thấy cũng không thấp hơn so với phí giải tỏa. Chỉ riêng xây dựng một cây cầu lớn bắc qua sông thì cũng đã tầm 200 triệu, điều này còn chưa tính xây dựng đường, cơ sở vật chất thiết yếu cho khu vực này. Vưu tỷ, chi phí giải phóng mặt bằng không phải nguyên nhân chính. Chị có thấy là việc cải tạo nội thành cũ của Ninh Lăng chúng ta khác với đô thị khác? Các đô thị khác sẽ cải tạo thôn nội đô là việc chính, ví dụ như An Đô, Kiến Dương. Nhưng nội thành cũ của Ninh Lăng chúng ta lại khác. Triệu Quốc Đống cẩn thận phân tích. Có gì khác? Vưu Liên Hương như con phượng hoàng máu chiến đã tiến vào trạng thái chiến đấu, lúc này cô vứt tất cả tình cảm cá nhân sang bên, bây giờ cô là phó thị trưởng thường trực thị xã Ninh Lăng. Quyển 13, chương 48. Nội thành cũ của Ninh Lăng được quy hoạch từ thời Quốc Dân Đảng, sau đó cũng không biến hóa nhiều. Tôi đã cẩn thận xem thì quy hoạch của mấy khu khá tốt, giữ được nhiều kiến trúc cổ.
hiếm có nhất chính là sau thời đại cách mạng văn hóa mà vẫn giữ lại được. Vưu Liên Hương biết phong cách nói chuyện của Triệu Quốc Đống, nếu muốn thuyết phục người khác thì từ đầu đã khiến người đó rơi vào kế hoạch của hắn, cho nên cô rất cảnh giác. Lại nói loại phong cách kiến trúc này trước đây chúng ta còn có thể thấy, nhưng bây giờ chỉ sợ xem được trên TV. Bây giờ do việc cải tạo nội thành nên hầu như không còn, nhất là các công trình có diện tích lớn như Tiền Trang là rất hiếm có. Mà khu Hoa Khê Câu có rất nhiều nhà xây dựng bằng đá, đây là phong cách kiến trúc đặc sắc của các dân tộc thiểu số khu vực An Đông, theo tôi biết bây giờ chỉ còn duy nhất ở thị xã Ninh Lăng là còn có nhiều nhà xây dựng theo phong cách kiến trúc này. Đây chính là báu vật mà tổ tiên ban cho Ninh Lăng chúng ta. Triệu Quốc Đống quay đầu lại nhìn Vưu Liên Hương và khẽ mỉm cười. Nếu chúng ta muốn cải tạo nội thành cũ thì tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến phong cách kiến trúc, chính xác mà nói là phá vỡ. Tôi cũng không muốn bị mang tiếng kẻ phá hoại, hình như mấy năm nay đều có không ít bộ phim lấy bối cảnh ở nội thành cũ Ninh Lăng chúng ta. Tôi nghĩ điều này chứng minh tính hấp dẫn của phong cách kiến trúc cổ. Đây là tấm danh thiếp cho đô thị Ninh Lăng chúng ta. Vưu Liên Hương suy nghĩ một chút, ý đồ của Triệu Quốc Đống thì cô cũng mơ hồ nhận ra đôi chút. Ánh mắt của hắn người bình thường không thể so sánh, cũng không chắc nắm bắt được. Trung Dược Quân sợ là đã bỏ rất nhiều tâm sức mới có thể thuyết phục được Triệu Quốc Đống này. Vưu Liên Hương sớm biết Triệu Quốc Đống không đến Ninh Lăng mà thôi, đã tới Ninh Lăng thì nhất định sẽ làm ra thứ gì đó, tuyệt đối không chỉ đơn giản về kinh tế mà còn có không ít thứ mới. Bây giờ xem ra cái gọi là danh thiếp đô thị là thứ đầu tiên Triệu Quốc Đống sẽ làm. Phương án của Trung Dược Quân vừa vặn trùng quan điểm với Triệu Quốc Đống. Vưu tỷ, tôi vẫn suy nghĩ một đô thị ngoài phát triển kinh tế ra thì phải lưu lại ấn tượng sâu sắc trong mắt mọi người mới được. Ninh Lăng nếu muốn thành đô thị hiện đại với những nhà cao tầng thì không thể so sánh với An Đô, Miên Châu, việc xây dựng thành thị của bọn họ hơn xa Ninh Lăng chúng ta. Nhưng Ninh Lăng cũng có ưu thế đó là một loạt kiến trúc xưa. Chị không cảm thấy nếu không lợi dụng các đoàn làm phim quay ở Ninh Lăng chúng ta là rất đáng tiếc sao? Vưu Liên Hương nói. Quốc Đống, cậu là muốn lợi dụng việc này. Tại sao không chứ? Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Phim Ngũ Đóa Kim Hoa Địa Lý thì Điền Nam, Đại Lý là nơi rất nhiều người hướng tới. Một bộ Thiếu Lâm Tự làm cho tung sơn, Thiếu Lâm Tự là thánh địa du lịch không bao giờ suy tàn. Bộ Đèn Lồng Đỏ Trên Cao cũng làm cho Điền Trang Kiều Gia được nhiều khách du lịch tới. Ngay cả Trúc Hải, Thục Nam Tỉnh Xuyên cũng dựa vào bộ Ngọa Hổ Tàng Long mà phát triển du lịch. Tại sao chúng ta không lợi dụng nội thành Ninh Lăng với truyền thống dân tộc và lịch sử để thu hút khách? Mắt Vưu Liên Hương sáng lên, đầu óc Triệu Quốc Đống luôn trống trải hơn người, cũng không biết trong đầu hắn có gì nữa. Thấy Vưu Liên Hương không nói gì, Triệu Quốc Đống cũng biết lời này của mình đã làm cô động tâm nhưng vẫn không đủ. Ngoài ra việc xây dựng khu Giang Đông tôi cũng có suy nghĩ của mình. Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng nói. Đúng như chị nói. Ninh Lăng còn có khoảng cách rất lớn với Tân Châu Lam Sơn, nếu muốn đuổi kịp thì phải có cách phát triển vượt xa tưởng tượng của mọi người. Ngoài thu hút đầu tư và tạo ra càng nhiều sản nghiệp trụ cột, tôi còn thấy có thể lợi dụng việc xây dựng đô thị mới mà lôi kéo kinh tế Ninh Lăng phát triển. Nói trắng ra đó chính là chính quyền đầu tư để kéo tài chính dân gian tiến vào, sau đó làm kinh tế phát triển với tốc độ chưa từng có. Triệu Quốc Đống dừng lại như suy nghĩ. Theo tôi thấy cách này có thể kéo Ninh Lăng phát triển rất nhanh. Mà Ninh Lăng chúng ta cũng có năng lực giải quyết vấn đề này. Đất biến thành vàng. Vưu Liên Hương hỏi lại một câu. Đứa ngốc cũng có thể nghĩ được điểm này nhưng từ chính sách đến cách làm là cả một vấn đề, là rất mạo hiểm. Có thể mấy năm tới Ninh Lăng không thể tiến hành đô thị hóa như mục tiêu, không hấp dẫn đủ tài chính vào khu Giang Đông. Ừ, tôi nghĩ trong mấy năm tới thị trường bất động sản sẽ ấm lên liên tục. Nếu như chúng ta có thể thông qua một vài chính sách hợp lý dẫn hướng thì khu Giang Đông bên này hoàn toàn có thể thành tấc đất tấc vàng. Triệu Quốc Đống cười nói. Vưu tỷ, mời chị tin vào phán đoán của tôi. Vưu Liên Hương một lúc lâu không nói gì. Làm phó thị trưởng thường trực được phụ trách công tác tài chính của thị xã. Mặc dù nói thị trưởng mới là người cầm đầu nhưng công việc cụ thể do phó thị trưởng thường trực làm. Vưu Liên Hương năm nay đã gặp không ít lần bị người ta đi theo đòi nợ. Ai cũng nói người cho vay là ông, người nợ là cháu nhưng đó là tư nhân. Chính quyền nợ tiền thì dù như thế nào cũng phải trả. Mà bây giờ Triệu Quốc Đống lại muốn lấy tài chính Ninh Lăng ra đặt cược. Mặc dù Vưu Liên Hương tin tưởng Triệu Quốc Đống nhưng ở vấn đề này cô vẫn phải suy nghĩ rất nhiều. Quốc Đống, cậu thật sự cảm thấy dùng cách này có thể thành công trong thời gian dài sao? Vưu Liên Hương thở dài nói. Không,
tôi không cho rằng cách này có thể kéo dài, nó giống như đầu cơ nên chỉ trong thời gian nhất định mà thôi. Nhưng nếu khi đầu cơ chọn đúng thời gian thì sẽ đạt được lợi ích rất lớn. Chủ yếu là chỉ có nắm bắt cơ hội tốt hay không. Triệu Quốc Đống tự tin nói. Vưu tỷ, tôi không phải người đánh cược, tôi biết việc gì có thể làm, việc gì không. Vưu Liên Hương trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống rồi gật đầu nói. Được, tôi tin cậu lần này. Triệu Quốc Đống dở khóc dở cười. Mình là bí thư thị ủy, đối phương chỉ là phó thị trưởng, sao lại đổi ngược thành mình nhờ chị ta vậy? Trong thời gian này Triệu Quốc Đống đúng là khá mệt, ngay cả hắn cũng nghĩ theo lý thuyết mình là bí thư thị ủy thì phải nhàn hơn khi còn là thị trưởng mới đúng, nhưng sao hắn thấy làm suốt ngày là sao? Sáng vừa dậy đã đầy việc, mà quyển sổ ghi chép công việc của hắn cũng dày đặc. Vân Duệ lặng lẽ vào, lúc này Triệu Quốc Đống đang thưởng thức trà. Nhìn Vân Duệ vào, Triệu Quốc Đống không nhịn được thở dài nói. Vân Duệ, cậu hình như chưa từng chăm sóc người phải không? Ngay cả nửa tiếng cũng không cho tôi được rảnh sao. Vân Duệ đã quen với cách nói này của Triệu Quốc Đống, chỉ có người rất thân cận thì Bí Thư Triệu mới nói như vậy. Bí Thư Triệu, đây là việc bất đắc dĩ mà. Chuyện hôm nay rất nhiều, sợ rằng ngài phải điều chỉnh một chút. Vân Duệ cười khổ nói. Vân Duệ, cậu nói có hôm nào không như vậy? Tôi hình như chưa từng nghe cậu nói như vậy bao giờ cả. Bí Thư Triệu, hôm nay chuyện không nhiều, ngài có thể rảnh nửa ngày. Câu này sao tôi muốn nghe vậy? Triệu Quốc Đống lắc lắc cổ rồi đặt cốc trà xuống. Hôm nay có chuyện gì? Sáng có hai việc, 9 giờ bí thư đảng ủy tập đoàn Quốc Điện, Mã Cương và đoàn tới khảo sát trạm phát điện Cô Lỗ Câu, văn phòng thị ủy mời ngài và thị trưởng chung cùng với thị trưởng Lý tham gia cuộc gặp, ngoài ra ngài. Tôi và bí thư Mã đã gọi điện, tối cùng ăn cơm, tôi không tham gia cuộc gặp, mời thị trưởng chung tham gia. Thị trưởng Lý cùng bí thư Mã đến Vân Lĩnh. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Còn việc gì nữa? 11 giờ Phó Tổng Cục Trưởng Tống, Tổng Cục Di sản Văn hóa Quốc gia cùng Cục Trưởng Đào, Cục Di sản Văn hóa tỉnh đến Thổ Thành kiểm tra di tích lịch sử quân sự ở Thổ Thành. Văn phòng thị ủy hỏi ngài có muốn cùng thị trưởng chung tham gia cuộc gặp không? Vân Duệ nhìn quyển sổ tay rồi nói. Ồ, đến nhanh như vậy sao? Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc cũng khá vui vẻ. Ngụy Hiểu Lam làm việc rất dứt khoát. Có lẽ Đào Quốc chỉ bị cô quấn lấy nên mới nhanh như vậy đã mời được người của Tổng cục Di sản Văn hóa đến. Công trình tu sửa di tích quân sự ở Thổ Thành đã được triển khai, nếu có thể xin được phê duyệt thì sẽ được kinh phí của Tổng cục, còn tăng thêm thương hiệu cho Thổ Thành. Quyển 13, chương 49. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút, hắn vẫn cho rằng thành cổ Thổ Thành và di tích quân sự là thứ đáng đưa vào di tích lịch sử trọng điểm quốc gia. Vì thế khi Ngụy Hiểu Lam đề cập đến việc này, hắn cũng kiên quyết ủng hộ việc Thổ Thành xin cấp chứng nhận. Triệu Quốc Đống bây giờ cũng hy vọng khiến nội thành cũ Ninh Lăng tập trung chính ở Tây Giang được quốc gia cấp chứng nhận di tích lịch sử. Như vậy nó sẽ khiến cho các nơi này ít bị phá hủy bởi bàn tay con người. Triệu Quốc Đống còn có một giấc mộng, đó chính là năm trước thôn Hoàng Tỉnh Hoàn đã được xếp vào di sản văn hóa thế giới. Như vậy các công trình kiến trúc quân sự cổ của Thổ Thành và nội thành cổ Tây Giang với những phong cách kiến trúc độc đáo tại sao không được công nhận? Chúng đủ tư cách mà. Nếu như thành công để hai nơi này tiến vào di sản văn hóa quốc gia, sau đó báo cáo lên tổ chức thế giới, Triệu Quốc Đống thấy nó vừa mang lại lợi ích kinh tế, vừa tạo tấm danh thiếp cho đô thị Ninh Lăng. Như vậy đi, tôi và thị trưởng chung cũng không tham gia hoạt động khác, hôm nay sẽ cùng Tổng cục Di sản Văn hóa Quốc gia đến khảo sát Thổ Thành, cũng mời trưởng ban tuyên giáo Mao, trưởng ban thư ký Lệnh Thuần và phó thị trưởng Phú Quyên đi cùng. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Hả, bí thư Triệu? Chiều ngài còn có hai việc. Vân Duệ có chút giật mình nên vội vàng nhắc. Đẩy sang hôm khác. Triệu Quốc Đống nói. Chiều có hai vị khách do ngài mời tới. Một là Chủ tịch Tần Lăng của Tập đoàn Hải Uy và Tạ Lý Tư Tiên Sinh của Công ty Đầu tư Quân Thủy. Còn có một là Chủ tịch Trư Giá Hiên của Công ty Thần Phong. Vân Duệ nói. Triệu Quốc Đống nhíu mày, đây đúng là vấn đề không dễ bỏ qua. Sau khi thuyết phục xong Vưu Liên Hương, Triệu Quốc Đống đã trao đổi với Lục Kiếm Dân và Tiêu Phượng Minh. Lục Kiếm Dân cũng đồng ý quan điểm của Triệu Quốc Đống là lợi dụng đầu tư của chính quyền để kéo đầu tư dân gian vào xây dựng khu Giang Đông. Trung Dược Quân cùng Trúc Văn Khôi gần đây tập trung chính vào việc xây dựng khu Giang Đông, nhưng làm như thế nào duy trì liên tục việc xây dựng ở khu Giang Đông, các thường vụ thị ủy cho rằng nhất định phải đẩy mạnh thu hút đầu tư, tranh thủ trong năm nay tiến hành xây dựng mấy hạng mục lớn để đảm bảo việc xây dựng thành thị.
Các thường vụ đều đồng ý với việc Triệu Quốc Đống đưa ra là củng cố sản nghiệp trụ cột hiện có, toàn lực tìm sản nghiệp trụ cột mới. Nhất là Triệu Quốc Đống đưa ra ba hạng mục sản nghiệp là nguồn năng lượng mới, vật liệu mới và bảo vệ môi trường trong 3 năm sẽ là sản nghiệp trụ cột của Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống lợi dụng quan hệ ở Bộ Năng lượng mà liên lạc với Tập đoàn Hải Uy, mời Chủ tịch Tập đoàn Hải Uy đến khảo sát việc phát triển nguồn năng lượng mới ở Ninh Lăng. Tập đoàn Hải Uy nổi tiếng cả nước về sản xuất ắc quy, cũng là công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Thượng Hải. Nhưng theo thị trường ắc quy và pin dần bão hòa, lĩnh vực nghiệp vụ của Tập đoàn Hải Uy cũng mở rộng. Hơn nữa Tập đoàn Hải Uy cũng rất có hứng thú với năng lượng mặt trời, 3 năm trước đã bắt đầu nghiên cứu lĩnh vực này. Lúc Triệu Quốc Đống còn ở Bộ Năng lượng đã tiếp xúc với Chủ tịch Tập đoàn Hải Uy, Tần Lăng, cũng thông qua Lưu Kiều giới thiệu mà tiếp xúc với công ty đầu tư Quân Thụy, sau đó bàn về việc liên doanh đầu tư vào lĩnh vực năng lượng mặt trời. Trong cuộc thảo luận tháng 5 vừa rồi ở Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống vốn muốn gặp bọn họ nhưng không ngờ Hoàng Lăng xảy ra chuyện, Triệu Quốc Đống bị gọi lên tỉnh gấp nên không thể nói chuyện với hai bên kia. Nhưng khi Triệu Quốc Đống về Ando đã gọi điện cho Tần Lăng. Lần này Tập đoàn Hải Uy và Quân Thụy đến là do Triệu Quốc Đống mì. Về phần công ty Thần Phong lại là công ty trực thuộc Tập đoàn Thần Hoa do Bộ Năng lượng quản lý. Công ty này là công ty mới thành lập chủ yếu nhằm vào sản xuất thiết bị cho ngành năng lượng mới. Trụ sở nghiên cứu của công ty đặt ở Thượng Hải nhưng nhà máy sản xuất lại chưa xác định. Chuyện này ở trong nước chưa nhiều người biết, Triệu Quốc Đống cũng là thông qua quan hệ ở trên bộ mới mời được bọn họ tới. Chủ tịch công ty Thần Phong, Trư Giá Hiên vốn là lãnh đạo quản lý ở Tập đoàn Hạt nhân Trung Quốc, sau đó điều sang Tập đoàn Thần Hoa, bây giờ đảm nhiệm chủ tịch công ty Thần Phong. Triệu Quốc Đống lúc ở Bộ Năng lượng đã gặp Trư Giá Hiên, mặc dù không quá quen thuộc nhưng cũng tiếp xúc vài lần. Trư Giá Hiên là người hào sảng. Như vậy đi, Thổ Thành thì tôi đi, thị trưởng Trung không tham gia. Hai cuộc tiếp đón chiều nay mời thị trưởng Trung và thị trưởng Liên Hương tham gia. Bọn họ có thể muốn tới khu khai phát khảo sát, tôi có thể không về kịp nhưng cơm tối tôi nhất định sẽ tham gia. Ngoài ra cũng mời khách của Tổng cục Di sản Văn hóa Quốc gia và hai nhóm kia ở Ninh Uyển, tôi cũng tiện chạy qua chạy lại. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Theo hắn thấy cũng chỉ có thể như vậy. Hai đoàn khách chiều nay cũng không thể sơ sót, mặc dù là quan hệ cũ nhưng lễ phép vẫn phải đủ. Dù chiều không đi cùng bọn họ thì tối cũng phải ngồi ăn, nói chuyện cùng. Nếu như nói đoàn khách ở Tổng cục Di sản Văn hóa là mục tiêu xa, vậy Tập đoàn Hải Uy cùng công ty Thần Phong là điểm nóng ngay trước mắt. Hai hạng mục này nếu tiến vào Ninh Lăng nó sẽ mang tới hiệu quả rất lớn. Nó chính là trụ cột chính để Ninh Lăng thành trụ sở của nguồn năng lượng mới. Hắn cũng cần tìm mọi cách mời người của Tổng cục Di sản Văn hóa lưu lại, dù như thế nào cũng phải kéo bọn họ đến Hoa Khê Câu xem một chút, để bọn họ thấy sức hấp dẫn của văn hóa dân tộc Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống đột nhiên nghĩ ra gì đó nên nói. Vân Duệ, tôi nhớ ban tuyên giáo đã nói với tôi hình như bọn họ mời cả đoàn khách của Học viện Mỹ thuật Trung ương đến Ninh Lăng chúng ta vài ngày phải không? Vân Duệ ngẩn ra nói. Vâng, hình như đúng là trong thời gian này, thời gian cụ thể tôi không rõ. Cậu lập tức gọi tới ban tuyên giáo hỏi xem. Triệu Quốc Đống nói. Vân Duệ không biết sao bí thư Triệu lại nghĩ đến việc này. Y vội vàng gọi sang bên ban tuyên giáo hỏi rõ. Bí thư Triệu, là ngày mai, Học viện Mỹ thuật Trung ương và Hội nhiếp ảnh quốc gia 8 giờ sáng sẽ xuất phát từ Ando, có lẽ 12 giờ chưa đến N chúng ta. Ban tuyên giáo đã có kế hoạch, ngài xem có cần. Rất tốt, rất tốt. Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Ừ, bảo bọn họ đưa một bản kế hoạch chi tiết sang đây. Chiều mai xem bọn họ có thể đến Hoa Khê Câu không. Đúng thế, bọn họ sẽ dừng lại ở Hoa Khê Câu và Lý Trang 2 ngày rưỡi, sau đó đến khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó đến Cô Lỗ Câu 1 ngày, tối sẽ về Ninh Lăng, cuối cùng là đến Thổ Thành ngày rưỡi, tổng cộng là 1 tuần. Vân Duệ có trí nhớ khá tốt. Ban tuyên giáo chỉ nói đơn giản một lần nhưng y vẫn nhớ kỹ. Ban tuyên giáo bố trí ai phụ trách việc này? Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Cái này có lẽ là phó trưởng ban Lôi hoặc phó trưởng ban Quý. Vân Duệ không xác định vì việc này y không quá quan tâm. Tôi biết rồi. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Chuyện này phải coi trọng mới được, đó là cơ hội để tạo danh tiếng cho Lý Trang, Hoa Khê Câu của Ninh Lăng. Trung Dược Quân nhận được điện của Triệu Quốc Đống mà có chút bất ngờ. Người này vậy mà ném đám khách quan trọng ở Tập đoàn Quốc Điện, Tập đoàn Hải Uy cùng công ty Thần Phong sang cho mình, hắn lại cùng Tổng cục Di sản Văn hóa đến Thổ Thành.
Y đương nhiên biết Tổng cục Di sản Văn hóa đến là vì việc Thổ Thành xin cấp chứng nhận Di sản Văn hóa Quốc gia với Thành quân sự cổ. Nhưng chuyện này mặc dù quan trọng nhưng chẳng lẽ hơn so với ba đoàn khách kia sao? Tập đoàn Quốc Điện không nói vì dù sao công trình ở Cô Lỗ Câu đã khởi công, hắn ném cho mình cũng được. Nhưng tập đoàn Hải Uy cùng công ty Thần Phong quan trọng thế cơ mà. Nói khó nghe một chút, hai hạng mục này nếu có thể đầu tư vào Ninh Lăng, tài chính đầu tư có thể vượt quá gấp 2, 3 lần so với tổng số tiền thu hút đầu tư trong năm. Hơn nữa hai hạng mục này sẽ mang lại lợi ích không thể tưởng tượng, có tầm quan trọng rất lớn đối với sự phát triển của Ninh Lăng mấy năm tới. Thậm chí ngay cả Phó Chủ tịch tỉnh Tề Hoa biết tin cũng gọi tới, yêu cầu chính quyền thị xã gửi các văn bản liên quan đến hai hạng mục này lên văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, y sẽ đích thân nắm giữ. Chuyện lớn như vậy, lại do Triệu Quốc Đống dẫn người tới. Hắn là bí thư thị ủy lại chuồn đi thì có vẻ khá kiêu ngạo. Bây giờ nói cái gì do mình là thị trưởng phụ trách công tác kinh tế toàn thị xã có vẻ dối trá không? Quyển 13, chương 50. Vưu Liên Hương mặt mày cũng có chút tức tối. Khách quan trọng như vậy mà Triệu Quốc Đống nói đi là đi, bỏ mình và Trung Dược Quân ở lại đây, đúng là làm người ta không chịu được. Thị trưởng Trung, tôi thấy hay là ngài gọi điện nói một câu với bí thư Triệu. Khách của tập đoàn Hải Uy và công ty đầu tư Quân Thụy là rất quan trọng đến ngành chế tạo năng lượng mới của Ninh Lăng chúng ta. Bọn họ có thể chọn đầu tư vào Ninh Lăng sẽ mang tới hiệu ứng dây chuyền, tầm quan trọng là không phải nói. Bí thư Triệu sao có thể vắng mặt, nếu như bởi lần này tiếp đón không chu đáo khiến hạng mục sang nhà khác thì ai chịu trách nhiệm? Trung Dược Quân cười khổ nói. Thị trưởng Liên Hương, tính bí thư Triệu như thế nào chẳng lẽ chị không biết? Trong mắt y có lẽ thấy việc công trình quân sự ở Thổ Thành được cấp chứng nhận di sản văn hóa cấp quốc gia quan trọng hơn thì phải. Nếu không chính là chắc chắn tập đoàn Hải Uy cùng công ty Thần Phong sẽ đầu tư vào Ninh Lăng chúng ta. Thị trưởng Trung, chúng ta đều biết việc Thổ Thành được cấp chứng nhận là rất quan trọng nhưng cũng phải biết phân biệt nặng nhẹ mà. Hai hạng mục này có thể nói một khi đầu tư vào Ninh Lăng sẽ mang tới tác dụng ngay lập tức. Đầu tư và đi vào sản xuất thì giá trị sản lượng hàng năm ít nhất cũng đạt đến hơn tỷ. Hơn nữa sản phẩm chủ yếu là xuất khẩu, có lẽ thu thuế hàng năm ít nhất cũng là 60 triệu, đây còn chưa tính thêm các công ty khác sẽ tiến vào. Vưu Liên Hương nhíu mày nói. Tài chính mấy năm tới của Ninh Lăng chúng ta là rất thiếu, nhất là hội nghị thường ủy còn đưa ra một loạt biện pháp đảm bảo quyền lợi của dân chúng, nó cũng cần tài chính ủng hộ. Bây giờ có nguồn thu thuế lớn như vậy mà chúng ta không chú trọng đó là không có trách nhiệm. Trung Dược Quân cũng khẽ nhíu mày. Y mặc dù không đồng ý hành động hôm nay của Triệu Quốc Đống nhưng Vưu Liên Hương nói có vẻ hơi quá. Mặc dù Vưu Liên Hương có quan hệ tốt với Triệu Quốc Đống thì nói như vậy cũng không thích hợp. Thị trưởng Liên Hương, tôi thấy chuyện đã như vậy thì do hai chúng ta tiếp đón đi. Bữa tối bí thư Triệu sẽ về gấp, tôi và chị làm nhiệm vụ tiếp đón. Tôi thấy mình phụ trách tập đoàn Hải Uy, chị phụ trách công ty Thần Phong. Trung Dược Quân đổi đề tài. Sau khi việc xây dựng khu Giang Đông được thông qua, quan hệ giữa Trung Dược Quân và Vưu Liên Hương cũng nhanh chóng được cải thiện. Trung Dược Quân cảm thấy tính cách Vưu Liên Hương rất mạnh, dám nghĩ dám làm, đầu óc rõ ràng, đúng là người để làm việc. Mà Vưu Liên Hương cũng hiểu Trung Dược Quân cũng không phải kẻ kém cỏi. Mặc dù Trung Dược Quân có tính cách hơi mềm yếu nhưng làm việc đều có trật tự rõ ràng, hơn nữa cũng khá thoáng trong việc ủy quyền cho cấp dưới. Cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Chẳng qua thị trưởng Trung, tôi thấy trong cuộc thảo luận tự do sắp tới, tôi sẽ định nhắc nhở bí thư Triệu một chút xem chuyện gì quan trọng hơn, không thể vì cảm nhận cá nhân mà ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế chúng ta. Được rồi thị trưởng Liên Hương, không cần chờ tới hôm đó, tối nay ăn cơm chị cũng có thể phê bình bí thư Triệu mà. Trung Dược Quân cười nói, Vưu Liên Hương này đúng là người dám nói, không biết là thật hay giả vờ như vậy. Triệu Quốc Đống đúng là rất tin tưởng vào hai nhóm khách của tập đoàn Hải Uy cùng công ty Thần Phong. Theo hắn thấy điều kiện của Ninh Lăng không thua gì nơi khác, nhất là khi có đủ thủy điện đảm bảo nguồn cung cấp điện, hơn nữa trụ sở thiết bị ngành điện đã khá hoàn thiện với đủ một dây chuyền, đây chính là sức hấp dẫn lớn. Đồng thời với mạng lưới quan hệ của hắn ở trên bộ năng lượng thì hai hạng mục này không thể chạy thoát. Nhưng việc Thổ Thành được cấp chứng nhận di sản văn hóa cấp quốc gia lại là khác. Không chỉ là về thành cổ quân sự của Thổ Thành, mà trong đó còn liên quan đến nội thành cũ Tây Giang. Triệu Quốc Đống dự định lợi dụng làm xong cả hai việc này. Nhất là khi Học viện Mỹ thuật Trung ương và Hội nhiếp ảnh quốc gia cũng đến Ninh Lăng tham quan, học tập, hắn có thể lợi dụng việc này tạo thanh thế. Thành cổ Thổ Thành so sánh với thành cũ Tây Giang có điểm khác nhau,
chẳng những thời gian khác nhau nhiều năm, hơn nữa phong cách kiến trúc cũng khác. Thành cũ Tây Giang chủ yếu xây dựng ở cuối đời Thanh và thời dân quốc. Mà thành cổ Thổ Thành lại thuần túy là đời Thanh, thêm cả thành cũ Tây Giang có dân tộc thiểu số nên phong cách hoàn toàn khác nhau. Mà Thổ Thành ngoài thành cổ bên ngoài được bảo tồn hoàn hảo, bên trong nó còn có nhiều kiến trúc quân sự. Ví dụ như sông Hộ Thành, tường Dương Mã, một phần cửa thành cũng được giữ gìn tốt, trên tường cũng có nhiều đài quan sát được giữ gìn. Nói chung hệ thống phòng ngự trong chiến tranh thời cổ đều có đủ ở Thổ Thành. Khi Thổ Thành bắt đầu xin cấp chứng nhận đã tiến hành tu sửa ở quy mô nhỏ. Bởi vì các công trình kiến trúc vẫn còn giữ khá tốt nên sau khi sửa chữa một chút sẽ khiến cho các chuyên gia khá hài lòng. Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Di sản Văn hóa Quốc gia, Tống Phi cùng các chuyên gia đến hiện trường xem đều khen ngợi. Tổng Cục Di sản Văn hóa và Cục Di sản Văn hóa tỉnh đều có chút bất ngờ khi Triệu Quốc Đống tự mình đi cùng đoàn. Theo bọn họ thấy đây mới là giai đoạn thẩm tra bước đầu, có một lãnh đạo thị xã đi cùng là đủ rồi, thật không ngờ bí thư thị ủy tự mình dẫn hai thường vụ thị ủy và một phó thị trưởng đi với mình, hơn nữa đi từ đầu tới cuối. Điều này làm bọn họ rất cảm động, hơn nữa bên Thổ Thành đã chuẩn bị nhiều tài liệu cũng khiến cho Tổng Cục Di sản Văn hóa và Cục Di sản Văn hóa rất vui vẻ, hài lòng. Bí thư Triệu, nếu như anh có việc thì có thể đi làm, tôi thấy chuyện ở đây chắc xong rồi. Có tôi cùng đi với Tổng Cục trưởng Tống là đủ, đến lúc đó chúng tôi sẽ trao đổi với Ủy ban Thổ Thành, nếu không sẽ mời trưởng Ban Mao và thị trưởng Phù, anh thấy sao? Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa tỉnh, Đào Quốc Trì mặc dù là quan chức theo kiểu học giả nhưng hiểu khá rõ sự thay đổi chính trị ở tỉnh An Nguyên. Triệu Quốc Đống mới gần 32 tuổi đã thành bí thư thị ủy Ninh Lăng đã làm cả tỉnh chấn động. Tuy nói lý lịch Triệu Quốc Đống khá phong phú nhưng dù sao tuổi hắn từng đó, tỉnh có tranh luận về việc bổ nhiệm hắn, cuối cùng hắn được thông qua chứng minh vị bí thư thị ủy này không hề đơn giản. Cục trưởng Đào, anh và Tổng Cục trưởng Tống không mấy khi tới Ninh Lăng chúng tôi, đều là khách quý muốn mời cũng không được. Tôi có bận đến đâu cũng phải lưu lại cùng các anh. Tôi thấy hôm nay cũng không còn sớm, hơn nữa trời cũng nắng, các vị chuyên gia đều đã mệt. Hay là chúng ta thu dọn sớm một chút? Sáng mai thị xã Ninh Lăng và Thổ Thành sẽ tổ chức báo cáo chuyên đề với Tổng Cục Di sản Văn hóa và Cục ở Ninh Uyển, tôi cũng tham gia. Triệu Quốc Đống nhiệt tình nói. Đào Quốc Trì ngẩn ra, đây đúng là coi trọng quá. Bây giờ mới là đi xác minh, còn lâu mới có quyết định. Vốn chỉ xác định do Ủy ban Thổ Thành tiến hành báo cáo, bây giờ lại do đích thân Triệu Quốc Đống tham gia là sao? Bí thư Triệu, cái này có phải là hơi? Cục trưởng Đào. Đến địa bàn của tôi thì nghe tôi có được không? Mọi người cũng rất vất vả mà, mấy trăm cây đâu có gần. Anh phải để tôi thể hiện hết tình địa chủ chứ? Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Đào Quốc Trì cũng cười nói. Bí thư Triệu, tôi hỏi ý Tổng Cục trưởng Tống một chút. Được rồi Cục trưởng Đào, Tổng Cục trưởng Tống không phải nghe theo lịch bên anh sao? Ninh Lăng cũng đã chuẩn bị xong, một tiếng là tới mà. Tôi thấy cứ như vậy đi. Triệu Quốc Đống nói. Đào Quốc Trì ở trên xe mà vẫn suy nghĩ ý đồ của vị bí thư Triệu này, nếu không sao hắn có thể nhiệt tình như vậy. Chẳng qua Cục Di sản Văn hóa không có hạng mục gì, không có mấy tài chính, việc xin cấp giấy chứng nhận được hay không cũng là do thực tế, hơn nữa có được cấp thì kinh phí hàng năm do Tổng Cục Di sản Văn hóa cấp xuống cũng rất có hạn, tu sửa chủ yếu cũng dựa vào chính quyền địa phương, có thể nói lợi ích kinh tế không có mấy. Nếu kết luận do vị bí thư thị ủy này rất yêu thích ngành văn hóa thì có chút buồn cười. Dù hắn thật sự coi trọng và hứng thú với việc bảo vệ di sản văn hóa cũng không cần dùng cách này mà. Nhất định là có lý do nào đó mà mình không nghĩ ra. Quyển 13, chương 51. Chẳng qua Đào Quốc Trì nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi tại sao Triệu Quốc Đống luôn đi cùng đoàn. Đồng thời Triệu Quốc Đống này nói chuyện cũng rất vui vẻ với Phó Tổng Cục trưởng Tống Phi. Nhất là khi Triệu Quốc Đống nói chuyện với Tống Phi về việc khi xây dựng đô thị, chính quyền phải vượt qua tâm trạng táo bạo. Phải đặc biệt chú trọng bảo vệ các công trình kiến trúc lịch sử, truyền thống, cố gắng bảo tồn diện mạo lịch sử của đô thị, mà không phải là mang tâm tính vì hiệu quả nhất thời mà phá hủy di sản văn hóa. Tống Phi cũng rất tán thành với quan điểm này của Triệu Quốc Đống. Hai người nói chuyện từ lúc ăn cơm đến lúc ăn xong, ngoài lúc Triệu Quốc Đống bởi vì có khách ở phòng bên nên ngừng lại đôi chút. Nhất định là có việc gì đó. Đây là nhận định của Đào Quốc Trì đối với Triệu Quốc Đống. Y tuyệt đối không tin bí thư thị ủy Ninh Lăng này kéo đoàn người Tống Phi tới Ninh Lăng chỉ là để thảo luận vấn đề gặp phải khi cải tạo di sản văn hóa. Theo Đào Quốc Trì thấy Triệu Quốc Đống nhất định là có ý đồ gì đó với đoàn người Tống Phi, chẳng qua như vậy cũng đơn giản mà,
đuôi hồ ly sớm muộn cũng lòi ra dù y có giấu sâu đến đâu đi nữa. Triệu Quốc Đống cũng không biết có người nhận định mình như vậy. Tâm trạng hắn hôm nay khá vui vẻ, mượn men rượu làm hắn càng thêm phóng túng, cũng nói chuyện khá hợp với Tần Lăng và Tạ Lý Tư. Buổi chiều Trung Dược Quân cùng hai người này tới xem cơ sở vật chất ở khu khai phát, đồng thời cũng ngồi hội đàm với nhau. Nguồn điện phong phú ở Ninh Lăng là điểm làm bọn họ hài lòng nhất, nhất là trạm phát điện ở sông Kim Mã càng đủ để đảm bảo mùa khô cũng đủ điện cung cấp cho các công ty đầu tư vào đây. Hơn nữa nơi này có ưu thế hơn hẳn các nơi khác là có trụ sở thiết bị ngành điện do Tập đoàn Quốc Điện đầu tư vào, điều này đủ để bọn họ động tâm. Triệu Quốc Đống còn cam đoan với bọn họ rằng thị ủy ủy ban Ninh Lăng sẽ cung cấp các hoàn cảnh mềm tốt nhất cho bọn họ đầu tư xây dựng nhà máy. Ví dụ như phục vụ công cộng đến trung tâm văn hóa, giải trí, thông tin tin tức, đảm bảo giao thông. Thị xã Ninh Lăng đều sẽ tiến hành thăng cấp tất cả các hoàn cảnh mềm ở khu khai phát, điều này cũng làm bọn họ hài lòng. Về phần Trư Giá Hiên cũng như vậy, trong bàn ăn Triệu Quốc Đống mời Trư Giá Hiên ba chén liền làm cho Trư Giá Hiên khá vui vẻ, coi như không còn bất mãn vì buổi chiều Triệu Quốc Đống không tiếp mình. Mà Vưu Liên Hương bị Triệu Quốc Đống kích nên cũng mời Trư Giá Hiên vài chén làm Trư Giá Hiên cũng thấy có men say dù tự nhận uống rất giỏi. Sau khi Tần Lăng đi, Triệu Quốc Đống liền ngồi cùng với Trư Giá Hiên đến 12 giờ, nói đủ chuyện, nhất là hai người đều uống nhiều rượu nên càng dễ tìm tiếng nói chung. Sáng hôm sau khi mặt trời chiếu vào cửa sổ, Triệu Quốc Đống mới cảm thấy một ngày đã qua đi. Mấy ngày bận rộn cuối cùng đã xong vài việc, hắn rốt cuộc cũng có hai ngày nghỉ. Chuyện của tập đoàn Hải Uy cùng công ty Thần Phong coi như được xác định. Công ty đầu tư Quân Thủy cùng tập đoàn Hải Uy còn vài vấn đề chi tiết khi đầu tư dây chuyền sản xuất pin năng lượng mặt trời, tập đoàn Hải Uy bởi vì đã có vài năm nghiên cứu nên cũng có kỹ thuật khá cao. Chỉ riêng về hệ thống thiết bị biến năng lượng thành điện và hệ thống ắc quy tích điện đã có thể mang lại lợi nhuận rất lớn cho bọn họ. Mà công ty đầu tư Quân Thụy lại cho rằng nếu đầu tư cả một dây chuyền đầy đủ thì quá lớn, chẳng những khiến việc xây dựng kéo dài, hơn nữa cũng khiến tài chính gặp nhiều khó khăn, hai bên có chút khác nhau ở điểm này. Triệu Quốc Đống cũng đã liên lạc với Lưu Kiều và Phòng Tử Toàn, đề nghị công ty đầu tư Trung Hoa cùng Năng lượng Quốc Toàn có thể đầu tư vào mảng này. Bốn bên đầu tư, tập đoàn Hải Uy lấy kỹ thuật cùng con người và một phần tài chính lấy cổ phần. Còn công ty đầu tư Quân Thụy, công ty đầu tư Trung Hoa cùng với Năng lượng Quốc Toàn lại góp vốn lấy cổ phần. Công ty đầu tư Trung Hoa cùng Năng lượng Quốc Toàn cũng phân biệt phái đại biểu đến đàm phán với tập đoàn Hải Uy cùng công ty đầu tư Quân Thụy. Về cơ bản bốn bên đã nhất trí, chẳng qua về tỷ lệ cổ phần và số vốn góp thì chưa thống nhất, có lẽ một hai tuần tới là đạt thành nhất trí. Công ty Năng lượng Quốc Toàn do giá than tăng nhanh nên đạt lợi nhuận cực lớn. Mặc dù công ty vẫn đang tiếp tục mua các mỏ khác và mở rộng quy mô nhưng đã không còn thiếu tiền. Các ngân hàng đều tranh nhau cho công ty này vay vốn. Chính vì nguyên nhân này khi Triệu Quốc Đống hỏi Phòng Tử Toàn có muốn thử trong lĩnh vực năng lượng mặt trời không, Phòng Tử Toàn lập tức đồng ý. Bên công ty Thần Phong thì đơn giản hơn nhiều. Bộ Năng lượng đã đưa ra quy hoạch phát triển nguồn năng lượng mới, hơn nữa còn có các ưu đãi về chính sách, tài chính, thuế đối với ngành này nên mới thành lập công ty Thần Phong phụ trách chính lĩnh vực năng lượng mới của bộ. Đối với công ty Thần Phong, thị xã Ninh Lăng cũng đưa ra nhiều chính sách ưu đãi về đất, điện. Hơn nữa Ninh Lăng còn có trụ sở thiết bị ngành điện và hệ thống đường sắt, đường sông thuận tiện nên Ninh Lăng có ưu thế hơn nhiều so với các nơi cạnh tranh. Hơn nữa công ty Thần Phong lại là công ty trực thuộc Bộ Năng lượng, với mạng lưới quan hệ của Triệu Quốc Đống ở Bộ Năng lượng thì công ty này không có nghi ngờ gì sẽ đầu tư vào Ninh Lăng. Tổng cục Di sản Văn hóa khi khảo sát Ninh Lăng cũng thấy khá hài lòng. Tống Phi do Triệu Quốc Đống nhiệt tình mình đến Lý Trang, Hoa Khê Câu Tây Giang đều lập tức bị nơi này khiến cho bọn họ động tâm. Nhất là, ngẫu nhiên, gặp Học viện Mỹ thuật Trung ương và Hội nhiếp ảnh Trung Quốc đến đây tham quan, hai bên liền nói chuyện với nhau về tinh thần dân tộc ở nơi này. Học viện Mỹ thuật Trung ương và Hội nhiếp ảnh Trung Quốc không ngừng khen ngợi và tạo thành ảnh hưởng không nhỏ với đoàn người Tống Phi. Trước khi đi Tống Phi còn chủ động nói với Triệu Quốc Đống về việc Ninh Lăng có thể cân nhắc xin chứng nhận di sản văn hóa cấp quốc gia cho Lý Trang, Hoa Khê Câu Tây Giang. Đây là điều Triệu Quốc Đống mong đợi nên hắn lập tức nói lời cảm ơn. Lúc này Đào Quốc Trì cũng đã nhìn ra ý đồ của Triệu Quốc Đống. Y không khỏi khen ngợi kế hoạch chu đáo, tỉ mỉ của đối phương. Triệu Quốc Đống cũng không giấu mà nói thẳng hy vọng một ngày nào đó thành cổ quân sự Thổ Thành và Lý Trang, Hoa Khê Câu Tây Giang được công nhận là di sản văn hóa thế giới, điều này làm Đào Quốc Trì rất ngạc nhiên.
Y cũng nói về sẽ báo cáo với Phó Chủ tịch tỉnh Cam Bình xem có thể xúc tiến Tổng cục Di sản Văn hóa đẩy nhanh trình tự xác định làm di sản văn hóa cấp quốc gia, sau đó nhanh chóng khởi động tiến trình xin công nhận làm di sản văn hóa thế giới hay không. Một loạt hoạt động làm Triệu Quốc Đống có chút mệt mỏi. Người tuy không mệt nhưng tâm trí mệt, nhất là ở hạng mục với tập đoàn Hải Uy, Triệu Quốc Đống có thể nói là phí nhiều công sức. Mà việc đẩy Lý Trang, Hoa Khê Câu Tây Giang ra ngoài với mọi người cũng là điều làm hắn mệt mỏi. Vấn đề trong đó không phải do hắn có thể khống chế được. Nếu như là cho Tổng cục Di sản Văn hóa Quốc gia và đoàn tham quan kia thấy bọn họ rơi vào kế hoạch của hắn thì có lẽ tác dụng tuyên truyền sẽ giảm nhiều. Đây vốn không phải công việc của hắn, nhất là hai hạng mục sản xuất công nghiệp vốn là công việc bên ủy ban thị xã. Nhưng hai hạng mục này đều do hắn mời đến, hơn nữa Trung Dược Quân cùng Trúc Văn Khôi bây giờ đều rất bận. Bọn họ bận thành lập công ty đầu tư đô thị, vận động xây dựng cầu Ô Giang, phối hợp với quy hoạch bên khu Giang Đông, một loạt công việc làm cho hai người bọn họ rất bận. Cho nên Triệu Quốc Đống chỉ có thể đứng ra phụ trách việc này. Cũng may công việc sau đây có Lý Đại Phú nên hắn mới có thể yên ổn đôi chút. Hắn là bí thư thị ủy có quá nhiều việc phải quan tâm, như vậy là không đúng với bình thường. Nhưng ở tình hình này thì hắn không thể không làm thế. Cố gắng kéo gần khoảng cách với đối thủ là mục tiêu mà hắn đặt ra. Chẳng qua trong hội nghị thường ủy Triệu Quốc Đống cũng đã tiến hành phê bình, yêu cầu các vị thường vụ phải làm hết chức trách của mình. Triệu Quốc Đống cũng biết nếu mình không buông tay thì về sau càng khó làm hơn nữa. Cho nên mặc dù có một số việc hắn không quá yên tâm nhưng hắn vẫn cắn chặt răng bỏ ra. Ví dụ như việc xây dựng khu Giang Đông, hắn ngoài việc nói ra vài quan điểm của mình thì không động gì tới. Bận một thời gian, Triệu Quốc Đống thấy mình cũng nên nghỉ ngơi một chút. Một tháng trời hắn không về Ando, thậm chí cũng không nhớ mà gọi điện. Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng và nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn hiếm khi không tập luyện nhưng lần này lại ngồi lặng lẽ ở trên giường suy nghĩ chuyện cần làm. Quyển 13, chương 52. Đời người là khổ, làm sao có thể đạt được hạnh phúc? Trong hồng trần mỗi người đều theo đuổi những lý tưởng khác nhau. Mình không phải cũng đang cố gắng phấn đấu đi về phía trước sao? Sống làm nhân kiệt, chết thành quỷ hùng, chết tạm thời không nói nhưng nếu là sống thì phải phấn đấu. Dù là vì thế giới, vì quốc gia, vì quê hương, vì dân chúng trở nên tốt đẹp hơn cũng là một loại cảnh giới. Triệu Quốc Đống mặc mỗi quần lót đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài đường. Đây là khu nhà tập thể của thị ủy nhưng vẫn giữ lại mấy căn phòng không bán đi, diện tích tầm 80 m² chuẩn bị cho lãnh đạo nhận chức ở Ninh Lăng mà không chuẩn bị nhà. Kỳ Dư Hồng, Thư Chí Cao, Hoàng Lăng, Trung Dược Quân hay hắn đều được cấp nhà ở đây. Triệu Quốc Đống thật ra cũng định mua một căn nhà thương mại ở Ninh Lăng nhưng nghĩ lại thấy không cần. Không phải do Ninh Lăng không thích hợp mà là anh nếu mua nhà thương mại ở đây cũng không tiện ở, vậy không bằng ở tập thể thị ủy cho xong. Theo quy định của thị ủy và ủy ban, mỗi một tuần lãnh đạo đều trực ban, hai ngày cuối tuần đều phải có thường vụ thị ủy nào đó ở lại Ninh Lăng, không được rời đi, luôn đảm bảo điện thoại di động thông suốt. Đây là nhằm ứng phó chuyện đột nhiên xảy ra. Tuần này không phải lịch trực ban của Triệu Quốc Đống nên hắn có thể khá tự do bố trí cuộc sống của mình. Chẳng qua thực tế có cho hắn làm như vậy không? Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng rồi lắc đầu cầm điện thoại lên. Phượng Minh, anh đang ở đâu thế? Hôm nay anh có rảnh không? Ừ, vậy chúng ta đến Kỳ Lân Quan ngâm suối nước nóng một chút, không có ai khác. Nếu không anh gọi Như Hoài đi, hai người các anh mang theo người nhà cho đông vui. Tôi có một mình nên cô độc quen rồi. Bỏ máy xuống Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi. Hắn rất muốn về Ando nhưng Ninh Lăng quá nhiều việc. Việc đi lại giữa Ninh Lăng đến Ando đã mất một ngày, đi xe đã mệt nên không bằng ở lại Kỳ Lân Quan cho xong. Chuyện bí thư quận ủy Tây Giang sớm muộn cũng cần giải quyết. Bên khu khai phát, Lưu Như Hoài và Lô Miễn Dương phối hợp rất ăn ý. Lưu Như Hoài ở chức bí thư đảng ủy ban quản lý mặc dù bị hắn phê bình nhưng cũng đạt được thành tích đáng ghi nhận. Tập đoàn Hải Uy cùng công ty Thần Phong khảo sát khu khai phát đã đánh giá cao nơi này. Ngoài việc xây dựng phương tiện trụ cột hoàn thiện, tác phong phục vụ của ban quản lý cũng được cải thiện tốt. Lưu Như Hoài có thể nói rất trầm ổn nhưng không thiếu tính tiến thủ. Khu khai phát cũng không giống như các quận, huyện, không có chức năng quản lý xã hội, chỉ phụ trách công tác kinh tế mà thôi. Lô Miễn Dương có thể đảm nhận, mà tính cách của Lưu Như Hoài càng có thể phát huy ở Tây Giang. Lưu Như Hoài nhận được điện của Tiêu Phượng Minh làm y phải thở dài một tiếng. Thời gian này y rất bận,
việc trong nhà gần như không để ý, thậm chí ngay cả con thi đại học y cũng không có thời gian chú ý. Tập đoàn Hải Uy cùng công ty Thần Phong yêu cầu rất cao, bí thư Triệu và thị trưởng Trung lại rất chú trọng. Mấy hôm trước y gần như cùng Lô Miễn Dương đi với người phụ trách của công ty Thần Phong đến từng khu đất trống ở khu khai phát. Việc gần như được xác định thì y mới có thể yên tâm. Thấy con cũng được nghỉ, y vốn định dùng cuối tuần ở bên vợ con nhưng bây giờ còn chưa kịp đi đâu đã có người gọi tới. Vợ Lưu Như Hoài, Lương Xuân Lệ là giáo viên ở trường cấp 3 Khuê Dương, 2 năm trước mới điều lên thị xã, dạy ở trường trung học số 3 Ninh Lăng. Cũng may con cái đều do vợ Lưu Như Hoài chăm lo, cho nên ở nhà Lương Xuân Lệ là người nói 102. Lương Xuân Lệ thấy Lưu Như Hoài nghe điện xong nhăn nhó mặt mày nên biết ngay không thể thực hiện được cuộc đi chơi của gia đình. Ai vậy anh? Trưởng ban Tiêu. Lưu Như Hoài thở dài một tiếng. Trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy gọi tới, mình dám không nghe sao? Trưởng ban Tiêu có chuyện gì vậy, không biết hôm nay là cuối tuần sao? Anh bình thường bận như vậy, đến tối mịt mới về, vừa lên giường là ngủ, trời vừa sáng là đi ra ngoài, đây còn là nhà không? Không được. Em đi nói chuyện với y, hôm nay anh không rảnh, phải ở nhà với vợ con, chuyện gì cũng không làm. Y không phải trưởng ban tổ chức cán bộ sao? Em tin y sẽ không giới thiệu hạng mục cho khu khai phát anh mà. Nếu thật sự có thì bảo Lô Miễn Dương đi làm, em không tin khu khai phát không có anh là không làm gì được. Lương Xuân Lệ bỏ chiếc rổ trong tay xuống rồi đòi lấy điện thoại. Đủ rồi. Lưu Như Hoài xa sầm mặt lại nói. Trưởng ban Tiêu là lãnh đạo thị ủy. Em nói chuyện chú ý một chút, không sợ người ta nghe thấy sao. Tiêu Phượng Minh và Lưu Như Hoài lúc còn ở Khuê Dương cũng có quan hệ khá tốt. Khi ấy một người là phó chủ tịch thường trực, một là phó chủ tịch, sau đó hai người dần lên chức, một thành bí thư huyện ủy, một là chủ tịch. Vậy thì sao, chẳng lẽ y làm trưởng ban tổ chức cán bộ, chúng ta bắt buộc phải nhờ y sao? Không làm quan sẽ chết đói chắc. Lương Xuân Lệ cũng có chút tức giận. Lưu Như Hoài ít khi dùng giọng này nói chuyện với cô. Hôm nay không nghe điện của y có thể cách chức anh chắc. Hừ, hiệu trưởng gọi em dám không nghe sao? Phụ huynh học sinh gọi em dám không nghe sao? Lưu Như Hoài nhỏ giọng nói. Đây cũng là như vậy, em nghĩ y không muốn nghỉ cuối tuần sao, nhất định có việc nên mới gọi. Hôm qua anh gặp y ở thị ủy không thấy y nói gì, đây là có việc gấp nên mới gọi đó. Lưu Như Hoài nói như vậy làm Lương Xuân Lệ á khẩu. Lương Xuân Lệ nghĩ lại thấy cũng đúng. Hiệu trưởng, phụ huynh học sinh gọi tới cô không thể không nghe. Không những phải nghe còn phải vội vàng tới mới được, vậy chồng cô không thế sao? Thấy Lương Xuân Lệ đã im, Lưu Như Hoài lúc này mới vội vàng nghe điện. Trưởng ban Tiêu. Như Hoài, hôm nay anh có rảnh không? Chuyện gì vậy trưởng ban? Tôi đúng là có chút chuyện riêng. Chuyện riêng nếu không quan trọng thì gác lại. Mang theo cả Xuân Lệ và con anh đến suối nước nóng Kỳ Lân Quan, sếp lớn Triệu gọi. Lưu Như Hoài vốn định đùn đẩy nhưng nghe thấy Tiêu Phượng Minh gọi thì biết không thể không đẩy được. Y cười khổ nói. Trưởng ban, bí thư Triệu gọi tôi muốn từ chối cũng không được mà. Ừ, có phải có việc gì không? Hả? Lưu Như Hoài nghe thấy tin tức Tiêu Phượng Minh truyền sang nên không nhịn được kêu lên. Trưởng ban có nói đùa không vậy? Tôi sao chưa từng nghe nói đến việc này? Không phải nói là Triệu Thu Lập sao? Hừ, Triệu Thu Lập, tôi lộ tin này với anh, ý sếp là muốn bí thư quận ủy Tây Giang vào thường vụ thị ủy, anh nói sao? Nếu nói tin vừa nãy Lưu Như Hoài chỉ hơi giật mình chứ không quá bất ngờ. Vậy tin tức sau làm y khiếp sợ, mình vào thường vụ thị ủy. Điều này sao có thể? Trưởng ban, tin này quá đột nhiên. Lưu Như Hoài thậm chí có chút không tin. Có thể hay không hôm nay anh có thể hỏi mà. Tôi đoán sếp cũng muốn nói chuyện với anh chuẩn bị tư tưởng đi. Tiêu Phượng Minh cũng vui thay Lưu Như Hoài, dù sao hai người có quan hệ khá tốt, Lưu Như Hoài có thể tiến bộ cũng là việc tốt. Lương Xuân Lệ lần đầu thấy vẻ mặt chồng mình cổ quái như vậy. Nhất định họ Tiêu bên kia nói gì đó làm chồng cô phải suy nghĩ, cô rất tò mò. Sao thế anh? Không có gì. Không thể nào. Lương Xuân Lệ quả quyết nói. Cô biết tính chồng mình. Nhất định có chuyện lớn mới có vẻ mặt này, hơn nữa là chuyện liên quan tới hắn. Anh hôm nay mà không nói cho em biết thì đừng mong ra khỏi nhà. Lưu Như Hoài thấy vợ mình như vậy liền cười ha hả nói. Có cần đến mức như vậy không? Không được, anh phải nói thật, không được nói dối, nếu không em không để yên. Lương Xuân Lệ càng khẩn trương và cho rằng chồng mình có chuyện.
Bí thư Triệu gọi bảo nhà mình và nhà trưởng ban Tiêu đến suối nước nóng Kỳ Lân Quan chơi, chỉ như vậy thôi. Lưu Như Hoài có chút bất đắc dĩ nói. Chưa hết, còn có chuyện gì đó giấu em, nói mau. Lương Xuân Lệ lắc đầu nhìn chằm chằm chồng. Anh có thể sẽ điều chỉnh công việc. Lưu Như Hoài nói. Hả, điều anh đi, anh. Lương Xuân Lệ có chút sợ hãi. Đừng nhìn bình thường hay nói nhưng nghe thấy công việc chồng mình điều chỉnh, cô lập tức lo lắng. Em nói gì vậy? Lưu Như Hoài trừng mắt nhìn vợ. Có lẽ bí thư Triệu muốn anh tới Tây Giang. Quyển 13, chương 53. Toàn Lực Chí ngồi trên sofa mà ngồi nghe Vương Ích báo cáo việc chỉnh đốn tác phong làm việc trong toàn thị xã. Vương Ích là người được Toàn Lực Chí điều từ chức phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Tây Giang lên làm phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thị xã. Toàn Lực Chí coi trọng tính cách quật cường của người này. Theo y thấy một cán bộ ủy ban kỷ luật đủ tư cách thì tính quan trọng nhất là kiên nhẫn, không khuất phục uy quyền, có suy nghĩ, không đạt mục đích, không bỏ qua. Mà trong toàn bộ cán bộ ủy ban kỷ luật ở Ninh Lăng thì có mỗi mình Vương Ích đạt được điểm này. Hành động chỉnh đốn tác phong lần này, ủy ban kỷ luật và phòng giám sát thị ủy đứng ra phụ trách. Toàn Lực Chí đã giao Vương Ích phụ trách công việc này và đạt hiệu quả tốt. Chỉ trong một tháng mà tác phong làm việc ở hai cấp thị xã, quận, huyện đã đạt kết quả rõ ràng. Đương nhiên nếu anh muốn tác phong này duy trì mãi thì cần lập một cơ chế khen thưởng, xử phạt nghiêm minh, tạo không khí tốt đẹp. Hơn nữa còn cần tố chất cán bộ không ngừng nâng cao. Toàn Lực Chí biết nhiều kẻ cho rằng mình là lập dị, ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng là như vậy, nhiều người coi đuổi mình khỏi Ủy ban Kỷ luật sang Thanh tra tỉnh rồi đuổi xuống Ủy ban Kỷ luật là thắng lợi. Chẳng qua bọn họ không rõ đây là mình chủ động xin xuống địa phương. Mà lần này Hoàng Lăng bị bắt khiến mình bị mang tiếng xấu nhưng Vương Ích không thèm để ý. Người ăn cơm trong ngành Ủy ban Kỷ luật thì sẽ không sợ ai cả. Nếu không anh sẽ là kẻ bất lực khi ngồi trên chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Đánh cọp không đánh ruồi chính là quan điểm của Toàn Lực Chí. Mình đến Ninh Lăng đã đánh một con cọp lớn nhất là Hoàng Lăng, sau đó có lẽ việc bổ nhiệm chức phó bí thư thị ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật là cổ vũ lớn nhất cho mình thì phải. Toàn Lực Chí không nhịn được cười. Bí thư Vĩnh Đào lúc trước hình như có chút lo lắng khi bắt Hoàng Lăng, nhưng bây giờ có vẻ rất hưng phấn. Chẳng qua làm cho Toàn Lực Chí có chút không hiểu là tại sao Bí thư Vĩnh Đào lại đặc biệt tin tưởng Triệu Quốc Đống như vậy, chuyên môn nhắc nhở mình quan hệ tốt với Triệu Quốc Đống. Về Triệu Quốc Đống thì Toàn Lực Chí cũng biết đôi chút, hình như điều kiện gia đình rất tốt, hơn nữa còn có quan hệ với gia tộc cách mạng. Bí thư Vĩnh Đào hình như loáng thoáng nói cán bộ xuất sắc như Triệu Quốc Đống nhất định sẽ không có vấn đề gì. Toàn Lực Chí cảm thấy có chút buồn cười với cách nhận định này. Chẳng lẽ người có gia cảnh tốt là không sao ư? Nhưng sự thật chứng minh những người như vậy nhất định có nhiều vấn đề. Nhất là trước khi Triệu Quốc Đống tới Ninh Lăng, Vương Ích đã tiết lộ cho y một chút tình hình về Triệu Quốc Đống. Điều này làm Toàn Lực Chí rất hứng thú. Một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật có thể đánh ngã hai vị bí thư thị ủy thì không biết lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy sẽ nhìn mình như thế nào. Ngay cả Toàn Lực Chí cũng cảm thấy tính cách mình hơi mờ ám, càng chuyện khó khăn, càng không có khả năng thì y càng thấy hứng thú. Hoàng Lăng bị bắt còn kéo theo Vương Bá Đào cùng Cung Tự Thành tạo chấn động không hề nhỏ nhưng Toàn Lực Chí thấy vẫn chưa đủ. Khi Triệu Quốc Đống tới Ninh Lăng, y cảm thấy đây mới là nhân vật có tính khiêu chiến nhiều hơn. Y đương nhiên biết Triệu Quốc Đống mới gần 32 tuổi đã làm bí thư thị ủy là có nghĩa gì. Y đã xem lý lịch của Triệu Quốc Đống. 24 tuổi làm phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát huyện Giang Khẩu kiêm trưởng đồn công an, 25 tuổi có thể đến huyện Hoa Lâm làm phó chủ tịch. Mặc dù chỉ là đến rèn luyện nhưng cũng là cán bộ cấp phó huyện, còn có thể tạo sự kiện nhảy phiếu ở Hoa Lâm, 27 tuổi làm bí thư huyện ủy, không đầy một năm làm thường vụ thị ủy, còn có thể làm cục trưởng bộ năng lượng hơn nửa năm. Một loạt biến hóa chứng minh sự cao tay của Triệu Quốc Đống. Chỉ dựa vào năng lực làm việc hoặc là lai lịch hoặc thủ đoạn cũng không thể giải thích tại sao một người mới 32 tuổi đã được điều tới Ninh Lăng làm bí thư thị ủy. Chẳng lẽ tỉnh An Nguyên thực sự không có ai sao? Toàn Lực Chí càng lúc càng thấy thú vị, chuyện không khó khăn thì sao có hứng thú chứ? Tin Vương Ích cung cấp càng làm y dễ phán đoán vị bí thư thị ủy này. Điện thoại Patek Philippe với giá rất đắt không phải nhà có điều kiện tốt là có thể đeo được. Lục Kiếm Dân không dám đụng vào nhưng không có nghĩa là Toàn Lực Chí không dám dây vào. Đương nhiên việc này cũng cần có nghệ thuật, không phải ai cũng nói không sợ kẻ trộm trộm, chỉ sợ kẻ trộm nhớ đến sao. Mình sẽ làm kẻ trộm thêm lần nữa. Chỉ cần có thể bắt được con sâu mọt thì y không ngại ngồi quan sát 1-2 năm. Lão Vương, anh xác định là đồng hồ Patek Philippe.
toàn lực chí tin Vương X sẽ không cần lừa mình ở việc này. Từ tính cách của đối phương, toàn lực chí có thể nhận ra Vương X ghét ác như thù, thậm chí còn nhiều hơn mình. Vương X ngẩn ra một chút rồi mới có phản ứng, y trầm giọng nói. Ít nhất từ bề ngoài là như vậy, về phần có phải hàng giả hay không thì tôi không biết. Vậy là đủ rồi, toàn lực chí tự nhận mình có đủ kiên nhẫn, y không tin cái đuôi cáo có thể giấu mà không bao giờ lộ. Ai cũng nói cáo không đấu nổi thợ săn, chẳng qua con cáo lần này đầy thách thức và giảo hoạt. Như vậy không phải thú vị hơn sao? Ồ, thú vị. Toàn lực chí gật đầu nói. Được rồi lão Vương, chúng ta bây giờ phải làm tốt công việc trong tay mình đã. Việc này sẽ phải duy trì trong thời gian dài, cũng sẽ mất lòng người khác. Vương X có chút không quen với lối suy nghĩ của vị lãnh đạo trực tiếp của mình. Câu đầu còn chưa xong đã sang chuyện khác. Chủ nhiệm yên tâm, tôi làm mảng ủy ban kỷ luật nhiều năm như vậy có bao giờ sợ mất lòng người khác. Vậy là tốt, thời buổi này có không ít người sợ làm mất lòng người khác. Nhưng chúng ta làm ngành này nên tôi có quan điểm anh phải làm mất lòng tất cả mọi người, vậy cũng là không mất lòng ai. Suy nghĩ của mọi người thấy anh đối với ai cũng như nhau, không cần biết anh là lãnh đạo hay cán bộ bình thường. Điều này có nghĩa anh không trực tiếp nhằm vào ai. Toàn lực chí cười ha hả nói. Chỉ sự có người nói chúng ta chụp ruồi không đánh cọp mà thôi. Chủ nhiệm, đây không phải là ngài nói con ruồi đừng tát và có chuyện bên viện kiểm sát làm, nếu không viện kiểm sát, thanh tra làm gì cơ chứ? Chúng ta sẽ bắt cọp, ít nhất cũng phải ôm cây đợi thỏ phải không? Vương X cười cười hùa theo, đi theo lãnh đạo vừa có thủ đoạn vừa quyết đoán như vậy đúng là thoải mái. GDP năm nay của khu khai phát có thể đột phá 1,3 tỷ. Nếu sang năm hai hạng mục của tập đoàn Hải Uy cùng công ty Thần Phong đầu tư vào và xây dựng xong thì tôi đoán tốc độ tăng trưởng của khu khai phát có thể đạt ít nhất trên 40%, thậm chí là 50%. Tình hình sang năm tới nữa còn có thể tốt hơn. Nói đến tình hình khu khai phát, Lưu Như Hoài có chút tự hào, nhất là ở đây chỉ có Triệu Quốc Đống và Tiêu Phượng Minh, y càng thoải mái nói chuyện hơn. Như Hoài, tập đoàn Hải Uy có lẽ nửa năm tới sẽ đi vào sản xuất. Nhưng mà chia làm 3 giai đoạn, tôi đoán sang năm nhiều lắm chỉ đi vào sản xuất một bộ phận, nếu muốn hoàn thiện thì ít nhất phải sang năm thứ 2, anh đừng ôm hy vọng quá lớn. Triệu Quốc Đống lắc đầu hất gáo nước lạnh vào đầu Lưu Như Hoài. Về phần công ty Thần Phong càng đừng tính tới làm gì. Cuối năm sau chưa chắc đã đi vào sản xuất, ngoài việc xây dựng nhà máy ra bọn họ còn có các yêu cầu đặc biệt, lắp đặt và thử thiết bị cũng khá phức tạp. Có lẽ phải sang nửa năm thứ 2 thì mới đi vào sản xuất. Bí thư Triệu, tôi cũng biết, cũng may các công ty ở trong khu khai phát khá đầy đủ, tổ hợp thiết bị năng lượng mặt trời có thể hợp tác với các công ty trong khu, nếu không sợ rằng còn kéo dài hơn nữa. Lưu Như Hoài cũng biết việc này muốn gấp cũng không được. Tôi và Miễn Dương đã bàn với nhau không thể đặt hết tiền vào hai hạng mục này, còn phải chủ động ra trận tìm một chút. Hơn nữa trước đó chúng tôi đã liên lạc vài hạng mục và có hồi âm. Có lẽ rất nhanh sẽ ký kết. Ồ, thấy Lưu Như Hoài có vẻ thần bí như vậy, Triệu Quốc Đống có chút tò mò. Là trong ngành nào? Là ngành tài liệu mới như ngài nói. Một công ty ở Thâm Quyến muốn vào nội địa phát triển. Bọn họ vốn chú trọng Ninh Lăng chúng ta có trụ sở thiết bị ngành điện nhưng vẫn chưa xác định. Nhưng sau khi tập đoàn Hải Uy sắp sửa đầu tư vào Ninh Lăng được truyền ra khiến đối phương trở nên nhiệt tình hơn nhiều. Bọn họ ở Thâm Quyến chủ yếu sản xuất thiết bị chịu nhiệt. Bọn họ chuẩn bị xây dựng một nhà máy ở chế tạo loại thiết bị này. Ồ, đây là một ngành rất có tương lai. Triệu Quốc Đống vui vẻ nói. Tương lai của ngành này về sau cũng không thua kém mảng pin năng lượng mặt trời. Hạng mục như vậy thì thị xã chúng ta sợ rằng có phải mất tiền cũng phải đưa vào. Hơn nữa cũng cần tiến hành các biện pháp thu hút nhân tài, tạo không khí học thuật tốt đẹp. Đây là điều khó được nhất, mà ban quản lý cũng cần phải chú trọng ở việc này. Quyển 13, chương 54. Tiêu Phượng Minh nằm nghiêng người trong nước không nói xen vào, chỉ nghe Triệu Quốc Đống và Lưu Như Hoài thảo luận về phát triển sản nghiệp ở khu khai phát. Tiêu Phượng Minh cho rằng Triệu Quốc Đống có cái mũi rất nhạy bén trong phát triển kinh tế, dù là Hoàng Lăng cũng còn kém xa, không hổ là người lập nghiệp nhờ kinh tế. Chủ yếu là người này có ánh mắt quá cao, bình thường đều có thể bắt đúng nhìn phát triển kinh tế, đây là điều mà người khác không thể có. Nói cách khác là mọi người không xuất phát cùng hàng với hắn. Mình lúc còn làm bí thư huyện ủy Khuê Dương cũng đã chú tâm nghiên cứu sự phát triển của Hoa Lâm. Nói thật năm 95 thì có ai coi Hoa Lâm vào đâu. Mình khi đó chỉ chú ý Tây Giang cùng Tào Tập,
vậy mà không đầy 2-3 năm ngành công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến ở Hoa Lâm lại là động lực phát triển kinh tế của thị xã. Hắn đến khu khai phát chỉ không đầy một năm đã kéo được trụ sở thiết bị ngành điện đến, một khu khai phát nửa sống nửa chết chỉ sang năm sau đã tăng tốc 80%, nếu không có trụ sở kia thì dựa vào gì đạt được 1,3 tỷ. Bây giờ hắn đến Ninh Lăng chưa đầy 2-3 tháng mà đã khống chế được tình hình. Nhẹ nhàng đưa ra một bản quy hoạch đô thị chẳng qua khiến Trung Dược Quân chạy quanh hắn, hơn nữa còn khăng khăng bán mạng, hơn nữa còn kéo cả Trúc Văn Khôi lên nòng pháo. Tăng Lệnh Thuần rất có thể sẽ vào thường vụ, Lưu Như Hoài cũng rất tự nhiên được hắn thu lại, thậm chí ngay cả các thường vụ đều không có tâm trạng mâu thuẫn. Tiêu Phượng Minh cũng mơ hồ biết bây giờ Triệu Quốc Đống đang cố gắng đẩy Mao Bình lên vị trí Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân. Thời gian qua hai người qua lại nhiều, tất nhiên là Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm vào chức trưởng ban tuyên giáo. Nếu thành công Mao Bình tự nhiên cảm ơn hắn, Triệu Quốc Đống cũng lấy được chức thường vụ thị ủy, trưởng ban tuyên giáo. Mặc dù Tiêu Phượng Minh chưa rõ Triệu Quốc Đống muốn ai thay Mao Bình nhưng Tiêu Phượng Minh tin vị trí này nhất định do Triệu Quốc Đống nắm giữ. Tiêu Phượng Minh cảm thấy Triệu Quốc Đống này không có gì không thể làm được. Bản lĩnh kinh tế không nói, bản lĩnh chính trị cũng không kém gì chính khách nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa hiếm có nhất là hắn có thể làm mọi người xung quanh vây chặt hắn, ngay cả y cũng bị đối phương vô tình hấp dẫn. Anh và Miễn Dương có thể nghĩ như vậy là tốt nhất. Triệu Quốc Đống nói, trách nhiệm của ban quản lý khu khai phát không chỉ có thu hút đầu tư, quan trọng hơn đó là phục vụ. Mà phục vụ không chỉ là chạy giúp đỡ phê duyệt thủ tục, cung cấp nhu cầu cuộc sống cơ bản nhất, mà phải phục vụ toàn diện. Nếu như có thể làm được như vậy thì ban quản lý sẽ luôn đạt thành tích cao. Tiêu Phượng Minh và Lưu Như Hoài đều lộ ra vẻ chăm chú lắng nghe. Cái gì là phục vụ toàn diện? Anh đầu tiên phải làm rõ chức năng của ban quản lý. Ban quản lý chính là vì phục vụ sự phát triển của công ty, phát triển của các công ty sẽ cần gì? Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu nhưng hắn không mong hai người trả lời. Điều này có nhiều phương diện như kinh doanh, nghiên cứu, tài chính, sản phẩm. Chủ yếu do anh đứng từ góc độ nào mà đánh giá. Nhưng tôi cho rằng ít nhất trong giai đoạn hiện nay các công ty trong khu khai phát chúng ta chủ yếu cần năng lực và tố chất của nhân viên. Dù là anh kinh doanh, nghiên cứu, sản xuất nếu không có nhân viên ưu tú thì sao có thể phát triển? Vậy chúng ta làm như thế nào để giúp các công ty phát triển? Góc độ gần là làm theo lẽ thường, nếu góc độ xa hơn chính là làm nhiều phương diện như hấp dẫn, lực tương tác. Tôi lấy một ví dụ nếu chúng ta tạo được hoàn cảnh tốt đẹp giúp các công ty hấp dẫn nhân tài, lưu lại nhân tài, làm cho nhân tài của công ty có thể vui vẻ, hài lòng ở lại thì công ty đó sẽ càng lúc càng dễ dàng phát triển. Trong đó căn bản là do các công ty nhưng ban quản lý đều có thể có cách làm của mình. Chúng ta hoàn toàn có thể từ nhiều phương diện lợi dụng tài nguyên của mình để giúp đỡ các công ty cải thiện ý thức và quan niệm của mình. Giúp đỡ bọn họ thực hiện được mục tiêu này. Quan niệm này của Triệu Quốc Đống làm hai người mở rộng tầm mắt. Ý thức phục vụ của bọn họ vốn cho rằng đã là cao nhất rồi, nhưng nếu như có thể làm được như Triệu Quốc Đống nói thì đúng là có lợi thế rất lớn trong sự cạnh tranh. Bí thư Triệu, theo lời ngài nói thì muốn đạt trình độ này ban quản lý vẫn còn chênh lệch rất lớn, còn con đường rất dài phải đi. Lưu Như Hoài thật tâm nói, có chênh lệch thì cần thu nhỏ lại, đường dài cũng cần phải cố gắng đi trong thời gian ngắn nhất. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói, cạnh tranh là kịch liệt và vô tình như vậy, anh không làm được, người khác làm được, công ty sẽ đầu tư vào nơi người ta. Tôi nghĩ sang năm giá trị sản lượng của khu khai phát phải đột phá 2 tỷ, năm sau nữa là 4 tỷ, năm 2005 là 6 tỷ. Dù là Tiêu Phượng Minh hay Lưu Như Hoài đều giật mình sợ hãi vì câu nói của Triệu Quốc Đống. 3 năm đạt 6 triệu, hai người tính một chút thì thấy tốc độ tăng trưởng đều trên 70%, con số quá khủng khiếp. Sao, cảm thấy tôi nói như nằm mơ giữa ban ngày sao? Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng và nói. Cơ sở của khu khai phát thấp, tốc độ tăng trưởng nhanh một chút cũng là bình thường. Hơn nữa khu khai phát không phải gánh chịu chức năng quản lý xã hội, chỉ vùi đầu làm kinh tế. Bây giờ hoàn cảnh tốt như vậy, anh dựa vào gì không làm được? Khu khai phát thành phố An Đô năm nay có giá trị sản lượng trên 30 tỷ, tôi đã thấy trong kế hoạch của bọn họ đến năm 2005 sẽ đạt 60 tỷ, năm 2010 đạt 150 tỷ. Như vậy năm 2005 khu khai phát Ninh Lăng chúng ta chỉ bằng 1 phần 10 so với khu khai phát An Đô, nhưng đất đai, nhân viên của chúng ta chỉ bằng 1 phần 10 so với khu khai phát An Đô sao? Triệu Quốc Đống nói vậy làm hai người á khẩu,
nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Khu khai phát Ninh Lăng có thể so sánh với khu khai phát An Đô sao? Đó là khu khai phát cấp quốc gia, hơn nữa nằm ở tỉnh thành thì dù điểm nào cũng hơn hẳn khu khai phát Ninh Lăng. Nhưng Triệu Quốc Đống lại nói không hề e ngại, nói như hai bên ngang hàng vậy. Tôi biết hai anh đang nghĩ gì, có phải cảm thấy tôi không lượng sức mình? Sao lại có thể so sánh khu khai phát Ninh Lăng với An Đô? Tôi muốn nói chính là anh nếu không dám nghĩ thì sao có thể đuổi kịp người ta? Triệu Quốc Đống lớn tiếng nói. Tôi không chủ trương các anh quá lớn mật, chẳng qua trên đời này không có gì không làm được, chỉ sợ không nghĩ ra. Có lẽ thấy lời mình hơi nặng nên làm vẻ mặt Tiêu Phượng Minh, Lưu Như Hoài hơi trầm xuống, Triệu Quốc Đống biết mình hơi kích động. Hắn cũng không thể yêu cầu suy nghĩ của mọi người đều như mình được. Được rồi Như Hoài, có thể Phượng Minh đã nói với anh. Chuyện ở khu khai phát thì tôi thấy anh không cần quá quan tâm, còn có chuyện càng quan trọng hơn chờ anh. Triệu Quốc Đống nhìn Tiêu Phượng Minh, hắn đã dặn Tiêu Phượng Minh lộ chút tin với Lưu Như Hoài để xem phản ứng của Lưu Như Hoài. Nhưng hắn đúng là không ngờ Tiêu Phượng Minh có thể đoán ra việc hắn định để Lưu Như Hoài vào Thường vụ Thị ủy. Bí thư Triệu, ngài thật sự định để tôi tới Tây Giang. Lưu Như Hoài do dự một chút rồi nói. Sao, không hứng thú hay thấy khó khăn? Triệu Quốc Đống cười cười hỏi lại. Bí thư Triệu, hứng thú thì khó nói, đi đâu cũng là làm việc mà. Lưu Như Hoài suy nghĩ một chút và thấy nên nói thật. Tây Giang là quận lớn, nhiều việc, giao thiệp rộng, nếu muốn làm nó phát triển thì khó khăn hơn ở khu khai phát nhiều. Tôi đây là nói thật, Tây Giang chỉ cần có tốc độ tăng trưởng bằng 1/3 khu khai phát đã là quá tốt rồi. Xem ra anh đã chuẩn bị tư tưởng rồi, vậy là tốt. Tôi cũng đã nói vấn đề nhiều, nhiều việc vặt, anh không phải từng làm chủ tịch huyện sao, sợ gì chứ? Dù sao còn có thị ủy, ủy ban đứng sau lưng anh cơ mà. Triệu Quốc Đống chỉ lo Lưu Như Hoài không muốn tới Tây Giang, như vậy hắn đúng là không chọn ra ai thích hợp. Lưu Như Hoài nhìn Tiêu Phượng Minh rồi cười khổ nói. Bí thư Triệu, ngài đã để mắt tới tôi còn có thể không làm sao? Quyển 13, chương 55. Em lại nhảy việc. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nhướng mày nói. Tiểu Á, thường xuyên nhảy việc như vậy hình như không tốt cho sự phát triển của em ấy. Nhảy việc cũng là tìm cơ hội để đột phá, tìm nơi để mình biểu diễn mà, có gì không tốt ạ? Má Mê Á luôn đỏ làm người ta si mê, đôi mắt đen thâm thúy muốn hút hồn người. Chủ yếu là tại sao em nhảy việc, nếu như ở vị trí cũ không làm tốt thì khó nói, nếu như có thể tiếp tục trưởng thành hoặc là có chức vụ với sự khiêu chiến lớn hơn đang chờ em thì tại sao không nhảy? Anh không nói lại em. Chẳng qua anh vẫn cho rằng một công ty nếu có nhân viên lưu động quá nhiều cũng không tốt, công ty này nhất định có vấn đề. Tương tự như vậy một nhân viên hay nhảy việc thì bản thân cũng có thể phải suy nghĩ một chút. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Hừ, anh cho rằng mọi người đều giống chị em cả đời làm thuê cho Triệu gia anh sao? Mễ Á trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống vội vàng xua tay nói. Nói sai rồi, thứ nhất Thương Lãng không có quan hệ gì mấy với anh. Là do Đức Sơn cùng Trường Xuyên phát triển lên. Thứ hai Mễ Linh bây giờ không phải cổ đông lớn thứ năm sao? Đó là chị ta làm thuê cho chính mình. Hừ, lộ rồi hả? Còn nói Thương Lãng không quan hệ gì với anh. Ngay cả chị của em cũng chỉ có chút cổ phần ở Thương Lãng. Hừ, Thương Lãng vốn là tập đoàn gia tộc, đây không có gì phải xấu hổ. Anh dám nói hai em trai anh không có sự chỉ điểm của anh mà phát triển được như hôm nay sao? Mễ Á không cho là đúng bĩu môi nói. Còn không dám thừa nhận, sợ người ta tra ra anh lấy quyền mưu lợi sao? Mễ Á nói làm Triệu Quốc Đống há hốc mồm. Anh thừa nhận đã chỉ hướng cho hai thằng nhưng phát triển là dựa vào chúng. Anh không có hứng thú mấy với việc kinh doanh. Triệu Quốc Đống miễn cưỡng giải thích. Được rồi, không ai tới tra hỏi anh mà. Nhà anh phát triển trong sạch thì sợ gì? Chẳng lẽ sợ người ta hái mũ của anh xuống sao? Mễ Á bất mãn nói. Được rồi. Coi như có quan hệ với anh là công thần lớn nhất đi. Triệu Quốc Đống giơ tay xin hàng. Đúng rồi, em bây giờ làm việc ở đâu? Công ty quốc tế Hán Đăng. Mễ Á nói. Ồ, chơi trò mạo hiểm. Triệu Quốc Đống cười nói. Quốc Đống, từ chơi này chỉ dùng cho ông chủ lớn thôi. Em chỉ là người làm thuê, giúp người xử lý việc đầu tư, đây là chịu trách nhiệm thay sếp, mà em còn không có tư cách thay sếp. Mễ Á nở nụ cười nói. Quốc Đống, Thương Lãng bao giờ lập công ty đầu tư thì em sẽ vào Thương Lãng làm. Vậy phải hỏi chị em đó,
nắm giữ quyền tài chính của Thương Lãng, hỏi anh có khác gì hỏi người mù. Triệu Quốc Đống cười nói. Ôi, nhìn anh kìa, vừa nói đến việc này đã lập tức trốn sang bên. Thương Lãng làm hạng mục gì mới đều có tài chính sẵn, như vậy làm em muốn phát triển sự nghiệp cũng không được. Mễ Á thở dài một tiếng nói. Ồ, công ty em còn thiếu hạng mục đầu tư sao? Chẳng qua công ty em hình như chú ý nhiều vào ngành điện tử và Internet phải không? Triệu Quốc Đống ra vẻ không tin. Công ty Hán Đăng là công ty nổi tiếng về đầu tư mạo hiểm, trụ sở chính nằm ở San Francisco, công ty quốc tế Hoa Tâm, Hoài Khánh cũng có vốn đầu tư của bọn họ. Hạng mục đương nhiên là không thiếu, vấn đề là ở chất lượng hạng mục, muốn có tính phát triển cao. Anh cho rằng đầu tư mạo hiểm là ngân hàng nên việc gì cũng dám xen vào sao? Sao, chẳng lẽ anh có hạng mục gì tốt giới thiệu cho em? Mễ Á nói. Có, em cũng biết mỏ thạch anh ở Ninh Lăng khá phong phú, đây là tài liệu cơ bản. Triệu Quốc Đống chưa nói xong, Mễ Á đã xen vào. Anh nói đến hạng mục khổng lồ của tập đoàn Hải Huy. Ồ, mũi em nảy qua đó. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc kêu lên. Hạng mục lớn như vậy thì sao em có thể không biết? Chẳng qua tập đoàn Hải Huy hình như không chào đón đầu tư mạo hiểm, rất cảnh giác với đầu tư mạo hiểm. Công ty đầu tư Quân Thủy cùng công ty đầu tư Trung Hoa cũng tiến vào, bọn em chậm chân rồi. Mễ Á có chút nuối tiếc nói. Tin này cô nghe được lúc tới Ninh Lăng, sau đó cô lập tức báo cáo lên trên nhưng chưa có phản ứng thì bên này đã ký kết xong. Hạng mục của tập đoàn Hải Huy mặc dù đã ký nhưng mỏ thạch anh ở Ninh Lăng rất phong phú. Lượng điện năng dư thừa đủ để chấp nhận nhiều công ty như vậy đến đầu tư. Hơn nữa Ninh Lăng cũng muốn thành lập trụ sở năng lượng mới cho nên anh thông qua một ít quan hệ ở Bộ Năng lượng mà mời một vài công ty trong và ngoài nước, chào mừng bọn họ đến Ninh Lăng khảo sát hoàn cảnh đầu tư năng lượng mới, tài liệu mới. Triệu Quốc Đống nháy nháy mắt nói. Mễ Á phản ứng rất nhanh nên nói. Anh nói ngoài tập đoàn Hải Huy còn có nhiều hạng mục như vậy tiến vào Ninh Lăng. Sao không thể? Nhưng em cũng biết mấy hạng mục loại này yêu cầu tính kỹ thuật cao, hơn nữa tài chính lớn, không phải công ty nào cũng có đủ tài chính ủng hộ như tập đoàn Hải Huy. Xem ra trong lòng anh nhất định có mục tiêu gì rồi. Quốc Đống, anh nói nghe một chút, công ty em cũng rất chú trọng ngành năng lượng mặt trời. Bọn em cũng hy vọng có thể giúp một tay cho ngành này phát triển. Mắt Mễ Á sáng rực lên nói. Thực ra trong nước cũng có không ít nghiên cứu về lĩnh vực này. Mặc dù có không ít đột phá trong kỹ thuật, đương nhiên hầu hết là bọn họ mua lại kỹ thuật độc quyền của nước ngoài sau đó về nghiên cứu thêm, hình thành kỹ thuật của mình. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Theo anh biết ngoài tập đoàn Hải Huy thì tập đoàn Nam Pha cũng đã đạt được tài nguyên kỹ thuật độc quyền và nhân lực, chuẩn bị tiến quân vào thị trường này. Tin này em cũng biết, nhưng tập đoàn lớn như Nam Pha sẽ không cần đầu tư mạo hiểm để thu hút tài chính, bọn họ cũng không muốn mất cổ phần. Hơn nữa tập đoàn Nam Pha cũng kết hợp ngành chính của bọn họ cho nên em thấy hy vọng đầu tư vào đó không nhiều. Sao, bọn họ cũng định đầu tư vào Ninh Lăng để cạnh tranh trực tiếp với tập đoàn Hải Huy sao? Mễ Á có chút thất vọng, nếu như là Nam Pha thì công ty của cô không có hy vọng tiến vào ngành này. Ừ, anh cũng đoán hạng mục này của Nam Pha thì bọn em muốn nhúng tay vào cũng không dễ, bọn họ có quy hoạch của mình mà. Triệu Quốc Đống cười nói. Mà bọn họ có đầu tư vào Ninh Lăng hay không cũng chưa được xác định, còn cần cố gắng thêm. Dù là quốc gia đã đẩy lĩnh vực năng lượng mới lên cao độ, hệ thống truyền tải cũng đang tích cực tiếp nhận điện mặt trời nhưng đây cần một chu kỳ. Hơn nữa giá năng lượng mặt trời và năng lượng gió vẫn cao hơn thủy điện, nhiệt điện nhiều, quốc gia dù có chính sách trợ cấp thì trong lúc nhất thời cũng không thể nhận hết. Nói cách khác nơi tiêu thụ sản phẩm của ngành chủ yếu là nước ngoài, nhất là châu Âu. Cho nên các công ty đầu tư vào Ninh Lăng cũng phải có thị trường ở châu Âu. Điều này cũng đúng, trong thời gian tới ngành này chỉ có thể bán sang Âu Mỹ, có lẽ trong vòng 5 năm tới thị trường trong nước vẫn không quá phát triển. Mễ Á cũng đã nghiên cứu ở vấn đề. Chẳng qua thị trường Âu Mỹ có lượng tiêu thụ khá lớn, đây cũng là nguyên nhân chính mà bọn em coi trọng ngành này. Ngoài Nam Pha ra thì cũng có một công ty khác muốn tiến vào. Chẳng qua bọn họ vốn không làm ở ngành này. Triệu Quốc Đống bắt đầu lộ đuôi. Bọn họ vốn làm gì không quan trọng, vấn đề là tình hình của bọn họ bây giờ. Đội ngũ kỹ thuật, quản lý, quy hoạch, đó mới là quan trọng nhất. Mễ Á nghe ra vấn đề. Là người quen của anh. Coi như vậy, vốn là người quen của anh ở Giang Khẩu. Sau khi anh tới Bộ Năng lượng thì cũng đến gặp anh và nói đến sự phát triển bây giờ.
Các nhà kinh doanh Chiết Giang luôn nhạy bén với thời cuộc. Anh giới thiệu tương lai phát triển ngành năng lượng mới với bọn họ thấy hứng thú. Đồng thời trong tay cũng có nhiều tài chính lưu động nên bắt đầu đặt mục tiêu đầu tư xây dựng nhà máy. Bọn họ cũng đã có đội ngũ kỹ thuật và quản lý, chẳng qua bọn họ cũng cần hỗ trợ từ bên ngoài như hiểu rõ và phán đoán thị trường nước ngoài, cùng với kinh nghiệm quan hệ với người nước ngoài. Đây là điều bọn họ thiếu nhất cho nên bọn họ hy vọng có thể tìm được một đồng bọn hợp tác. Triệu Quốc Đống nói thêm. Quyển 13, chương 56. Ồ nếu là như vậy thì rất phù hợp với công ty em. Mễ Á nói. Anh nói một chút tình hình bọn họ và người phụ trách, em thấy có thể nói chuyện. Triệu Quốc Đống liền giới thiệu qua mấy người Chu Quốc Bình, Phong Việt Nhân, Hạ Bách Linh. Lúc Triệu Quốc Đống còn ở Bộ Năng lượng đã nhắc tới bọn họ về việc ngành năng lượng mới trong tương lai sẽ lãi lớn, có lẽ duy trì 3-5 năm lãi lớn mới đến thời kỳ lãi bình thường. Điều này làm mấy người Phong Việt Nhân, Hạ Bách Linh đều muốn thử sức. Bọn họ cũng gọi thêm Chu Quốc Bình, Hoa Hành Vân, ngoài ra cũng hẹn một số người bên Ôn Châu, Ninh Ba, thoáng cái đã tập trung được 800 triệu, đồng thời cũng đã liên lạc với một số nhà đầu tư ở Chiết Giang để tiến vào ngành này. Bọn họ cũng đã tiến hành lựa chọn một công ty có tiềm năng ở lĩnh vực và mua lại, chuẩn bị mở rộng quy mô. Nhưng do thực tế thị trường tiêu thụ năng lượng mới và các sản phẩm của ngành này ở nước ngoài cho nên bọn họ muốn tìm một người hợp tác hiểu tình hình nước ngoài để bù thiếu sót của bọn họ. Như vậy công ty quốc tế Hán Đăng của Mễ Á chính là người hợp tác thích hợp nhất. Em thấy có thể, chỉ cần có đội ngũ kỹ thuật và quản lý ổn thì em thấy có thể đàm phán. Em sẽ lập tức liên lạc với giám đốc, mời y tới đây. Mấy người kia chắc ở Ninh Lăng chứ? Mễ Á rất vội vàng, tất nhiên là do việc này là rất quan trọng với cô. Bọn họ có người ở Ando, có người ở Ninh Lăng. Nếu em cần gấp thì anh có thể liên lạc với bọn họ, bảo mấy người từ Ando tới đây. Triệu Quốc Đống cười nói. Vậy cảm ơn anh Quốc Đống. Em cảm thấy chuyện này rất hấp dẫn. Thời buổi này muốn chọn được một hạng mục thích hợp cũng không dễ. Mễ Á thở phào nhẹ nhõm nói. Anh muốn công ty này đầu tư vào Ninh Lăng. Ừ, anh lúc ở trên bộ thì bọn họ đầu tư vào đâu cũng không quá quan trọng. Bây giờ anh tới Ninh Lăng thì tất nhiên muốn kéo bọn họ về Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống cười nói. Đúng rồi, em không phải vì việc này mà tới Ninh Lăng sao? Đương nhiên không phải rồi, em cũng không biết trong túi anh có nhiều hạng mục như vậy. Em họ em đi thuyền từ Vũ Hán đến Ninh Lăng, nói là tuyến du lịch mới. Nhà bạn trai nó ở Ninh Lăng. Em vừa lúc ở Ando nên tới đây thăm nó. Vậy sao em không gọi trước để bảo xe tới đón? Triệu Quốc Đống nói. Có cần khách khí như vậy không? Hơn nữa em sao dám làm phiền bí thư thị ủy? Có thể mời em bữa ăn là em đã cảm ơn rồi. Mễ Á nở nụ cười như hồ ly. Một chiếc đồng hồ SVKATCHXLARGE màu xanh da trời đời 2002 lớn nằm trên cổ tay thon nhỏ. Trong tay cầm chiếc điện thoại di động Motorola V70, mặc chiếc áo màu vàng nhạt với eo bó, bên dưới là quần dàn hợp người. Bảo sao lúc trong trường ai cũng bảo cô là đắt kỷ, Khấu Linh là bao tự, đều là người hại nước hại dân. Triệu Quốc Đống cười cười không nói, hắn đúng là thua khi đấu khẩu với cô. Hai người ăn xong và nói chuyện thời đi học được một lúc, điện thoại di động của Mễ Á vang lên, em họ cô đã đến Ninh Lăng, đang chuẩn bị xuống thuyền. Em tới. Muốn em đến đón. Triệu Quốc Đống hỏi. Con bé đó mắt cao hơn trán, em thật ra muốn tới xem bạn trai của nó là như thế nào. Nghe nói là bạn cùng đại học, nghiên cứu sinh. Mễ Á cầm túi lên cười nói. Anh bảo lão Bành đưa em đến đó. Em không quen ở Ninh Lăng, nếu không gọi cả em của em tới đây, dù sao cuối tuần cũng không có việc gì mà. Triệu Quốc Đống ân cần nói. Ồ, đi xe chuyên dụng của bí thư thị ủy, em sao ngồi nổi. Mễ Á lắc đầu đứng lên nói. Em tự đi được mà, nếu không có chuyện gì em sẽ lập tức quay lại đây. Thân hình thướt tha biến mất ngoài cửa câu lạc bộ, Triệu Quốc Đống khẽ lắc đầu. Cô gái này miệng lưỡi lúc nào cũng vậy. So sánh với Khấu Linh, tính cách Mễ Á thoải mái hơn nhiều, có lẽ đây là do thói quen khi làm ở công ty tư nhân. Bí thư Triệu, ngài ngồi một mình sao? Có cần tôi ngồi với ngài một chút không? Giọng nói bên cạnh vang lên. Ha ha. Tiểu Tiền à, muốn ngồi thì ngồi đi, cô bạn tôi đi ra bến tàu đón em gái. Thân phận của Triệu Quốc Đống nhiều người biết, hơn nữa hắn mấy năm trước là khách thường xuyên ở đây. Bây giờ làm bí thư thị ủy nên ít đến đây như hồi còn làm việc ở Tây Giang. Một phần do hắn chú ý ảnh hưởng,
một phần hắn cố gắng bố trí ở Ninh Uyển vì dù sao ở đó mới là nơi thị ủy đặt điểm tiếp đón. Bí thư Triệu, không làm phiền ngài chứ? Cô gái mặc bộ váy ngắn tay trông càng cao thêm. Ngài hôm nay ăn thấy thế nào, em đã dặn đầu bếp chú ý lửa cho thịt vừa chín tới. Tiểu Tiên, nếu như cô có thể để đầu bếp nấu ăn như hôm nay thì tôi đoán nơi đây còn hút khách thêm nhiều nữa đó. Triệu Quốc Đống cười nói, cô gái này 3 năm trước còn là quản lý sảnh, bây giờ đã là quản lý nhà hàng. Bí thư Triệu, xem ngài nó kìa, trình độ ở chỗ tôi sao có thể so sánh với mấy hàng ăn Tây chuyên môn ở Ando chứ, nhưng tuyệt đối có thể so sánh với các nhà hàng nổi tiếng khác tại tỉnh. Chúng tôi không mong quá đông khách, chỉ cần nước chảy đá mòn là được. Tiền Anh chua môi lên cười nói, ôi, không ngờ chủ nhà hàng này lại biết cách kinh doanh như vậy đó, tôi hình như chưa hề gặp thì phải. Trước là Lão Trương, bây giờ là cô, chủ quán này đúng là thần bí. Triệu Quốc Đống cũng có chút tò mò với chủ câu lạc bộ này. Hi hi, chủ bọn em là người Ninh Lăng nhưng không ở trong nước. Đây chẳng qua là nơi lúc giám đốc về quê và mở ra thôi, bình thường nhờ bạn quản lý, một năm không mấy khi về được một lần. Em công tác ở đây vài năm mà chỉ gặp có 2 lần. Tiền Anh cười hì hì nói. Không ngờ chủ nhà hàng này lại là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Triệu Quốc Đống không thèm để ý, thời này nhiều người có tiền nên về quê hương coi như thỏa tâm nguyện. Bí thư Triệu, em nghe nói cầu Ô Giang sắp xây. Tiền Anh cũng không nói tiếp đề tài kia. Ừ, sao, xây cầu có ảnh hưởng đến câu lạc bộ sao? Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Gần thì có ảnh hưởng một chút nhưng nhìn góc độ xa thì đây lại là việc tốt. Từ câu lạc bộ có thể nhìn thẳng ra cầu, hơn nữa thông thẳng sang bên Giang Đông. Bên kia nếu phát triển nhanh thì càng tốt, em thấy thị trấn cũng đang tiến hành giải tỏa khu đất xung quanh chỗ làm cầu, tiến độ khá nhanh. Tiền Anh là cô gái khá biết chuyện nên chọn được đề tài mà Triệu Quốc Đống thích nghe. Ừ, chỉ cần dân chúng hiểu và ủng hộ là tốt rồi. Giang Đông trước bỏ hoang gần 20 năm. Nếu không khai thác thì chỉ sợ nơi đó sẽ thành bãi rác của Ninh Lăng chúng ta, mùi hôi thối từ đó sẽ bốc sang tận đây. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Bây giờ ảnh hưởng chút ít từ việc thi công nhưng về sau sẽ thuận lợi cho quần chúng. Thực ra xây cầu Ô Giang sớm có phương án quy hoạch nhưng do nhiều nguyên nhân nên chưa được áp dụng. Một phần do tài chính thiếu, phần khác mọi người nghĩ xây dựng cây cầu này không có tác dụng gì mấy. Vâng, điều này mọi người đều biết. Cán bộ thị trấn cũng đến từng nhà tuyên truyền, hơn nữa số hộ dính đến không nhiều. Mọi người có lẽ lo là sau khi giải tỏa không biết bao giờ cầu xây dựng xong mà thôi. Tiền Anh nói, điểm này thì mời mọi người yên tâm, thị xã đã có quy hoạch thống nhất đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ. Triệu Quốc Đống rất kiên quyết nói. Hai người đang nói chuyện, điện thoại di động của Triệu Quốc Đống vang lên. Hắn nhìn thì thấy là Mễ Á gọi tới. Hắn nghe thấy tiếng ồn ào bên kia, Mễ Á nức nở nói. Quốc Đống, anh mau tới đây, em gái em xảy ra chuyện ở đây, ở bến tàu. Quyển 13, chương 57. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Mễ Á, đừng gấp, xảy ra chuyện gì, em nói xem. Em gái em và bạn trai nó hình như bị cảnh sát bắt đi. Em hỏi bọn họ có chuyện gì nhưng bọn họ không thèm nhìn em. Em không biết là có việc gì nữa. Mễ Á thở hổn hển nói. Bọn họ rất dã man, không nghe giải thích, cũng không nói gì còn động tay động chân. Em sợ em họ em xảy ra chuyện. Là cảnh sát Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống đúng là có chút tức giận. Mã Nguyên Sinh này chỉ huy cục công an thế nào vậy chứ? Không biết, hình như không phải, giống như người trên tàu xuống, có uống rượu. Chẳng qua em thấy không phải cảnh sát Ninh Lăng. Anh mau đến đây đi. Mễ Á gần như muốn khóc. Triệu Quốc Đống một bên nhanh chóng xuống lầu, một bên gọi điện cho Mã Nguyên Sinh. Cảng nằm trên địa bàn Ninh Lăng nhưng do là cảng nên nhiều tàu thuyền qua lại nên do cơ quan công an đường sông của Bộ Giao thông quản lý. Xe Audi nhanh chóng chạy tới cảng. Tuy đã đổi biển bình thường nhưng xe con biển 96 thì người ta vẫn dễ dàng nhận ra là xe của thị ủy, ủy ban Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống đến cảng thì thấy cách 50 mét vào bến là trụ sở đồn công an cảng đã bị một đống lớn người vây quanh. Mễ Á từ xa thấy xe Triệu Quốc Đống nên vội vàng chạy tới. Triệu Quốc Đống vội vàng xuống xe đỡ lấy cô nhưng vì động tác hơi mạnh làm cô thiếu chút nữa ngã xuống. Đứng gấp, có việc gì? Triệu Quốc Đống thấy là đồn công an cảng Ninh Lăng thì yên tâm hơn. Đồn công an này thuộc quản lý của Cục Công an, nghe nói bây giờ cải cách cơ chế nên muốn giao cho phân cục Tây Giang quản lý.
Sông Ô Giang là một nhánh của dòng Trường Giang nhưng lại là nhánh có lượng nước lớn nhất, trải qua nhiều khu vực, tài nguyên thủy lực phong phú. Cảng Tân Châu, cảng Ninh Lăng là hai cảng quan trọng nhất ở Trung và Hạ Lưu dòng Ô Giang. Bên dưới ở cảng Tân Châu cho phép tàu ngàn tấn chạy trong mùa khô không vấn đề gì, mùa nước nhiều thì cho phép tàu trên 5.000 tấn, còn Ninh Lăng có thể đạt 8.000 tấn. Bây giờ số lượng bến tàu trên ngàn tấn ở Ninh Lăng đã đạt 22 bến, trong đó bến tàu trên 3.000 tấn là có 4 bến, cung cấp xăng, dầu, các thiết bị cần thiết cũng khá hợp lý, đây là nơi giúp kinh tế Ninh Lăng phát triển nhanh chóng. Nhất là sau khi tập đoàn Hòa Hoàng đầu tư vào cảng Tân, Ninh càng làm cho dòng chảy thuận lợi, làm cho cảng Ninh Lăng cùng Tân Châu nghênh đón cơ hội phát triển lớn. Bởi vì tính quan trọng của cảng Ninh Lăng cho nên Cục Công an Đường Sông mới lập đơn vị ở đây, cũng có tranh chấp với công an địa phương. Bởi vì Cục Công an Đường Sông thuộc Bộ Giao thông cho nên ở mấy vấn đề này hai bên đều cố tranh thủ lợi ích, có trách nhiệm lại đùn đẩy. Quốc Đống, anh mau tới đi, bọn họ mang người vào đồn công an rồi. Em thấy bọn họ làm rất vô lý, sợ có chuyện. Mễ Á thấy Triệu Quốc Đống tới liền yên tâm hơn, cô thiếu chút nữa rơi lệ. Không cần gấp, cũng không có chuyện gì mà, dù sao cũng phải nói lý chứ. Triệu Quốc Đống mặc dù không rõ nhưng với thân phận của em gái Mễ Á và bạn trai cô ta thì có lẽ không có chuyện gì lớn mới đúng, cùng lắm là vấn đề an ninh trật tự mà thôi. Hơn nữa nhìn vẻ mặt oán giận của Mễ Á thì chắc có oan uổng. Em nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Triệu Quốc Đống đi tới và nhìn quanh xem thấy Mã Nguyên Sinh không. Chẳng qua hắn đoán đối phương chưa thể tới ngay được, mình trực tiếp chạy tới nên chỉ mất vài phút, Mã Nguyên Sinh còn phải gọi điện chuẩn bị nên chắc mất chục phút. Triệu Quốc Đống đi đến thì thấy có không ít dân chúng đong thò cổ vào trong nhìn. Một người cảnh sát đi ra xua tay nói. Đi đi, xem gì chứ, chỉ là tranh chấp bình thường mà thôi, đừng vây ở đây. Một ít hành khách bắt đầu mắng nhưng cũng có không ít người rời đi vì chuyện không liên quan đến mình. Triệu Quốc Đống rất nhanh từ chỗ Mễ Á biết được chuyện. Em họ Mễ Á, Mễ Ni và bạn trai đi tùa về Ninh Lăng, trên tàu có mấy công an hàng he, trong đó có một tên thấy Mễ Ni đẹp nên đến gần. Tính cách Mễ Ni có lẽ giận hay vui gì đều lộ ra nên không cho đối phương mặt mũi, nghe nói trên tàu đã có cãi vã. Sau khi xuống thuyền đối phương lại quấn lấy. Mễ Ni và bạn trai không thèm để ý đến mà trực tiếp xuống thuyền. Đối phương đuổi theo sỉ nhục bạn trai Mễ Ni có lẽ không nhịn được mà tranh chấp nên bị bắt, Mễ Ni cũng làm tay đối phương bị thương. Công an hàng hải từ trước đến giờ rất bá đạo, kiêu căng do trực thuộc bộ, mặt nước lại thuộc phạm vi thế lực bọn họ nên mới nghĩ mình là nhất, ngay cả công an địa phương cũng không cho mặt mũi, còn thường xuyên có mâu thuẫn với công an địa phương. Bởi vì do khu vực đặc thù nên hai người bị mấy công an bắt. Chẳng qua đây là khu vực thuộc về địa phương nên do dân chúng và du khách yêu cầu nên bọn họ phải đưa người vào đồn công an cảng Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống không lập tức vào đồn công an mà ở bên đi quanh nghe mọi người thảo luận, tình hình cũng giống Mễ Á nói. Cửa đồn công an dần tán đi, chỉ còn mấy công nhân bến tàu đứng xa xa bàn tán. Mễ Á lúc này đang rất gấp nhưng nhìn Triệu Quốc Đống bình tĩnh như vậy nên cô cũng yên tâm đôi chút. Triệu Quốc Đống cũng sang bên chỗ mấy công nhân nghe ngóng một chút xem chuyện là như thế nào. Triệu Quốc Đống cũng có chút tự tin với tố chất đội ngũ công an Ninh Lăng. Hắn tin giữa ban ngày ban mặt trong đồn công an sẽ không có chuyện gì. Hắn mặc dù không thích Mã Nguyên Sinh nhưng chủ yếu là do ân oán cá nhân của hắn và Nghiêm Lập Dân, không quan hệ gì mấy với Mã Nguyên Sinh. Mã Nguyên Sinh mặc dù trước là người của Nghiêm Lập Dân, nhưng bây giờ Nghiêm Lập Dân đã rời khỏi Ninh Lăng, thậm chí rời khỏi hệ thống công an. Triệu Quốc Đống lại là bí thư thị ủy nên nhiều ân oán không đến mức người ở cấp bậc Mã Nguyên Sinh tham gia. Triệu Quốc Đống và Mễ Á nhìn tới cửa quan sát bên trong thấy không có tiếng mắng chửi gì truyền ra. Có lẽ do sân đồn công an rộng nên tiếng không vang ra được đến đây. Hai chiếc xe cảnh sát đỗ trong sân. Triệu Quốc Đống đẩy cổng thì thấy cổng lớn bị khóa nhưng có một lối đi nhỏ. Triệu Quốc Đống và Mễ Á cẩn thận đẩy cửa đi vào trong. Triệu Quốc Đống chủ yếu lo mình tham gia việc này sẽ không tốt. Làm gì thế? Cảnh sát trực ban chạy ra cảnh giác nói. Trời quá nắng nên Triệu Quốc Đống và Mễ Á đều đeo kính râm nên trông giống vợ chồng. Chúng tôi là người nhà hai hành khách vừa bị mang vào nên muốn vào xem có chuyện gì. Xin lỗi, chuyện này đang được xử lý, hai người chỉ có thể chờ ở ngoài một chút. Đối phương nói khá khách khí nhưng vẫn cảnh giác nhìn xem hai người Triệu Quốc Đống có lai lịch gì. Quyển 13, chương 58. Có gì cần phải kết hợp xử lý? Đây không phải do đồn công an các anh xử lý sao?
Chẳng lẽ công an hàng hải bọn họ có thể xen vào việc của các anh? Triệu Quốc Đống biết rõ việc phân chia quyền hạn của cơ quan công an. Xảy ra chuyện ở bến tàu thì nên do đồn công an cảng quản lý. Ồ, anh quản việc này làm gì, đây là việc nội bộ của chúng tôi, ra ngoài, ra ngoài. Cảnh sát kia lớn tiếng nói. Chẳng qua y cũng hơi cảnh giác vì đối phương có vẻ hiểu rõ phân chia quyền hạn của cơ quan công an, giọng cũng lớn không phải kẻ dễ chơi. Tại sao chúng tôi phải ra ngoài? Tôi chỉ yêu cầu gặp người, nếu không mời người phụ trách nơi này ra đây, chúng tôi muốn tìm hiểu tình hình. Theo chúng tôi biết đám người công an hàng hải có kẻ háo sắc, gây hấn ở bến tàu, đánh người thân của chúng tôi. Vụ án an ninh trật tự như vậy chẳng lẽ đồn công an cảng không xử lý được sao? Triệu Quốc Đống nói đầy sắc bén. Thấy thái độ đối phương cứng rắn như vậy, tên cảnh sát biết gặp kẻ biết luật, nhưng y cũng tự tin mình không nói nỡ lời gì cả. Xin lỗi, anh có chuyện gì có thể phản ánh, tôi làm cảnh sát phụ trách trực ban nên sẽ tiếp đón. Về phần anh nói yêu cầu ai đến gặp anh, chuyện này nên do ai xử lý thì anh nói không được chấp nhận, không phải do tôi quyết định. Chúng tôi sẽ dựa theo quy định liên quan xử lý. Triệu Quốc Đống thật ra khá khen biểu hiện của vị cảnh sát này. Chúng tôi là người thân muốn gặp người chẳng lẽ là quá sao? Mặc kệ các anh xác định bọn họ như thế nào thì ít nhất chúng tôi cũng có quyền gặp mặt chứ. Mễ Á có chút nóng nảy. Bọn họ bị mấy tên công an hàng hải vây lấy, các người chẳng lẽ bỏ mặc không quản? Tên cảnh sát ngẩn ra, trong lòng y cũng có chút buồn bực, đám công an hàng hải kia không có việc gì lại gây chuyện. Chẳng qua tên kia có mẹ là phó cục trưởng ở Bộ Giao thông, bố là cán bộ trung tầng ở Cục Công an hàng hải lâu năm. Tên kia đánh người không nói, bây giờ còn mang người ta vào đây rõ ràng là muốn lấy việc công báo thù riêng, quá đáng ghét. Vậy hai người chờ chút, tôi vào xin chỉ thị. Cảnh sát thấy Triệu Quốc Đống, Mễ Á đã ngồi xuống nên yên tâm một chút vào trong báo cáo. Chờ cảnh sát vào trong, Triệu Quốc Đống nhìn Mễ Á. Mễ Á hiểu ý, hai người lặng lẽ vào theo. Đây là một tòa nhà ba tầng mới xây khi xây dựng cảng Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống cũng mơ hồ biết bố trí đồn công an này. Tầng 1 là phòng trực ban, thẩm vấn, tầng 2 là văn phòng lãnh đạo, phòng họp, phòng nghỉ của cảnh sát, tầng 3 là nơi chứa tang vật, chứa vũ khí, hậu cần của cảnh sát. Triệu Quốc Đống nhìn thì thấy tên cảnh sát vừa rồi lên tầng 2. Hắn nhân lúc không ai chú ý mà đi lên, người bên dưới thấy thì nghĩ hai người đi theo tên cảnh sát kia nên không chặn lại. Triệu Quốc Đống và Mễ Á lên trên lầu thì nghe thấy giọng nói khá chói tai. Xếp vệ, chỉ chuyện này đáng làm anh kinh ngạc vậy sao? Đúng thế, nó bị thương, nhưng anh xem mặt tôi bị con điếm này cào đây. Mẹ nó chứ, không cho bọn chó này một chuyện, bọn nó không mở mắt ra nhìn người. Một người trầm giọng nói. Việc này sợ không dễ xử lý. Anh thấy như vậy có được không? Dù sao vết thương của anh không quan trọng, mọi người có thể bỏ qua. Chúng tôi coi như hòa giải. Lão vệ, anh nói như vậy là thế nào? Tiểu Tôn lần đầu đi đường này, cậu ấy cứ như vậy về thì ăn nói thế nào, tôi về có thể gặp người sao? Mọi người đều trong ngành, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật mà. Anh giao người cho chúng tôi mang về xử lý, chuyện khác anh không cần quan tâm. Như vậy chúng tôi cũng không làm khó anh em địa phương. Chuyện xảy ra ở bến tàu là địa phận của chúng tôi, do chúng tôi phụ trách, không thể giao ra gì cả. Giọng vừa nãy vang lên. Về phần các anh nói trên tàu có hiểm nghi vi phạm pháp luật thì tôi nghĩ đó là việc khác. Ở tình huống này nếu anh có thể chuẩn bị đủ thủ tục thì tôi nghĩ không vấn đề gì. Triệu Quốc Đống mặc dù không hài lòng việc đối phương bỏ qua việc vi phạm pháp luật của công an hàng hải, nhưng hắn cũng khen ngợi thái độ cứng rắn, kiên quyết của đối phương. Lão vệ, anh có ý gì? Giọng đối phương hơi cứng rắn lên một chút. Dù sao cũng là người một nhà, anh không nghĩ xem làm như vậy có thích hợp không? Hừ. Tôi thấy xếp vệ đây không nể mặt rồi. Giọng ban đầu vang lên. Bỏ đi, chúng ta đi, nếu người ta không nể mặt thì chúng ta còn gì để nói. Hừ, sau này có giỏi đừng nhờ chúng tôi. Mọt giọng trẻ tuổi càn rỡ nói. Trưởng đồn vệ, các anh làm như vậy sẽ làm tổn thương anh em đơn vị bạn đó. Anh phải suy nghĩ đến hậu quả. Nói chuyện khách khí một chút, các người làm việc gì chẳng lẽ còn không rõ. Xếp vệ đã giấu giúp mà còn không biết điều. Nghĩ rằng các người ở đâu cũng có thể ép người ta. Tôi nói với anh, vừa nãy Tiểu Lâm nói người nhà người ta đã tìm tới, chuyện này có thể ỉm đi được không cũng khó nói. Đường đường là một cảnh sát mà làm việc đó, đúng là không ra gì. Một giọng dữ dằn vang lên. Lão Phùng,
trưởng đồn vệ mới nói tới đây đã bị cắt ngang. Phùng Chí Tài, tôi biết anh không hài lòng với công an hàng hải chúng tôi. Anh là trưởng đồn hay trưởng đồn vệ là trưởng đồn? Mẹ nó chứ, anh kiêu căng nhỉ, anh có giỏi về sau đừng qua lại với công an hàng hải chúng tôi. Hai bên lập tức tranh cãi ở bên trong, lúc này ngoài cửa có tiếng còi ô tô vang lên. Triệu Quốc Đống từ trên nhìn xuống thì thấy hai xe cảnh sát chạy vào. Cảnh sát bên trong nghe tiếng nhìn biển số liền biết hôm nay có chuyện. Xe Passat phía trước là của Thường vụ Quận ủy, Bí thư Đảng ủy Chính pháp kiêm phân cục trưởng Vân Bạc tới. Xe Accord đằng sau là của Cục trưởng Cục Công an Mã Nguyên Sinh đi. Nghe thấy tiếng còi, người trong phòng hội nghị đều đi ra thấy hai chiếc xe với biển số quen thuộc liền vội vàng chạy xuống. Vân Bạc xuống xe đầu tiên nhìn thoáng cái là thấy trưởng đồn và phó trưởng đồn. Y lớn tiếng nói. Bí thư Triệu đâu, tại sao điện thoại di động của anh lại tắt? Ngay sau đó là Mã Nguyên Sinh với mặt mày hầm hừ đi tới. Chiếc xe Audi A6 của Triệu Quốc Đống đỗ ở bến tàu chứng tỏ đối phương đã tới, vậy mà mình còn đến sau bí thư Triệu. Sếp Vân, điện thoại di động của tôi hết pin, đang lạp. Vệ Cương vội vàng kính chào. Mã Nguyên Sinh đi vào. Vệ Cương lại kính chào. Cục trưởng Mã. Vệ Cương, bí thư Triệu đâu? Đã xảy ra việc gì? Mã Nguyên Sinh thấy mấy cảnh sát uống rượu từ trên lầu đi xuống tưởng là cảnh sát của đồn công an cảng nên càng tức hơn. Anh nhìn xem cảnh sát là như vậy hả? Thời gian đi làm mà uống rượu. Vân Bạc, Vệ Cương, các anh dẫn đội như vậy sao? Xin lỗi cục trưởng, đây là công an hàng hải, không phải cảnh sát đồn công an chúng tôi. Vệ Cương vội vàng giải thích. Hừ, nếu cảnh sát của tôi mà như vậy thì chức trưởng đồn của anh coi như xong. Mã Nguyên Sinh khinh thường nhìn mấy tên công an hàng hải. Vân Bạc đang nhìn quanh một chút, Mã Nguyên Sinh nói bí thư Triệu tự mình gọi điện nói có người bạn bị làm phiền ở Ninh Lăng, còn bị thương và đồn công an xử trí không công bằng. Điều này làm y rất lo lắng, đồn công an cảng Ninh Lăng mới giao cho Tây Giang quản lý chưa lâu, trước vốn do Cục Công an thị xã phụ trách. Y bởi vì không rõ tình hình đồn công an cảng nên chưa có điều chỉnh nhân sự. Sau khi nghe được câu này y càng thêm sợ. Chẳng qua nhìn quanh mà không thấy bí thư Triệu đâu. Chẳng lẽ bí thư Triệu chưa tới, nhưng xe biển 96 đến rồi mà. Hừ, chúng ta đi. Bị Mã Nguyên Sinh nói với giọng miệt thị như vậy, mấy tên công an hàng hải mặc dù tức tối nhưng không dám phát tác. Bọn họ vừa nhìn là biết hai người mới đến không đơn giản. Chỉ bằng thái độ tôn trọng của Vệ Cương với hai người này thì ít nhất cũng trên cấp, hơn nữa dám nói lời khinh thường như vậy thì có lẽ là người đứng đầu. Đi, gây sự đánh người mà cứ đi như vậy sao? Triệu Quốc Đống cuối cùng đã xuất hiện, hắn đứng ở một bên hành lang, chờ khi đám người Vệ Cương lao xuống, hắn mới đi xuống. Trưởng đồn họ Vệ phải không? Tôi hỏi anh thấy sao về việc này? Có phải bởi vì mấy người bọn họ cùng trong ngành công an nên anh dung túng bọn họ? Mã Nguyên Sinh, Vân Bạc thấy Triệu Quốc Đống dẫn theo một người phụ nữ từ trên đi xuống nên vội vàng đi tới. Bí thư Triệu. Vệ Cương không biết bí thư Triệu này chui vào trụ sở đồn từ lúc nào, mà vị cảnh sát trực ban Tiểu Lâm lại há hốc mồm. Vệ Cương, đây là có việc gì? Có phải mấy người này đánh người không? Mã Nguyên Sinh lớn tiếng nói. Vân Bạc cũng lớn tiếng nói. Vệ Cương, anh còn chờ gì hả? Còn không mang mấy tên này đi tỉnh rượu rồi lập tức xử lý vụ việc. Quyển 13, chương 59. Chậm đã. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Tôi tin vị trưởng đồn vệ và cảnh sát Phùng này biết chuyện xảy ra. Nhưng tôi vẫn hy vọng các anh xử lý trên nguyên tắc công bằng. Mấy người bọn họ gây sự, làm phiền phụ nữ rồi đánh người, tôi tin rất nhiều hành khách và nhân viên bến tàu thấy. Tôi chỉ hy vọng các anh có thể điều tra theo tình hình thực tế, trả công bằng cho người bị hại. Đừng cho một vài con ngựa hại đàn ảnh hưởng đến hoàn cảnh thu hút đầu tư của Ninh Lăng chúng ta. Vệ Cương lúc này đầu đổ mồ hôi, dù y không rõ chuyện cũng biết nên giải quyết như thế nào. Y nháy mắt cho cấp phó nháy mắt với y, sau đó họ Phùng vung tay lên nói. Xin lỗi, vừa nãy cho mấy người đi mà các người không đi, bây giờ chỉ có thể làm theo công vụ. Một tên công an hàng hải nhìn chằm chằm Triệu Quốc Đống và nói. Mày là ai, có gan thì nói tên ra. To gan, lớn mật, Vân Bạc cùng Vệ Cương đều kêu lên. Triệu Quốc Đống hình thường nhìn và không thèm để ý đến đối phương. Hắn nhìn Mã Nguyên Sinh và Vân Bạc rồi nói. Tôi chỉ cần sự xử lý công bằng, không nên vì thân phận của ai đó đặc biệt mà có thể muốn làm gì thì làm. Các anh có thể đi nghe xem hành khách đánh giá về cảnh sát Ninh Lăng chúng ta như thế nào.
Bọn họ chỉ biết đó là người mặc cảnh phục. Ninh Lăng đang tạo ra đô thị với hoàn cảnh tốt nhất để thu hút đầu tư, tôi không hy vọng vì việc nhỏ này ảnh hưởng đến sự phát triển của chúng ta. Triệu Quốc Đống nói xong liền ra hiệu cho đồn công an đi tìm nhân chứng, mấy tên công an hàng hải cũng bị đưa vào lấy khẩu cung. Mà vệ cương kia cũng đã chuẩn bị xong máy quay ghi hình mấy tên công an hàng hải say khướt coi như làm bằng chứng. Nếu bọn họ nói là chấp hành nhiệm vụ thì việc say rượu khi làm nhiệm vụ sẽ bị xử lý đầu tiên. Nếu không phải chấp hành nhiệm vụ thì càng đơn giản, đó là bọn họ dừng tư cách cá nhân gây rối an ninh trật tự. Triệu Quốc Đống không nói nhiều, hắn nói với Mã Nguyên Sinh vài câu rồi ra khỏi đồn công an. Mã Nguyên Sinh và Vân Bạc cũng chú ý đến cô gái đi theo bên cạnh lên xe của Triệu Quốc Đống. Đây là lần đầu tiên Mê Á vào văn phòng Triệu Quốc Đống. Thử chè Bích Phụ Sơn nổi tiếng của Ninh Lăng xem sao, ngưng thần tỉnh táo, có tác dụng dưỡng nhan sắc giảm béo cho phụ nữ, với đàn ông cũng có hiệu quả đặc biệt. Lúc rảnh rỗi em có thể giới thiệu với người trong công ty em. Triệu Quốc Đống ngồi xuống nói. Anh đừng nghĩ em là nhân viên cao cấp gì, em chỉ là người làm thuê mà thôi. Mà chè này có hiệu quả tốt như vậy sao? Mễ Á có vẻ cũng đã dần bình tĩnh lại. Triệu Quốc Đống nếu dám mang cô rời đi mà không gặp em họ cô thì tất nhiên hắn rất tự tin, cho nên Mễ Á cũng yên tâm. Hừ, chè này có mùi thơm nồng nặc, phong vị đặc biệt, không nói đến danh tiếng một thời, nhất là uống nhiều sẽ khiến con người ta giảm áp lực tâm lý. Anh đề nghị em bình thường có thể uống chè này. Triệu Quốc Đống cười nói. Được rồi Quốc Đống, em nghĩ nếu lãnh đạo chính quyền nào vừa gặp người đã giới thiệu đặc sản địa phương mình, em nghĩ địa phương đó nhất định có tương lai. Mễ Á trừng mắt nói. Chẳng qua anh nếu có quả biếu thì em có thể miễn phí thay anh mang về cho người ở công ty, mời bọn họ uống thử. Miễn phí, quả biếu, anh sao cảm thấy em đây là đang quảng cáo giúp anh, hay là dùng gì đó để lấy lòng cấp trên em vậy? Triệu Quốc Đống nháy nháy mắt nói. Hừ, thích thì cho, em cũng không thèm làm quảng cáo giúp anh đâu. Mễ Á ra vẻ tức giận. Đương rồi, khi em đi anh sẽ đưa vài hộp tới cho em. Triệu Quốc Đống bất đắc dĩ nói. Quốc Đống, tình hình em họ em thế nào bây giờ? Mễ Á nhấp ngụm nước và nói. Anh còn đang xem em nhịn được bao lâu, chẳng lẽ em xông xáo giang hồ mấy năm mà không thay đổi sao? Triệu Quốc Đống cười nói, hắn thích tính cách thẳng thắn này của Mễ Á. Ba Hoa, nói mau, em gái em thế nào rồi, không có việc gì chứ? Câu nói của Triệu Quốc Đống ở đồn công an làm Mễ Á cảm thấy hắn ở trong công việc khác hẳn trước mặt cô. Mặc dù là một lý do rất đơn giản cũng có thể tăng lên một cảnh giới rất cao, làm người ta cảm thấy hôm nay không xử lý tốt thậm chí ảnh hưởng đến sự phát triển của Ninh Lăng. Có chuyện gì không ư? Em gái em và bạn trai là người bị hại, chỉ cần phối hợp cơ quan công an là đủ. Anh nghĩ cơ quan công an Ninh Lăng có năng lực xử lý tốt việc này, đây không chỉ liên quan đến em, đồng thời cũng là tổn hại hoàn cảnh đầu tư của Ninh Lăng. Nếu đông đảo hành khách mà có nhà đầu tư tới Ninh Lăng thấy cảnh này thì họ sẽ nghĩ sao? Triệu Quốc Đống lắc đầu nói tiếp. Em không nên chỉ coi việc này đơn giản là do anh giúp em họ em. Nếu chỉ như vậy anh chỉ cần gọi điện là xong, chuyện gì cũng có thể giải quyết, có lẽ xử lý nhanh và đơn giản hơn. Nhưng anh thật sự muốn tới xem. Cảng Ninh Lăng là một cửa sổ ra bên ngoài của Ninh Lăng, tình hình nơi này quan hệ đến bộ mặt Ninh Lăng, xảy ra chuyện như thế này anh không thể không chú ý. Mễ Á trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Cô đúng là không hiểu Triệu Quốc Đống nói như vậy là trêu cô, hay thật sự là đề cao tính chính trị của việc này. Nếu là vế trước thì có thể nói Triệu Quốc Đống diễn quá giỏi. Mễ Á đang định nói chuyện thì ngoài cửa có tiếng gõ, Vân Duệ nói vọng vào. Bí thư, cục trưởng Mã và bí thư Vân. Bí thư đảng ủy chính pháp Tây Giang tới. Ừ, mời bọn họ vào. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Em có cần tránh sang bên không? Mễ Á có chút hốt hoảng nói. Không cần, chúng ta là biến hóa, em lại là đại biểu nhà đầu tư tới Ninh Lăng khảo sát, em không cần nói gì, chỉ ngồi bên nghe bọn họ thông báo tình hình là đủ. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Mã Nguyên Sinh và Vân Bạc vào văn phòng Triệu Quốc Đống thì đã nhận ra người phụ nữ kia và Triệu Quốc Đống có quan hệ không bình thường. Nếu không Triệu Quốc Đống không thể tự mình đến Ninh Lăng. Theo phản ánh của cảnh sát đồn công an thì người phụ nữ này có quan hệ với cô gái bị đưa vào đồn, có lẽ là chị em. Sau đó Triệu Quốc Đống mới tới, hơn nữa không lộ thân phận, tất nhiên là muốn tìm hiểu xem đồn công an xử lý như thế nào. Mã Nguyên Sinh và Vân Bạc cũng đã hỏi rõ câu chuyện. Nhất là phản ứng của Triệu Quốc Đống khi tới đồn công an, lúc này bọn họ mới yên tâm một chút.
Ít nhất người bị hại đến đồn công an không bị xâm phạm bất hợp pháp, theo trình tự, thái độ của cảnh sát với Triệu Quốc Đống cũng khá quy củ. Về phần nói đồn công an muốn ỉm việc này đi mặc dù có sai nhưng cũng có thể giải thích. Ngồi đi, tôi giới thiệu một chút, đây là Mẹ Á, bạn học hồi cấp 3 của tôi, là người đại diện của công ty đầu tư quốc tế Hán Đăng được tôi mời tới khảo sát tình hình đầu tư vào hạng mục năng lượng mặt trời của Ninh Lăng chúng ta. Trong hai người bị hại có một là em gái cô ấy. Các anh cứ khách quan giới thiệu, không nên e ngại Mẹ Á. Triệu Quốc Đống ra hiệu mời hai người ngồi xuống. Mã Nguyên Sinh và Vân Bạc nhìn nhau, việc này do Vân Bạc đứng ra giới thiệu. Tình huống đơn giản như trước đó mọi người biết, mấy tên công an hàng hải lấy danh nghĩa Mễ Ni và bạn trai có hành vi vi phạm pháp luật ở trên tàu nên yêu cầu đưa đến trụ sở công an hàng hải nhưng bị đồn công an cảng từ chối, hy vọng hai bên có thể thương lượng hào giải. Triệu Quốc Đống ra yêu cầu khá đơn giản với Mã Nguyên Sinh và Vân Bạc. Đó là xử lý khách quan, không bị yếu tố bên ngoài ảnh hưởng. Mã Nguyên Sinh và Vân Bạc đều có chút khó xử. Yêu cầu của Triệu Quốc Đống mặc dù đơn giản nhưng nó liên cần đến một vấn đề rất quan trọng. Đó là nếu xử lý theo việc gây rối an ninh trật tự thì ba người của công an hàng hải đã có hành vi phạm pháp. Nếu xử lý theo việc quản lý trị an có thể tạm giữ tối đa 15 ngày, nhưng nó sẽ mang tới rất nhiều trình tự phức tạp. Đối phương có thể yêu cầu hoãn chấp hành, cũng mời có trình tự tố tụng, điều này là rất phiền phức. Hơn nữa còn có thể tạo thành mâu thuẫn giữa cảnh sát Ninh Lăng và công an hàng hải. Quyển 13, chương 60. Triệu Quốc Đống biết chuyện này đúng là có chút khó xử lý. Nhưng hắn không ngờ người đầu tiên gọi cho hắn lại là người quen cũ, Phó Giám đốc Sở Giao thông, Từ Hoành. Từ Hoành vẫn ở trên sở, Thái Chánh Dương đi cũng không đến lượt y. Bây giờ Mã Cương lên chức, xem ra chức Giám đốc Sở Giao thông vô duyên với y. Chẳng qua nghe nói khóa tới y rất có thể sang làm Giám đốc Sở Xây dựng, cũng có nói y xuống thị xã nào đó làm thị trưởng. Triệu Quốc Đống vẫn duy trì quan hệ khá tốt với Từ Hoành, ngày lễ, Tết cũng qua lại một chút. Mặc dù không có quan hệ mật thiết nhưng cũng coi như là người nói chuyện được. Quốc Đống, chuyện này tôi thấy nếu hóa giải được thì hóa giải. Cậu cũng biết Cục Công an Hàng Hải vẫn có quan hệ tốt với tỉnh ta, cũng rất ủng hộ công tác giao thông của tỉnh. Chúng ta về sau có nhiều việc nhờ bọn họ, đây dù sao cũng không phải việc gì lớn. Nếu có thể giải quyết thì coi như hai bên đều có lợi. Từ Hoành rất khách khí nhưng ý là rõ ràng, không hy vọng chuyện xử lý theo pháp luật. Xem ra quan hệ của đám công an hàng hải kia khá rộng, nhanh như vậy đã có người biết tin mà gọi tới. Giám đốc Hoàng, không phải tôi không nể mặt anh mà chuyện này tạo ảnh hưởng quá xấu. Anh chắc cũng biết Ninh Lăng đang cố gắng phát triển ngành năng lượng mới, chúng tôi có mấy hạng mục cần tài chính đầu tư vào. Chuyện này tạo ảnh hưởng rất xấu bởi vì người bị hại lại trùng hợp là người thân của một nhà đầu tư. Điều này có ảnh hưởng rất lớn đối với hạng mục này của chúng tôi. Nếu như công an địa phương không có giải quyết công bằng thì sợ ảnh hưởng đến hạng mục này. Triệu Quốc Đống khéo léo giải thích. Từ Hoành cũng biết việc Ninh Lăng đưa ra quy hoạch lớn về việc thành lập trụ sở nguồn năng lượng và tài liệu mới, hơn nữa có không ít động tác mạnh. Ngay cả Phó Chủ tịch Thường trực Nhâm Vi Phong cũng tự mình đến tham gia nghi thức ký kết giữa Ninh Lăng với tập đoàn Hải Uy, công ty Thần Phong. Triệu Quốc Đống là bí thư thị ủy mà chú trọng việc thu hút đầu tư như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Quốc Đống, tôi cũng không tiện nói nhiều nhưng tên họ Tôn có chút lai lịch. Bố mẹ nó đều là người có thân phận ở trên bộ. Mẹ nó là Phó Cục trưởng Cục Giao thông Đường Thủy, bố vốn làm nhiều năm ở Cục Công an Hàng Hải, bây giờ được điều tới Cục Công an ở bộ, cũng có chút quan hệ. Tôi đoán chuyện này trong lúc nhất thời không thể giải quyết xong. Tôi chỉ có thể nói nếu được thì nhường một bước, cho nó một biến hóa đi. Từ Hoành nói, ừ, cảm ơn Giám đốc Hoàng đã quan tâm, tôi sẽ suy nghĩ một chút. Triệu Quốc Đống cũng biết Từ Hoành là có ý tốt. Đúng như Từ Hoành nói, cũng không ngoài dự đoán của Triệu Quốc Đống. Ngay sau khi Từ Hoành gọi, một phó giám đốc Sở Văn hóa, bí thư thị ủy, Tân Châu Bối Thiết Lâm, một vị trưởng phòng ở ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng gọi tới cho Trung Dược Quân hoặc là Triệu Quốc Đống. Làm Triệu Quốc Đống có chút bất ngờ chính là cuối cùng ngay cả Trình Nhược Lâm cũng gọi tới hỏi làm Triệu Quốc Đống rất ngạc nhiên. Sao Trình Nhược Lâm lại dính vào việc này? Chẳng lẽ nói họ Tôn kia có ảnh hưởng lớn như vậy? Bởi vì Trình Nhược Lâm gọi tới nói là có người bạn ở trong giới giải trí hỏi cô về việc này. Triệu Quốc Đống hỏi Trình Nhược Lâm là ai tìm cô, Trình Nhược Lâm cũng nói không rõ, chỉ nói là có một người bạn rất có ảnh hưởng trong làng giải trí nhờ. Biết cô từ Ninh Lăng đi ra nên nhất định có quan hệ cho nên ở Ninh Lăng nên mới tìm cô.
Đến cuối cùng là do Phó Chủ tịch tỉnh Tào Ninh gọi điện thoại đến hỏi chuyện này có thể giải quyết êm được không. Triệu Quốc Đống mới coi như cảm thấy họ Tôn kia có năng lực không bình thường. Tào Ninh trước là Giám đốc Sở Tài chính, Phó Chủ tịch tỉnh Thang Trung ngọ đến Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, y liền thành Phó Chủ tịch phụ trách quy hoạch đô thị, xây dựng cùng giao thông. Triệu Quốc Đống cũng không quá quen đối phương nhưng khi Phó Chủ tịch tỉnh gọi tới thì cũng có nghĩa gì là rất rõ. Triệu Quốc Đống không khỏi cân nhắc việc này. Nhiều lãnh đạo gọi tới như vậy, nếu mình vẫn kiên trì thì hơi lập dị, nhưng nói thật hắn không thích cái kiểu kiêu căng của công an hàng hải. Nếu để lần này đối phương cứ thế được yên thì có khác nào đứng trên pháp luật, xem anh làm gì được tôi. Trong điện thoại Tào Ninh cũng mơ hồ trao đổi ý kiến, nói là mẹ họ Tôn kia chẳng những sẽ tự mình gọi đến xin lỗi, hơn nữa còn nhờ một vị phó cục trưởng trên bộ gọi điện tới coi như mong bỏ qua. Mã Nguyên Sinh cũng đứng ngồi không yên. Y ở vị trí này có thể nói là xấu hổ nhất. Công an hàng hải và Cục Công an Ninh Lăng có không ít nghiệp vụ qua lại, mặc dù Mã Nguyên Sinh rất coi thường năng lực nghiệp vụ và cách quản lý của Cục Công an hàng hải, nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ vẻ tôn trọng. Một vị trưởng ban của Cục Công an hàng hải đã gọi điện đến cho Y mong bỏ qua, một phó giám đốc sở công an cũng gọi tới, thậm chí ngay cả Nghiêm Lập Dân cũng gọi tới. Thị trường Trung Dược Quân cũng gọi điện thoại tới hỏi tình hình cụ thể. Trong máy Trung Dược Quân trầm ngâm rất lâu và không nói gì, Mã Nguyên Sinh thậm chí có thể cảm thấy đối phương đang gây áp lực vô hình cho mình. Nhưng cũng may cuối cùng đối phương chỉ nói nếu được người bị hại chấp nhận hòa giải là tốt. Bây giờ Trung Dược Quân còn không có lực lượng khiêu chiến Triệu Quốc Đống, hơn nữa giờ đang là thời kỳ trăng mật của hai người. Xử lý thích đáng như thế nào? Vị phó giám đốc sở công an kia nói khá khôn khéo, tốt nhất có thể hòa giải. Coi như tính đến quan hệ giữa công an hàng hải và công an địa phương, không nên có hành vi tạm giữ. Điều này cũng làm khó Mã Nguyên Sinh. Đồn công an đã hỏi người bị hại không có ý kiến. Bây giờ quan trọng nhất là thái độ của bí thư Triệu. Dù người bị hại có gào lên hòa giả, thậm chí yêu cầu không truy cứu trách nhiệm thì cũng không quan trọng. Chủ yếu là xử lý như thế nào mới làm bí thư Triệu hài lòng. Mã Nguyên Sinh biết vị trí của mình bây giờ không ổn. Ngay cả Nghiêm Lập Dân khi biết Triệu Quốc Đống tới làm bí thư thị ủy cũng đã hàm xúc nhắc y phải điều chỉnh tác phong, chủ động dựa vào thị ủy, khi nói chuyện cũng đừng ngại chấp nhận thấp hơn Triệu Quốc Đống một cái đầu. Hơn nữa Nghiêm Lập Dân cũng nói rõ với thân phận và sự rộng lượng của Triệu Quốc Đống thì sẽ không so đo mấy chuyện vặt trước đây. Chỉ cần Mã Nguyên Sinh chủ động dựa vào, tạo thành tích thì có thể rất nhanh dung nhập vào. Mã Nguyên Sinh cũng không phải kẻ nông nổi, cũng biết nên chuyển đổi. Y hiểu nên mới nhanh chóng triển khai một loạt hành động sau hội nghị thị ủy mở rộng đó và đạt hiệu quả tương đối tốt. Nhưng tất cả so ra kém việc hôm nay, kết quả xử lý tốt hay xấu, có thể làm Triệu Quốc Đống hài lòng hay không mới là quan trọng nhất. Mã Nguyên Sinh thậm chí có thể cảm nhận được nó còn quan trọng hơn tổng hành động mấy tháng qua. Y thậm chí còn đến gặp Mê Á với danh nghĩa an ủi người nhà bị hại và hỏi ý kiến. Y cảm thấy đối phương là người biết nói, cũng không phải người có chỗ dựa mà được voi đòi tiên. Y cũng thẳng thắn nói ra quan hệ giữa cảnh sát Ninh Lăng và công an hàng hải, sau đó mở mịt nói mình khó xử. Y đoán Mê Á sẽ hiểu ý của mình. Mã Nguyên Sinh đến đúng là làm Mê Á không thừa nhận nổi. Cô cảm thấy mình cuốn vào chuyện này khiến nó thêm phức tạp. Cô vừa phải suy nghĩ đến cảm nhận của Triệu Quốc Đống, về phần khác cô không muốn vì chuyện này mà mang phiền toái tới cho Triệu Quốc Đống. Một cục trưởng cục công an không chỉ đơn giản đến gặp do cô là đại biểu của nhà đầu tư tới Ninh Lăng mà đến gặp. Từ thái độ của Mã Nguyên Sinh, Mê Á có thể cảm nhận đối phương bây giờ gặp áp lực cực lớn, cũng rất hàm xúc nói về khó khăn của y. Nhưng cô nhận ra Mã Nguyên Sinh này nói rất kiên quyết dựa theo chỉ thị của Bí Thư Triệu. Đối với lời nói của nhân vật chính trị, Mê Á vẫn cảm thấy khó có thể hiểu hết, thường một câu nói theo biến hóa nhất định sẽ mang tới nhiều ý khác nhau. Quyển 13, chương 61. Gì nói gì cơ? Tiểu Vĩ bị bắt, có lầm không ạ? Nó là công an thì phải là nó bắt người, sao bây giờ lại bị người bắt? Tôn Lôi gần như không tin vào tai mình. Dì của cô hình như ít khi mềm yếu như vậy, ở nhà luôn là người cứng rắn, không biết bố cô trước đó sao lại chú ý người phụ nữ này. Cô cũng không có tình cảm tốt với người phụ nữ này. Từ lúc biết chuyện cô không gọi là mẹ mà gọi là dì. Giọng của đối phương trong điện thoại tỏ rõ sự uể oải, chỉ hỏi Tôn Lôi ở đâu. Sau khi biết Tôn Lôi ở trường xa liền bảo Tôn Lôi mau tới Ninh Lăng, xem có biện pháp giúp Tôn Vĩ giải quyết việc này không. Gì, không phải chứ. Chuyện này đáng lẽ không phải vấn đề mới đúng mà.
Bố con không phải làm ngành này sao? Chẳng lẽ không có biện pháp? Tôn Lôi đúng là không thể tin nổi ở Ninh Lăng mà còn có chuyện bố, gì mình không giải quyết được. Tôn Lôi vừa nói liền lập tức nghe thấy lời oán giận của bà dì, nói gì bố cô không đáng một đồng làm Tôn Lôi có chút hối hận sao nói đến việc này. Khó khăn lắm mới kéo lại đề tài, Tôn Lôi chỉ có thể lập tức nói sẽ đến Ninh Lăng. Mặc dù cô có quan hệ bình thường với em cùng cha khác mẹ nhưng đó cũng là em ruột cô. Tôn Lôi tự tin mình có quan hệ khá tốt với mọi người. Cô ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy mà có chút danh tiếng, nếu không có vài người bạn theo chính trị là không thể. Cô nghĩ đến ở tỉnh An Nguyên hình như có mấy người bạn có năng lực. Cô không tin việc nhỏ này không xử lý được. Mấy tiếng chạy đến Ninh Lăng, Tôn Lôi không ngừng gọi cho bạn. Bạn cô mới đầu nghe thấy đều cười nhạo cô ngay cả việc này cũng cần người giúp, đây là coi thường năng lực của bọn họ, đều vỗ ngực nói vài giây là giải quyết xong. Không ngờ từ Trường Sa đến Ninh Lăng mất hơn 5 tiếng mà đám bạn trước còn khoe khoang giờ lại nói với giọng không tự tin, cuối cùng thậm chí còn trốn tránh làm cô cảm thấy việc này không dễ giải quyết. Nhưng tình hình sự việc rất rõ ràng, rất đơn giản. Tôn Lôi thật đúng là muốn xem đối phương là thần tiên ở đây mà có bản lĩnh lớn đến vậy, sao lại muốn ép em cô vào chỗ chết. Cô dùng bao quan hệ đều vô ích. Khi bố cô gọi điện tới nói có thể dính đến một vài người, Tôn Lôi ngẩn ra. Triệu Quốc Đống, chẳng lẽ là anh trai của Đức Sơn? Triệu Quốc Đống nhận được điện của Đức Sơn đúng là không biết nói gì nữa. Một nhân vật nhỏ như vậy mà có thể dính tới người nhà hắn. Triệu Quốc Đống dù như thế nào cũng không nghĩ đến thằng họ Tôn kia lại là em trai của Tôn Lôi. Đức Sơn, chú có ý gì mà gọi cho anh? Anh, em có thể có ý gì? Không phải mong anh giơ cao đánh khẽ ư? Tôn Lôi mặc dù đã chia tay với em mấy năm nhưng là người tốt, em và cô ấy vẫn có liên lạc, em có chuyện gì cũng có thể tâm sự với Tôn Lôi cho nên. Hừ, vì thế người ta vừa tìm tới, chú lại vỗ ngực nhận ngay sao? Triệu Quốc Đống cười cười chế nhạo. Anh, đâu có đến mức như vậy ạ? Em chỉ là thấy Tôn Lôi tốt, đây cũng không phải việc gì lớn mà. Nếu là phạm tội em dám tìm anh nói chuyện sao? Đức Sơn cười ha hả nói. Hay là anh nói cho nó vào tù vài hôm là được mà. Hừ, em trai Tôn Lôi vẫn chưa biết điều nên mới phải tìm người giúp như vậy. Anh thấy thằng đó còn gây không ít chuyện cho Tôn Lôi. Hừ, tưởng mình là nhân vật tai to mặt lớn sao, nhưng cuối cùng thì như thế nào? Có giỏi tự mình gánh vác, tìm người trong nhà ra mặt có bản lĩnh gì? Triệu Quốc Đống khinh thường nói. Anh coi thường nhất là loại này, không biết mình là gì. Anh, chuyện sau này chúng ta không quản được. Lần này anh giúp một chút được không? Đức Sơn cũng khá biết chuyện, biết ông anh mình chưa chịu bỏ thì nhất định có khó khăn. Cho nên y cũng không dám nói thả người, chỉ bảo ông anh nghĩ biện pháp. Hừ, nếu là vụ án an ninh trật tự thì nếu muốn hòa giải cũng phải thật lòng nhận sai, được người bị hại tha thứ. Nếu không làm được thì mai nó chịu khó vào trại tạm giam đi. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Quốc Đống, em đã xem rồi, em gái em không bị thương. Bạn trai nó chỉ bị vài đấm vào vai, chảy máu mũi mà thôi. Em thấy nếu đối phương thật lòng nhận lỗi thì chúng ta cũng có thể bỏ qua, mời cơ quan công an xử lý nhẹ là được. Em có phải là thấy anh sẽ có phiền phức nên lo lắng không? Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Không, Quốc Đống, em cũng đã nghĩ thứ nhất chuyện làm lớn sẽ ảnh hưởng không tốt đến em gái em, dù sao bọn nó cũng là sinh viên. Thứ hai, thương tích không quá nghiêm trọng. Thứ ba em không nghĩ vì người khác cho rằng chúng ta là bạn học nên anh mới không bỏ qua cho người khác. Mễ Á lắc đầu nói. Mễ Á không biết người phụ nữ kia sao tìm được mình, nhưng cô rất nhanh nhận ra đó là nữ ca sĩ nổi tiếng Tôn Lôi. Đối phương tỏ vẻ xin lỗi làm Mễ Á có chút kinh ngạc, đến cuối cùng còn thiếu chút nữa quỳ xuống với cô. Mặc dù cô không biết đối phương có phải đóng kịch hay không nhưng có thể làm được như vậy thì đã là nằm ngoài suy đoán của cô. Kết quả cũng trở nên thuận lợi. Mễ Á coi như chấp nhận thỉnh cầu của Tôn Lôi. Nếu là ba nguyên nhân này thì anh nghĩ em không cần lo lắng, cứ theo pháp luật mà làm. Anh cũng chào đón bọn họ có thể đi theo trình tự tố tụng. Thị ủy, ủy ban Ninh Lăng có thể phụ trách việc này. Triệu Quốc Đống cười nói. Khi đối mặt với Tào Ninh hắn cũng nói như vậy. Hắn có thể nhường một cách thích hợp nhưng cũng không phải vì cảm thấy sợ ai mà phải trên hai điều kiện. Đó chính là đối phương chủ động xin lỗi. Người bị hại chấp nhận bỏ qua và nhận lời xin lỗi. Nếu không làm được thì dù là ai hắn cũng không nể mặt. Không Quốc Đống, em cảm thấy chuyện này cũng không có gì quá. Đúng là lúc đầu bọn họ quá đáng, em cũng rất quan trọng.
đối phương còn là cảnh sát nhưng sau đó em cảm thấy chúng ta cần tỉnh táo cân nhắc vấn đề, dù sao đối phương có thân phận không bình thường, có lẽ tạm giam vài ngày sẽ khiến y mất công việc. Nhưng em có nghĩ là em mà nhường thì đối phương sẽ nghĩ không chuyện gì y không xử lý được không? Triệu Quốc Đống nói. Không, em tin y sẽ có bài học và thu lại tính cách. Mễ Á rất bình tĩnh nói. Ồ, đây hình như không giống tính cách của em thì phải. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Hắn cũng biết chủ yếu là do Tôn Lôi tới tìm Mễ Á, đây cũng là kết quả khá hợp lý. Nhưng đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Mễ Á cười nói. Quốc Đống, tâm ý của anh em xin ghi nhận, em cũng phải suy nghĩ cho em gái em mà. Nó dù sao cũng là sinh viên, còn mấy năm học. Sơ gật đầu, thực ra Vân Bạc cũng gọi điện cho hắn nói mấy tên kia ở trong đồn công an là như thế nào. Đầu tiên bọn chúng nghĩ thoáng cái là ra nhưng mãi không được nên cảm thấy vấn đề nghiêm trọng, cuối cùng là sợ hãi. Được rồi, nếu em đã quyết định như vậy thì anh có thể thông báo cục công an, bảo đối phương tự nhận lỗi bằng văn bản. Phải cho bọn chúng biết trên đời này không có chỗ cho đám rác rưởi như chúng hoành hành ngang ngược. Triệu Quốc Đống cười nói. Đúng là rất xấu hổ, em đến Ninh Lăng mà lại gặp việc này. Xem ra Ninh Lăng còn cần cải thiện hoàn cảnh an ninh trật tự. Không Quốc Đống, nói thật em thấy cảnh sát Ninh Lăng rất tốt, nhất là những gì em thấy và nghe được ở đồn công an cảng Ninh Lăng. Có thể làm được như bọn họ, em thấy đã là đáng quý. Ít nhất bọn họ giữ được đúng lương tâm của mình. Mễ Á đây là thật lòng nói. Quyển 13, chương 62. Chức trách của ngành chính pháp thì tôi nghĩ mọi người đều rõ, tôi sẽ không nói nhiều. Tôi muốn Na Han mạnh một điểm đó chính là từng khu vực, từng giai đoạn có công việc trung tâm khác nhau. Mà đối với Ninh Lăng chúng ta bây giờ chủ yếu tập trung chính vào phát triển kinh tế, đề cao cuộc sống nhân dân, điểm này sẽ không thay đổi. Mà đối với hệ thống chính pháp thì công việc trung tâm của các đồng chí đó chính là đảm bảo sự ổn định cho phát triển kinh tế. Tôi cảm thấy công tác chính pháp thời gian gần đây đã khởi sắc, nhất là cơ quan công an triển khai mấy lần hành động đạt kết quả tốt. Bí thư Lam Quang và Cục trưởng Nguyên Sinh khi báo cáo với tôi những điểm khó khăn trong tình hình an ninh trật tự của Ninh Lăng, tôi cảm thấy Đảng ủy Cục Công an đã tốn nhiều công sức trong việc này. Trong một lần ngẫu nhiên đi tới một đồn công an, tôi cảm thấy đội ngũ đơn vị này mặc dù có chút khuyết điểm nhưng vẫn kiên quyết chấp hành quy định của ngành. Tôi hy vọng Đảng ủy Cục Công an phải kiên trì tác phong này. Tiếp tục thực thi phong cách này. Tòa án, Viện Kiểm sát thị xã cũng nên học tập Cục Công an ở điểm này. Hội nghị công tác chính pháp toàn thị xã tiến hành với tất cả cán bộ từ cấp phó trưởng phòng tiến trở lên đều tham gia. Đoàn người đứng trước hội trường cho đến khi xe Audi biển 96 rời đi, Lam Quang lúc này mới nở nụ cười nói với Mã Nguyên Sinh. Lão Mã, làm rất tốt, Bí thư Triệu hiếm khi khen ngợi công tác một đơn vị như vậy. Bí thư Lam, đây là do sự lãnh đạo anh minh của ngài nên chúng tôi mới đạt được thành tích này. Mã Nguyên Sinh cười ha hả nói. Hôm nay Bí thư Thị ủy nhận định công việc của Cục Công an làm Mã Nguyên Sinh rất đắc ý. Y biết ngoài việc Cục Công an triển khai mấy hành động, Bí thư Triệu cũng rất hài lòng việc xử lý ở cảng Ninh Lăng. Được rồi, anh đừng quá khiêm tốn. Gần đây thành tích của Cục Công an là rất rõ ràng. Bí thư Triệu là người trong mắt không có hạt cát, anh làm tốt thì đưa ra yêu cầu gì cũng được. Làm kém thì anh chuẩn bị ăn mắng đi. Lam Quang dạo gần đây có quan hệ tốt với Mã Nguyên Sinh. Được rồi, hôm nay anh phải mời khách đó, mọi người đừng tiết kiệm cho anh ta. Tâm trạng Triệu Quốc Đống thời gian này cũng khá vui vẻ. Sau khi chuyện ở cảng Ninh Lăng xử lý xong, Tào Ninh cũng gọi tới nói Ninh Lăng xử lý tốt. Vị phó chủ tịch tỉnh này mặc dù khá khách khí nhưng Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận sự xa cách của đối phương. Đám người Bối Thiết Lâm cũng gọi tới cảm ơn làm Triệu Quốc Đống có chút đỏ mặt. Không ai ngờ chuyện nhỏ lại thành như vậy. Rốt cuộc là ai giúp ai cũng khó nói. Theo lý thuyết hắn nên ở lại ăn cơm với Cục Công an, nhưng chiều nay hắn có cuộc gặp rất quan trọng nên không thể vội vàng chạy lên Ando. Tỉnh ủy đã chính thức phê duyệt Mao Bình làm bí thư đảng ủy Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thị xã. Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thị xã cũng đã đề cử Mao Bình làm phó chủ tịch. Chỉ chờ đến cuộc tuyển cử cuối năm của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thông qua là xong. Vậy chức trưởng ban tuyên giáo của Mao Bình cũng sắp mất, cần nhanh chóng xác định người. Hơn nữa còn vấn đề Lưu Như Hoài chính thức làm bí thư quận ủy Tây Giang và vào thường vụ thị ủy. Hiện nay Triệu Quốc Đống cần ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy nhanh chóng xác định hai thường vụ cho mình. Bí thư thị ủy Ứng Đông Lưu muốn nghe báo cáo công việc của Ninh Lăng trong thời gian này. Trưởng ban thư ký Đan Kiến Phương gọi cho hắn.
hai người cũng nói chuyện vài câu. Dương Kính Quang nói rõ Bí Thư Ứng muốn nghe báo cáo công việc gần đây của Ninh Lăng. Dương Kính Quang trọng điểm bảo Bí Thư Ứng muốn xem suy nghĩ phát triển kinh tế của Ninh Lăng. Vì chuyện này khiến Triệu Quốc Đống không thể không tạm thời đẩy việc tiếp đón đoàn khách đầu tư từ khu vực Trường Tam Giác sang cho Trung Dược Quân phụ trách. Vân Duệ cũng chuẩn bị cho hắn tài liệu khá chi tiết nhưng Triệu Quốc Đống không quá hài lòng. Bản báo cáo này mang sang đọc ở Đại hội đại biểu nhân dân hoặc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thì còn được, đưa ra trước mặt Bí Thư Tỉnh ủy thì có vẻ hơi kém một chút. Triệu Quốc Đống đương nhiên sẽ không đọc theo bản báo cáo này, nhưng có bản tài liệu này ít nhất cũng tiện cho hắn tự nhiên phát huy trong cuộc nói chuyện. Triệu Quốc Đống ngồi trên xe không ngừng suy nghĩ, cảm thấy tất cả đã nằm trong đầu mình, hắn mới yên tâm. Đây coi như tổng kết nhỏ sau 3 tháng nhận chức của mình. Xem ra Bí Thư Ứng vẫn không quá yên tâm khi đưa mình tới Ninh Lăng, xem mình có thể khống chế tình hình và tạo sự phát triển cho Ninh Lăng hay không. Xe Audi chạy về phái Tây Tây Giang vào quốc lộ 915 với tốc độ tầm 70 km, điều này làm Triệu Quốc Đống có chút sốt ruột. Trưởng ban thư ký Dương hẹn hắn 5 giờ, bây giờ là 11 giờ 30, theo bình thường ít nhất phải 4 giờ 30 mới tới, nhưng điều kiện là xe không tắc. Xe khách trọng tải lớn chạy một hàng dài qua Vĩnh Lương, trong đó có không ít xe vận chuyển thuộc công ty vận tải cảng Ninh Lăng và ga Ninh Lăng, chủ yếu tiến hành vận chuyển hàng từ cảng và ga Ninh Lăng đến các nơi. Việc vận chuyển ở Ninh Lăng cũng nhanh chóng phát triển khi đường sắt Tây Liễu và cảng Ninh Lăng xây dựng xong. Trước đây các công ty vận chuyển ở Ninh Lăng đều có quy mô nhỏ, có ít công ty tư nhân. Ngoài công ty công cộng ra thì không còn công ty tập thể nào khác. Nhưng sau khi cảng và ga Ninh Lăng xây dựng xong, cảng Ninh Lăng nhanh chóng thành lập công ty vận chuyển cảng Ninh Lăng do nhà nước chiếm cổ phần chính, phụ trách chính việc vận chuyển hàng hóa ra vào cảng. Mà việc vận chuyển ở ga Ninh Lăng do mấy công ty tư nhân chiếm cứ hơn nửa, công ty vận tải đường sắt là lớn nhất. Lão Bành, đoạn đường này vẫn hay tắc như vậy sao? Triệu Quốc Đống thuận miệng nói. Không phải, ít nhất khi ngài rời khỏi Ninh Lăng không là như vậy, sau này khi đường sắt Tây Liễu thông xe nên tình hình thay đổi. Lưu lượng xe tăng lên không ít nhưng chủ yếu vẫn là chờ khi cảng Ninh Lăng xây dựng xong. Lúc này lượng xe tăng đột biến, nhất là xe từ Tương Tây và Vĩnh Lương, ngoài ra cũng có vài huyện ở Thông Thành chạy tới. Chủ yếu là hai huyện Cử Thủy, Quảng Trì chạy tới Ninh Lăng chúng ta vì đường bên họ quá xấu. Bành Trường Quý nói, ừ, đường từ hai huyện đó tới Thông Thành rất xấu sao? Triệu Quốc Đống nói, cũng không đến mức như vậy, cũng là quốc lộ cấp 2 nhưng chủ yếu khoảng cách không gần. Hơn nữa đều là đường núi. Nhưng từ hai huyện đến Phong Đình chỉ hơn 40 km, từ Phong Đình đến Ninh Lăng cũng chưa đầy 40 km, hầu hết là đường bằng phẳng, cũng là quốc lộ cấp 2 nên bọn họ chọn. Nguyên nhân chủ yếu là do đường từ hai huyện bọn họ đến Thông Thành được xây dựng bằng hình thức vay vốn nên lập trạm thu phí với giá cao. Lái xe đường dài đều than oán, từng nhiều lần vây lấy trạm thu phí, thời báo Đô Thị Hoa Trung cũng đã nói qua về việc này. Cho nên nhiều chủ hàng và lái xe chọn chạy sang Ninh Lăng, nhất là hàng lên đường sắt hoặc thuyền đều chọn bên này. Bành Trường Quý nói làm Triệu Quốc Đống phải suy nghĩ. Chính quyền địa phương vay vốn làm đường là vì phát triển kinh tế nhưng nếu như trạm thu phí thành gánh nặng lại là thứ bó buộc kinh tế phát triển. Quyển 13, chương 63. Xe chạy qua Vĩnh Lương liền tăng tốc lên. Bành Trường Quý chạy xe rất tốt, Triệu Quốc Đống thậm chí có thể ngủ một chút. Mặc dù Dương Kính Quang chỉ nói Bí Thư Ứng yêu cầu báo cáo về vấn đề kinh tế, nhưng Triệu Quốc Đống dự định nói cả sự nghiệp văn hóa một chút. Nhất là việc tạo hành lang lịch sử văn hóa ở khu nội thành cũ Tây Giang đến Thổ Thành, thị xã cũng cân nhắc việc tạo con đường du lịch từ khu du lịch huyện Hoa Lâm đến Cô Lỗ Câu, Vân Lĩnh. Hội nghị thường trực ủy ban đã thống nhất việc này, xác định năm nay và năm sau đó sẽ là công việc trọng điểm của chính quyền. Vì thế hắn thấy cần phải báo cáo công tác kinh tế và công tác xây dựng sản nghiệp văn hóa và tinh thần văn minh của Ninh Lăng với Bí Thư Ứng. Ngoài ra Triệu Quốc Đống cũng dự định nói qua việc mình muốn cho một bí thư quận, huyện vào thường vụ cùng với việc trao đổi cán bộ với nơi khác, hy vọng được tỉnh ủy ủng hộ. Công việc này hắn vốn hy vọng tiến hành dưới sự chỉ đạo của Trang Quyền, ai ngờ Trang Quyền lại đột nhiên được điều chỉnh tới Tân Châu khiến công việc này bị gác lại. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng bảo Tiêu Phượng Minh muốn chuẩn bị trước công việc này. Không có ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy ủng hộ thì thị ủy Ninh Lăng cũng có thể tiến hành ở quy mô nhỏ. Việc phát triển sự nghiệp dân sinh thì Triệu Quốc Đống không rõ sẽ tốn bao thời gian. Dù sao hắn cũng mới đến có 3 tháng, anh muốn mọi việc đều làm tốt là không thể. Chẳng qua lúc Triệu Quốc Đống cùng Trung Dược Quân thảo luận về quy hoạch đô thị,
hắn đã đưa ra ý kiến việc xây dựng nhà cho thuê với giá thấp. Vấn đề này hiện nay ở đô thị nhỏ như Ninh Lăng mặc dù còn không rõ nhưng khi thị trường bất động sản tăng vọt thì giá nhà cũng tăng lên rất cao. Đảng ủy, chính quyền địa phương cần phải có bố trí trước. Ngoài ra Triệu Quốc Đống cũng đưa ra vì tăng tính hấp dẫn nhân tài và cạnh tranh của đô thị Ninh Lăng, thị ủy, ủy ban thị xã cần cân nhắc việc xây dựng các khu nhà cho chuyên gia. Tức là chỉ cần nhân tài có cống hiến cho sự phát triển kinh tế, xã hội ở Ninh Lăng, công tác ở Ninh Lăng trong thời gian nhất định thì dù là thuộc cơ quan nào cũng được tính tới cấp một căn hộ, có thể sử dụng cả đời nhưng không được bán sang tên. Đề nghị này của Triệu Quốc Đống tạo ra một chút tranh luận ở thị xã, mọi người không có ý kiến việc thưởng cho chuyên gia nhưng lại không phân biệt thuộc cơ quan nào, mọi người có vẻ không hiểu khi xếp cả các chuyên gia làm việc trong công ty tư nhân. Một ít thường vụ cho rằng các chuyên gia thuộc công ty liên doanh và công ty tư nhân vốn được hưởng lương cao, thậm chí có người còn là cổ đông trong đó. Nếu như thị ủy, ủy ban đưa ra đãi ngộ tốt như vậy thì không thích hợp. Nhưng ở điểm này Triệu Quốc Đống lại kiên trì với ý kiến của mình. Hắn cho rằng các quan niệm kia là cổ hủ, mặc kệ là kinh tế tư nhân hay nhà nước đều là ở Ninh Lăng, cũng có thể giải quyết việc tăng thêm công ăn việc làm cho người Ninh Lăng, tạo thuế. Đảng ủy, ủy ban không nên chia ra. Phải đặt kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước ngang hàng nhau. Cuối cùng thị ủy, ủy ban đã đồng ý thông qua ý kiến này, không có hạn chế về cơ quan công tác. Chẳng qua lại đặt yêu cầu khá cao trong số năm liên tục công tác ở Ninh Lăng và những cống hiến đặc biệt. Hơn nữa quyết định sau khi quy hoạch xong khu Giang Đông sẽ chọn một khu vực có cảnh đẹp để xây dựng nhà cho các chuyên gia. Xe vào đến nội thành An Đô liền chạy chậm lại, Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ thấy mới là 4 giờ 15. Bành Trường Quý chạy tốt nên chắc tầm 4 giờ 30 là đến tỉnh ủy. Trước khi đến gặp Ứng Đông Lưu, Triệu Quốc Đống còn định đến báo cáo công việc với Qua Tĩnh, nhất là việc cùng lúc chọn hai thường vụ thị ủy. Quốc Đống, cậu lần trước nhắc đến việc bí thư quận ủy Tây Giang vào thường vụ, trong hội nghị của ban đã nghiên cứu. Việc áp dụng cho bí thư quận, huyện phát triển ở một thị xã tiến vào thường vụ các nơi trong tỉnh cũng có áp dụng, căn cứ theo tình hình thực tế mà áp dụng. Cậu trước không phải từng là thường vụ thị ủy kiêm bí thư quận ủy Tây Giang sao? Cho nên việc này không vấn đề gì, Ninh Lăng chọn xong báo lên là được. Kiu Kiu hôm nay không biết vì nguyên nhân gì mà Triệu Quốc Đống thấy khá vui vẻ. Ha ha, vậy cảm ơn trưởng ban qua. Tây Giang là quận có GDP lớn nhất Ninh Lăng chúng tôi, hơn nữa thu tài chính và thu nhập bình quân cũng đều là cao nhất. Hơn nữa TX cũng có ý muốn thúc đẩy kinh tế các quận, huyện phát triển. Cho nên tôi nghĩ Tây Giang có một đại biểu quận vào thường vụ thị ủy là thích hợp hơn. Triệu Quốc Đống xoa xoa tay nói. Cậu cũng đừng cảm ơn tôi trước. Tỉnh ủy đã gửi văn bản quyết định Mao Bình làm bí thư đảng ủy hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Ninh Lăng. Tôi biết cậu hy vọng trưởng ban tuyên giáo sẽ là người từ Ninh Lăng ra, nhưng trên tỉnh có ý kiến khác nhau nên cần cân nhắc. Qua Tĩnh nói câu này làm Triệu Quốc Đống có chút buồn bực. Trưởng ban qua, tại sao cán bộ Ninh Lăng chúng tôi cứ phải là từ tỉnh phái sống? Người quen thuộc với tình hình Ninh Lăng chính là cán bộ Ninh Lăng, có thể nhanh chóng thích ứng với công việc. Tôi cảm thấy tỉnh phải cân nhắc tình hình thực tế. Tôi và thị trường dược quân đều là mới đến Ninh Lăng, bây giờ lại xem bộ máy thị ủy hiện nay thì thấy hơn phân nửa từ ngoài hoặc trên tỉnh phái xuống. Bây giờ Ninh Lăng đang trong thời kỳ đặc biệt nên phải tính xem làm như thế nào có lợi nhất cho sự phát triển của Ninh Lăng chứ. Triệu Quốc Đống nói với giọng khá kích động, dồn dập. Quốc Đống. Cách nói này của cậu không chính xác. Cậu mặc dù mới đến Ninh Lăng làm bí thư thị ủy nhưng cậu công tác ở Ninh Lăng một thời gian dài, quen thuộc tình hình Ninh Lăng. Về phần kiếm dân, Liên Hương, Lam Quang mặc dù là từ ngoài đến nhưng cũng đã làm ở Ninh Lăng 4-5 năm, còn nói là không quen thuộc tình hình sao. Qua Tĩnh chừng mắt nhìn DP. Tôi biết làm bí thư thị ủy nên cậu có suy nghĩ của mình, nhưng tỉnh cũng có cân nhắc của mình. Nhưng mà trưởng ban qua, người vào chức trưởng ban tuyên giáo rất quan trọng. Nhất là đối với sự phát triển ngành văn hóa và tinh thần văn minh của chúng ta. Tôi muốn một người có thể hiểu rõ về lịch sử, truyền thống dân tộc Ninh Lăng. 2 năm tới chúng tôi sẽ có nhiều hành động lớn trong ngành văn hóa, cho nên trưởng ban qua, chuyện này tôi muốn mời tỉnh ủy thận trọng cân nhắc ý kiến của thị ủy Ninh Lăng chúng tôi. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi và nói. Quốc Đống, người vào chức trưởng ban tuyên giáo thật sự rất quan trọng đối với cậu sao? Qua Tĩnh nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống do dự một chút nhưng vẫn gật đầu nói. Thật sự là rất quan trọng, trưởng ban qua, nếu như là lúc khác thì tôi đã không gặp khó khăn như vậy. Qua Tĩnh khẽ gật đầu ra hiệu Triệu Quốc Đống nói tiếp.
Bắt đầu từ năm nay chúng tôi muốn xin quốc gia cấp chứng chỉ di tích lịch sử ở khu dân cư Tây Giang và thành cổ Thổ Thành, có lẽ không vấn đề gì mấy, cuối năm sẽ được duyệt. Sang năm chúng tôi dự định trình phê duyệt hai điểm này thành di sản văn hóa thế giới, chính thức toàn diện khởi động công trình này. Công việc này rất nặng nề, thị xã cũng rất chú trọng. Điều này rất quan trọng đối với sự phát triển của Ninh Lăng chúng tôi. Thị xã đã nghiên cứu cẩn thận, quyết định đảng ủy, ủy ban đều phải chuyên môn phái người phụ trách công việc này, tranh thủ trong 3 năm thực hiện được mục tiêu này. Ý của tôi là bên đảng ủy do trưởng ban tuyên giáo làm tổ trưởng. Bên ủy ban thị xã do một phó thị trưởng phụ trách công tác văn hóa làm phó tổ trưởng phụ trách công việc này. Đây là công trình thống nhất của thị xã, từ quy hoạch đến việc tu sửa, bảo vệ đều liên quan nhiều vấn đề nên yêu cầu hai đồng chí phụ trách có tính trách nhiệm cao, còn phải hiểu rõ về lịch sử, địa lý, dân tộc Ninh Lăng. Ninh Lăng muốn chuyển đổi địa điểm. Qua Tính có chút kinh ngạc, chị đúng là không ngờ Triệu Quốc Đống mới đến Ninh Lăng đã có nhiều hành động như vậy. Thành cổ Thổ Thành và khu dân cư Tây Giang Qua Tính cũng loáng thoáng biết, cũng nghe lãnh đạo Ninh Lăng nói qua đôi chút nhưng chị ta không chú ý nhiều, cũng không có cơ hội tới xem. Không ngờ Triệu Quốc Đống vừa đến đã muốn báo lên làm di sản văn hóa thế giới. Quyển 13, chương 6-14. Các căn nhà từ thời cuối Thanh, đầu dân quốc ở Tây Giang chúng tôi được bảo tồn tốt, hơn nữa thể hiện rõ tính dân tộc thời đó, có lẽ về sau chỉ có thể thấy trên phim ảnh mà thôi, có thể nói đây là di sản văn hóa hiếm có. Hiện nay hàng năm có không ít đoàn làm phim tới đây quay, đây chính là cơ hội tốt để tăng hình ảnh đô thị Ninh Lăng. Nhưng chúng tôi trước đây không quá chú trọng việc này, bây giờ có thể dự định thay đổi một chút, muốn lợi dụng truyền hình để thể hiện sức hấp dẫn nội thành Tây Giang với mọi người. Ồ, Quốc Đống, có tốt như cậu nói không? Thật sự hấp dẫn như vậy sao? Qua Tính có chút tò mò vì chị ta đã đến Ninh Lăng nhiều lần nhưng chưa từng thấy đẹp như Triệu Quốc Đống nói. Ha ha, trưởng ban Qua, không chỉ như vậy đâu, những ngôi nhà ở Tây Giang đều là đặc sắc của các dân tộc thiểu số, đều là những thứ làm người ta đến rồi khó quên. Bây giờ các căn nhà của người dân tộc thiểu số tập trung lại ở nội thành là điều hiếm có được ở Trung Quốc chúng ta, thậm chí nói là độc nhất vô nhị cũng không quá đáng. Triệu Quốc Đống vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Qua Tính. Quốc Đống, cậu đúng là giỏi nói làm tôi cũng tò mò muốn đến xem một chút. Qua Tính cười nói. Bây giờ hai cấp thị xã, quận đều đi đang chia in hành tu sửa, bảo vệ dưới sự chỉ đạo của chuyên gia trong ngành, cố gắng không làm nơi này thay đổi hình ảnh. Trưởng ban Qua, lúc nào chị rảnh có thể tới Ninh Lăng, tôi sẽ cùng chị đi thăm thú xung quanh, cam đoan chị sẽ vui quên trời đất. Triệu Quốc Đống nghe giọng điệu của Qua Tính liền vội vàng nói thêm. Quốc Đống, xem ra cậu là bí thư thị ủy mà rất có đầu óc. Sản nghiệp văn hóa chẳng những tạo ra hiệu quả kinh tế, hơn nữa càng quan trọng đó là tăng hình ảnh một đô thị, làm cho đô thị đó thay ra đổi thịt, tạo sức hấp dẫn lớn đối với bên ngoài. Khi con người ta giàu lên thì cuộc sống vật chất chưa đủ thỏa mãn, còn cần có cuộc sống tinh thần. Ở điểm này tôi thấy Ninh Lăng là đô thị có nền kinh tế tầm trung nhưng quan niệm này đi trước các thành phố, thị xã khác trong tỉnh. Đáng khen. Qua Tính khá hài lòng với biểu hiện của Triệu Quốc Đống. Hắn không chỉ chú trọng phát triển kinh tế còn hòa nhập phát triển kinh tế vào việc tăng thương hiệu của đô thị, đây là sự sáng tạo rõ ràng. Trưởng ban Qua, Ninh Lăng chúng tôi có tài nguyên lịch sử văn hóa trời ban, nếu không tận dụng đó chính là lãng phí. Lãnh đạo Tổng cục Di sản Văn hóa và các chuyên gia đến khảo sát Ninh Lăng đều khen ngợi không thôi, luôn nói muốn giữ gìn được như Ninh Lăng là không hề dễ dàng, có giá trị nghiên cứu rất cao. Chúng tôi cũng chuẩn bị dựa theo ý kiến của Tổng cục mà xây dựng Viện Bảo tàng Quân sự Cổ Thổ Thành, thể hiện di sản văn hóa quân sự ở đây. Triệu Quốc Đống có chút đắc ý nói. Được rồi Quốc Đống, nói nhiều như vậy tức là cậu muốn cho thấy mấy năm tới công tác tuyên truyền ở Ninh Lăng sẽ rất nặng nề. Cần người quen thuộc tình hình làm trưởng ban tuyên giáo phải không? Qua Tính cười cười nhìn Triệu Quốc Đống và nói. Chuyện này nói tới đây thôi, nhưng tôi phải nhắc cậu đây là bố trí chung trong cả tỉnh. Cậu muốn chọn người theo ý đồ của thị ủy Ninh Lăng thì phải được bí thư ứng ủng hộ, nếu không. Ra khỏi văn phòng Qua Tính, Triệu Quốc Đống vừa mừng vừa lo. Hắn không ngờ Lưu Như Hoài lại thuận lợi như vậy, nhưng chức trưởng ban tuyên giáo lại là ẩn số. Triệu Quốc Đống sau khi liên lạc với Dương Kính Quang liền trực tiếp tới văn phòng vị trưởng ban thư ký tỉnh ủy mới này. Dương Kính Quang xuất thân mặc dù là giáo viên nhưng vẻ ngoài lại cao to chứ không có vẻ thư sinh. Điều này làm Triệu Quốc Đống cũng tò mò có phải hôm nào vị trưởng ban thư ký này cũng tập luyện hay không. Ngồi đi, bí thư ứng còn đang tiếp khách, chắc tầm 20 phút nữa mới xong.
Dương Kính Quang nhìn đồng hồ thấy đã là 4 giờ 50 phút. Trưởng ban thư ký coi như là thầy của tôi. Triệu Quốc Đống ngồi xuống và nói. Ồ, bí thư Triệu cũng học ở Đại học An Nguyên. Dương Kính Quang có chút kinh ngạc, cán bộ cấp giám đốc Sở ở trong tỉnh tốt nghiệp ở trường hầu hết y đều nhớ, không ngờ Triệu Quốc Đống này cũng học ở trường mình công tác. Ồ, tôi không có phúc đó. Tôi tốt nghiệp trường cảnh sát chuyên nghiệp tỉnh, sau đó học tại chức ở Đại học An Nguyên vài năm để lấy cái bằng. Triệu Quốc Đống cười nói. Ồ, bằng cấp không đại biểu gì cả, nó sao có thể đại biểu cho năng lực? Dương Kính Quang lắc đầu nói. Bí thư Triệu mặc dù tốt nghiệp trường cảnh sát nhưng lại nổi tiếng nhờ giỏi làm kinh tế. Làm trưởng ban thư ký cười chê rồi. Chút bản lĩnh của tôi không đáng gì. Triệu Quốc Đống khiêm tốn nói. Trưởng ban thư ký hỗ trợ hiệu trưởng Dương khiến Đại học An Nguyên là trường nổi tiếng trong cả nước. Bí thư Triệu, hai chúng ta không cần khen ngợi lẫn nhau, người khác nghe lại tưởng chúng ta là kẻ nịnh thần. Dương Kính Quang cười ha hả nói. Trưởng ban thư ký, ngài hơn tôi vài tuổi, ngài gọi tôi Quốc Đống là được rồi. Như vậy nghe tự nhiên hơn. Triệu Quốc Đống thấy tâm trạng Dương Kính Quang khá tốt nên muốn kéo gần quan hệ. Được, Quốc Đống, cậu tới Ninh Lăng hơn 3 tháng thấy sao? Chẳng qua tôi thấy cậu có vẻ thích nghi rất nhanh, nhất là có mấy hạng mục mới tiến vào Ninh Lăng. Lát nữa có lẽ bí thư Đông Lưu sẽ muốn nghe báo cáo về vài hạng mục này. Cậu cũng không nên nói quá, có gì nói đó. Ngoài ra bí thư Đông Lưu cũng muốn hiểu xem ngành năng lượng mới có thể mang tới áp lực bảo vệ môi trường cho Ninh Lăng hay không. Điểm này tôi đã nói với cậu qua điện thoại, cậu báo cáo cũng nên cẩn thận thì bí thư Đông Lưu rất mẫn cảm ở điểm này. Dương Kính Quang khá thẳng thắn nói. Xin trưởng ban thư ký yên tâm, Ninh Lăng chúng tôi tuyệt đối không đi vào vết xe đổ của Vĩnh Lương. Triệu Quốc Đống rất tự tin nói. Chúng tôi đã sớm chuẩn bị hạng mục xử lý nước thải, cam đoan đáp ứng nhu cầu phát triển của khu khai phát. Ở điểm này thì ủy ban chúng tôi có quan điểm nhất trí chính là chấp nhận kinh tế đi chậm một bước nhưng tuyệt đối không để ô nhiễm môi trường. Như vậy mới tốt, tôi lo cậu mới tới Ninh Lăng, cảm thấy áp lực quá lớn nên nóng lòng mong đạt được thành công. Dương Kính Quang cảm thấy tính cách Triệu Quốc Đống khá giống mình, ngay thẳng, hơn nữa thái độ về vấn đề gì đó lại rất kiên quyết. Trưởng ban thư ký, nếu nói không có áp lực là nói dối. Ngài có thể không quá hiểu rõ tình hình Ninh Lăng, mấy năm trước Ninh Lăng phát triển nhanh nhưng 2 năm vừa qua bắt đầu trượt xuống. Thực tế mà nói điều này không phải do cán bộ Ninh Lăng không cố gắng mà do vấn đề cơ cấu khiến cho kinh tế Ninh Lăng thiếu động lực phát triển, nhất là SNCN quá đơn nhất, hàm lượng khoa học kỹ thuật thấp, sản phẩm không được cải tiến. Triệu Quốc Đống cân nhắc xem làm như thế nào để có thể nhanh chóng khiến vị trưởng ban thư ký này hiểu thêm về tình hình Ninh Lăng, như vậy cũng có thể hiểu được và giúp cho mình. Cho nên sau khi tôi tới đang nghĩ cách ngoài việc tìm thêm ngành sản nghiệp trụ cột cũng muốn đưa ra chính sách giúp đỡ các công ty tăng năng lực nghiên cứu, tăng khả năng phát triển, đó là điều rất quan trọng. Nếu không khi gặp phải cạnh tranh thì cách công ty này nhất định sẽ bị ép đến bờ vực phá sản. Triệu Quốc Đống nói qua về quan điểm của mình. Công nghiệp là điều rất quan trọng để một đô thị phát triển, không có công thương nghiệp phát triển thì đô thị đó không thể nào đạt đúng nghĩa của nó. Ninh Lăng từ trước đến giờ chủ yếu phát triển mảng nông nghiệp nhưng nông nghiệp cũng không phải mạnh, công nghiệp càng không có gì để nói. Ninh Lăng khởi điểm thấp nên tuy mấy năm trước tăng tốc rất nhanh nhưng đạt đến trình độ nhất định sẽ gặp trở ngại. Vì thế muốn đột phá và phát triển thêm nữa thì cần có thủ đoạn và sự quyết đoán, điều này có thể tạo ra nhiều tranh luận và phê bình. Triệu Quốc Đống nói như vậy là rất rõ ràng, hắn hy vọng Dương Kính Quang có thể hiểu được vài hành động không bình thường của Ninh Lăng, ở điểm này Dương Kính Quang lại hiểu cho nỗi khổ của hắn, nhất là một bí thư thị ủy trẻ tuổi như vậy càng dễ bị công kích, chỉ trích. Quyển 13, chương 65. Hai người ngồi nói chuyện đến khi Dương Kính Quang thư ký của Ứng Đông Lưu nói đối phương đã xong việc. Dương Kính Quang lúc này mới cùng Triệu Quốc Đống đến văn phòng Ứng Đông Lưu. Triệu Quốc Đống vừa nhìn là biết Ứng Đông Lưu mới tham gia cuộc tiếp đón chính thức. Y mặc áo sơ mi cộc tay trắng trông rất chỉnh tề. Triệu Quốc Đống và Dương Kính Quang đến, Ứng Đông Lưu mời hai người ngồi xuống và cởi bớt một khuy trên, bỏ cà vạt. Ứng Đông Lưu hỏi Triệu Quốc Đống cảm nhận về tình hình bộ máy Ninh Lăng, sau đó chuyển sang chủ đề chính đó chính là Ninh Lăng cần làm gì để phát triển kinh tế. Nhất là quy hoạch và ý đồ trong lĩnh vực nguồn năng lượng và vật liệu mới. Quý 3 còn tháng 10 chưa kết thúc nên chưa có số liệu cụ thể. Nhưng Hoài Khánh cùng Vĩnh Lương không hề nghi ngờ vẫn đứng đầu tỉnh về tốc độ tăng trưởng, hơn nữa bỏ xa vị trí thứ 3. Nhất là sản xuất công nghiệp của Hoài Khánh đang tăng trưởng toàn diện.
Chẳng những mấy công ty lớn của lĩnh vực điện tử thông tin đã xây dựng xong, hơn nữa ngành cơ giới chế tạo trụ cột của Ninh Lăng cũng xuất hiện xu thế tốt, điều này trực tiếp khiến tốc độ tăng trưởng của Hoài Khánh trên 35%, hơn Vĩnh Lương gần 10%. Có lẽ quý 4 Hoài Khánh vẫn có xu thế này, có thể sẽ vượt qua Tân Châu cùng Lam Sơn và đứng thứ tư toàn tỉnh về GDP. Hai hôm trước Trần Anh Lộc và Đàm Lập Phong cũng lên tỉnh báo cáo về tương lai tốt đẹp của Hoài Khánh. Ứng Đông Lưu và Tần Hạo Nghiên đều nghe bọn họ báo cáo. Phải nói hai người báo cáo làm Ứng Đông Lưu rất xúc động. Nhất là Quốc tế Hoa Tâm, công ty Tinh Anh, công ty Quảng Đạt, công ty Nhân Bảo đã toàn diện đi vào sản xuất. Hơn nữa quý tư hai công ty điện khí ép Mỹ và công ty Khang Ninh cũng sẽ xây dựng xong giai đoạn 1. Trong năm tới Hoài Khánh vẫn sẽ có tốc độ tăng trưởng cực nhanh, bỏ xa các nơi khác trong tỉnh. Chỉ 6 hạng mục này đã có giá trị sản lượng kéo GDP Hoài Khánh tăng lên trên 10%, đó là còn chưa tính 6 hạng mục lớn này kéo nhiều ngành liên quan đến Hoài Khánh. Hoài Khánh như mặt trời giữa trưa làm Ứng Đông Lưu rất hài lòng. Dù sao sự phát triển của Hoài Khánh cũng có thể kéo theo kinh tế toàn tỉnh phát triển, thậm chí còn có thể thay đổi cục diện kinh tế của tỉnh. Ứng Đông Lưu vẫn không hài lòng việc thành phố An Đô chiếm 1/3 GDP toàn tỉnh. Không phải là không hài lòng với GDP của An Đô mà là không hài lòng với các thành phố, thị xã khác không thể đạt 1/4 GDP của An Đô. Nhưng Hoài Khánh phát triển cực nhanh làm Ứng Đông Lưu vui mừng. Ba quý đầu năm Hoài Khánh có tốc độ tăng trưởng 35% làm người ta không thể tin nổi, mà cả năm thậm chí có thể đạt 40%. Theo xu thế phát triển như vậy thì chỉ cần duy trì 3-5 năm Hoài Khánh sẽ đột phá 100 tỷ cũng là bình thường. Mặc dù Hoài Khánh tăng trưởng tốt nhưng thực lòng Ứng Đông Lưu vẫn có chút nuối tiếc. Đó chính là bộ máy Hoài Khánh do Ninh Pháp quyết định, lúc ấy y chỉ là chủ tịch tỉnh nên không phát huy được bao tác dụng. Thậm chí khi Triệu Quốc Đống được điều đi để Đàm Lập Phong thay thế, Ứng Đông Lưu cũng có thái độ phản đối. Bởi vì có tâm trạng này nên bây giờ Ứng Đông Lưu rất muốn từ Ninh Lăng có tin tức làm y hài lòng. Tập đoàn Hải Uy đã ký hiệp định đầu tư vào Ninh Lăng. Bây giờ thị xã đang cố gắng thúc đẩy đối phương nhanh chóng chuyển tài chính đến. Khu khai phát cũng đã tiến hành quy hoạch đất đai, san nền cho tập đoàn này, qua đó nhanh chóng rút ngắn thời gian xây dựng. Triệu Quốc Đống cũng không hiểu Ứng Đông Lưu có tâm trạng phức tạp, hắn vẫn dựa theo suy nghĩ của mình mà giới thiệu. Căn cứ hiệp định tập đoàn Hải Uy, công ty đầu tư Quân Thụy, công ty đầu tư Trung Hoa, năng lượng quốc toàn sẽ bỏ ra 2 triệu thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn chất bán dẫn Liên Hoa. Trong đó tập đoàn Hải Uy chiếm 35% cổ phần, công ty đầu tư Quân Thụy chiếm 25% cổ phần, công ty đầu tư Trung Hoa và năng lượng quốc toàn chiếm 20% cổ phần, chia làm 3 giai đoạn đầu tư xây dựng. Giai đoạn đầu chủ yếu xây dựng dây chuyền sản xuất 1.000 tấn pin năng lượng mặt trời, hơn nữa còn dần tăng sản lượng lên 3.000 tấn, đến giai đoạn 3 sẽ đạt trên 5.000 tấn. Có lẽ giai đoạn 1 sau khi xây dựng xong sẽ có giá trị sản lượng trên 30 triệu USD. Ba giai đoạn đầu tư xong chỉ riêng mảng pin năng lượng mặt trời đã đạt 500 triệu USD, đây là chưa tính mấy sản phẩm liên quan, lợi nhuận sau thuế có thể đạt được 500 triệu tệ. Nếu tính đến vấn đề phát triển của ngành này thì có lẽ giá trị sản lượng có thể đạt đến trên 2 tỷ, đây là với giá mỗi một cây dây pin năng lượng mặt trời là 30 USD. Nhưng tôi và các nhà đầu tư đã dự đoán trong 3-5 năm tới giá trị sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể đạt đến trên 200 USD. Triệu Quốc Đống nói khá từ tốn để Ứng Đông Lưu có thể nghe rõ ràng. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Pha tháng trước đã chính thức đến khảo sát khu khai phát Ninh Lăng, đã sơ bộ đạt mục đích đầu tư. Kế hoạch của bọn họ cũng tương tự công ty chất bán dẫn Liên Hoa, tổng số tiền đầu tư khoảng 1,2 tỷ, giai đoạn 1 sẽ có dây chuyền sản xuất đạt 1.000 tấn pin năng lượng mặt trời, giai đoạn 2 là 3.000 tấn. Ngoài ra cũng có một công ty muốn tiến vào ngành pin năng lượng mặt trời và đã đến Ninh Lăng khảo sát. Có lẽ sắp tới sẽ có kết quả. Đây là công ty tư nhân và nhiều nhà đầu tư Chiết Giang hợp lại với số vốn 800 triệu. Bọn họ cũng đang đàm phán với công ty đầu tư quốc tế Hán Đăng và công ty Đức Phong, chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà máy ở khu khai phát, giai đoạn 1 sẽ đạt 800 tấn pin năng lượng mặt trời, giai đoạn 2 là 2.000 tấn nhưng hiện nay vẫn chưa chính thức xác định. Hạng mục của công ty Thần Phong đã khởi động, giai đoạn 1 chiếm diện tích 600 mẫu, dự tính cuối sang năm sẽ đi vào sản xuất. Giá trị sản lượng đạt 500 triệu tệ, năm 2005 đạt 1 tỷ. Sau khi giai đoạn 2 hoàn thành vào năm 2005, dự tính cả hạng mục trong năm 2006 sẽ thu được 2,5 tỷ. Triệu Quốc Đống thấy Ứng Đông Lưu rất mẫn cảm với các con số cho nên cố gắng nói ra.
Ngoài ra Ninh Lăng cũng đã nhất trí về việc khoa mộc công trình của Đại học An Nguyên, công ty đồ gỗ Sâm Hữu, tập đoàn Thiên Phu cùng đầu tư vào thành lập nhà máy vật liệu xây dựng bằng tre ở huyện Phong Đình. Gần đây ba nhà này đã đạt hiệp định, có lẽ đầu tư trên 50 triệu, giá trị sản lượng đạt 100 triệu, nộp thuế trên 20 triệu. Triệu Quốc Đống nói tới hạng mục này làm Dương Kính Quang rất hứng thú. Quốc Đống, lời cậu nói là hạng mục do giáo sư Tiêu Hoa nghiên cứu. Theo tôi biết hạng mục nghiên cứu này vừa có đột phá, sao đã đầu tư vào Ninh Lăng vậy? Trưởng ban thư ký, tôi lúc tham gia đại hội đảng tỉnh vừa rồi đã ngẫu nhiên nghe được tin này, biết giáo sư Tiêu Hoa đã đạt tiến triển rất quan trọng trong việc thương mại hóa vật liệu xây dựng từ tre. Vì thế tôi mới bố trí phó thị trưởng Đại Phú chú ý việc này. Bởi vì tài nguyên tre ở Ninh Lăng rất phong phú, vì thế sau khi mời được ba nhà kia đến khảo sát vài lần, sau đó bọn họ quyết định đầu tư vào Phong Đình. Dương Kính Quang gật đầu. Ứng Đông Lưu thật ra cũng hứng thú với hạng mục này, nhất là nghe hạng mục này có thể dùng rất nhiều tre, sản phẩm làm ra còn có tác dụng bảo vệ môi trường nên càng vui vẻ. Y không ngờ Vĩnh Lương là nơi có ngành sản nghiệp trụ cột vật liệu xây dựng không đạt được hạng mục này, mà lại bị Ninh Lăng chiếm trước. Ninh Lăng, không đơn giản, chỉ trong 3 tháng mà Ninh Lăng có thể có hành động lớn như vậy trong mảng công nghiệp. Cậu đã thực hiện được lời hứa với tôi rất hài lòng. Nhưng trụ cột Ninh Lăng quá kém, có chênh lệch lớn với mấy thành phố, thị xã phía trước. Nếu muốn đuổi kịp thì cần nỗ lực rất lớn, đồng thời cũng cần đảm bảo tốc độ tăng trưởng cực cao. Ứng Đông Lưu cười nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 13, chương 66. Triệu Quốc Đống suy nghĩ qua ý trong lời nói của Ứng Đông Lưu. Mặc dù hắn không quá rõ ý đồ của Ứng Đông Lưu nhưng có một điểm có thể khẳng định đó là Ứng Đông Lưu hài lòng với sự phát triển của Ninh Lăng, nhưng có vẻ còn hy vọng Ninh Lăng phát triển thêm nữa. Vấn đề nằm ở chỗ với tình hình hiện nay của Ninh Lăng thì có thể tiến thêm bước nữa không? Triệu Quốc Đống cảm thấy mình đã cố hết sức, mấy hạng mục lớn liên tục đầu tư vào Ninh Lăng đã là cực điểm của khả năng thu hút đầu tư. Nhưng đúng như lời Ứng Đông Lưu nói, trụ cột Ninh Lăng quá kém. Anh không thể mong chờ 1-2 năm nó vượt qua Miên Châu, Kiến Dương. Bí thư, tôi suy nghĩ như thế này. Thị ủy, ủy ban sau khi tổ chức mấy hội nghị xác định đẩy mạnh công tác nông nghiệp, công tác kinh tế tư nhân, công tác công nghiệp là cục diện chính trong mấy năm tới của Ninh Lăng. Ứng Đông Lưu gật đầu ra hiệu Triệu Quốc Đống nói tiếp. Y muốn xem Triệu Quốc Đống có chiêu nào mới nữa trong sự phát triển kinh tế. Một phương diện chúng tôi sẽ chú trọng thu hút đầu tư và đẩy mạnh kinh tế công nghiệp tăng trưởng. Thị ủy, ủy ban đã trải qua vài lần thảo luận, chúng tôi chuẩn bị tiến hành việc kế hoạch khởi động toàn diện khu Giang Đông, Ninh Lăng, lấy việc xây dựng cầu Ô Giang để nhanh chóng đưa quận Đông Giang vào đô thị Ninh Lăng, nhanh chóng tiến hành quá trình đô thị hóa của Đông Giang, lấy phát triển công nghiệp thúc đẩy quá trình đô thị hóa, lấy việc phát triển đô thị hóa đẩy mạnh phát triển công nghiệp lên một bậc thang mới. Ứng Đông Lưu cũng đoán ra được ý đồ của Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, cậu định lợi dụng xây dựng thành thị để kéo kinh tế phát triển. Đúng thế, chỉ dựa vào phát triển đô thị mà lôi kéo kinh tế phát triển là chưa đủ, điều này cần sản xuất công nghiệp phát triển rất nhanh. Đồng thời sản xuất công nghiệp muốn duy trì xu thế phát triển trong thời gian dài thì cũng cần một hệ thống đô thị đảm bảo. Chỉ có như vậy thì kinh tế công nghiệp mới có thể chính thức dung nhập vào sự phát triển kinh tế tổng thể của đô thị, đây là một hướng phát triển khác của Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống rất tự tin nói. Ồ, đây là một lựa chọn phát triển đô thị hiện đại, chỉ là lựa chọn này khá mạo hiểm. Tôi tin thị ủy, ủy ban Ninh Lăng đã cẩn thận nghiên cứu tính khả thi của việc này. Về quy mô và vốn đầu tư cũng cần lượng sức, phải tính đến năng lực thừa nhận về tài chính của Ninh Lăng. Ứng Đông Lưu từ chối cho ý kiến vì đây là con dao hai lưỡi, dùng tốt thì lập tức thấy hiệu quả, dùng không tốt sẽ có hậu họa khôn lường. Triệu Quốc Đống cũng hiểu rõ lo lắng của Ứng Đông Lưu. Tài chính của Ninh Lăng không dư giả, thoáng cái đầu tư quá nhiều vào việc xây dựng đô thị mới nhất định là mạo hiểm. Không chừng khiến tài chính Ninh Lăng phá sản. Về phương diện khác thị ủy, ủy ban chúng tôi còn có suy nghĩ khác với các nơi khác. Triệu Quốc Đống bắt đầu vứt ra điểm quan trọng nhất. Ý tưởng khác, nói tôi nghe một chút. Ứng Đông Lưu nở nụ cười. Triệu Quốc Đống liền giới thiệu việc đề cử khu dân cư Tây Giang, thành cổ thổ thành làm di sản văn hóa cấp quốc gia, cấp thế giới, đồng thời cũng giới thiệu mấy năm qua Ninh Lăng là điểm đến cho các đoàn làm phim, cũng giới thiệu ý định của Ninh Lăng. Phải nói hai bên đều vui vẻ kết thúc cuộc nói chuyện. Đây là đánh giá của Triệu Quốc Đống. Dù là Điền Hưng Quốc hay Ứng Đông Lưu,
Triệu Quốc Đống cũng có thể từ ánh mắt của bọn họ mà nhận ra bọn họ hài lòng với công việc gần đây của mình. Vì thế hắn nhân cơ hội nói bởi vì hai năm tới Ninh Lăng muốn đẩy mạnh việc phát triển sản nghiệp văn hóa nên cần người hiểu rõ về lịch sử, văn hóa Ninh Lăng. Ứng Đông Lưu nghe vậy liền biết hắn muốn gì nhưng chỉ cười cười nói chẳng lẽ cán bộ trên tỉnh phái xuống không thích hợp rồi thôi. Triệu Quốc Đống đương nhiên cũng không phải là kẻ không biết ý, nhưng sau đó hắn rất sáng suốt giới thiệu mấy địa điểm vì nhờ các bộ phim mà rất hút khu du lịch. Triệu Quốc Đống ra khỏi trụ sở tỉnh ủy đã là 7 giờ tối, vượt quá dự tính ban đầu gần tiếng. Đương nhiên đây là việc tốt, mặc dù bụng Triệu Quốc Đống đã đói nhưng hắn thấy đáng giá. Dương Kính Quang thậm chí còn mời hắn ở lại ăn cơm nhưng Triệu Quốc Đống biết ý từ chối khéo. Hắn có thể nhìn ra quan hệ giữa Dương Kính Quang và Ứng Đông Lưu không bình thường, có lẽ hai người còn có việc cần bàn nên hắn biết ý mà đi trước. Ứng Đông Lưu khá hài lòng công việc của hắn, chủ yếu là việc hắn đưa ra việc mời tỉnh ủy tính đến ý kiến của thị ủy Ninh Lăng khi chọn ai làm trưởng ban tuyên giáo Ninh Lăng, Ứng Đông Lưu không phản đối, đây là báo hiệu tốt. Đương nhiên cũng còn chút ẩn số nhưng ít nhất còn tốt hơn qua tính dội gáo nước lạnh vào đầu hắn nhiều. Người được Triệu Quốc Đống chọn làm trưởng ban tuyên giáo là phó thị trưởng Lỗ Năng. Thực ra điều này cũng không kỳ quái, Lỗ Năng trước vốn là phó trưởng ban tuyên giáo kiêm cục trưởng cục thông tin truyền thông, người này giỏi nói chuyện, còn có quan hệ rộng, rất biết làm việc. Dù là Kỳ Dư Hồng hay Hoàng Lăng Lầm bí thư thị ủy, y đều được người đứng đầu tin tưởng. Hắn thậm chí còn thiếu ân tình của đối phương vì Lỗ Năng đã giúp điều La Băng lên cục thông tin truyền thông. Cũng không vì việc này mà Triệu Quốc Đống muốn bố trí Lỗ Năng đến làm trưởng ban tuyên giáo. Mà là do Lỗ Năng này có bản lĩnh, quản lý tốt ở hệ thống thông tin, truyền hình. Lỗ Năng sau khi được chọn làm phó thị trưởng cũng được phỏng vấn quản lý tin tức, thị trường, thương mại, du lịch, dù mặt nào Lỗ Năng đều làm tốt. Lỗ Năng mặc dù không phải người Ninh Lăng nhưng là cán bộ trưởng thành từng bước ở Ninh Lăng. Chẳng qua người này công tác ở quận, huyện hơi ngắn. Sau khi Triệu Quốc Đống tới Ninh Lăng, người này lập tức tạo quan hệ tốt với hắn. Tính cách Lỗ Năng khá thú vị, mặc dù bá đạo nhưng rất biết cách kết thành một mối với cấp dưới, giỏi thu phục lòng người. Triệu Quốc Đống rất phục bản lĩnh của Lỗ Năng ở việc này. Xem ra muốn đưa Lỗ Năng vào chức trưởng ban tuyên giáo cũng có chút khó khăn. Nhưng chuyện Triệu Quốc Đống đã nhận định thì nhất định không chịu buông tha. Qua tính cũng mơ hồ tiết lộ chị ta và Yến Nhiên Thiên đều có thể rời khỏi tỉnh An Nguyên, nhưng cụ thể đi đâu không ai rõ. Ở tình huống như vậy, Triệu Quốc Đống đoán Yến Nhiên Thiên sẽ không còn tiếp tục làm khó mình, đương nhiên đồng ý ủng hộ là không có. Tôi còn tưởng cậu làm bí thư thị ủy bận đến độ quên cả bạn bè chứ. Trịnh Kiện lắc đầu đứng lên nói. Chẳng qua tôi nghĩ cậu đến đây nhất định không phải để chơi. Cậu chắc có việc gì khó mới nghĩ đến bạn bè. Kiện ca, anh đây là hủy đi danh dự của tôi. Triệu Quốc Đống cười hì hì đi quanh bàn và nói. Đúng là khác, nhìn xì gà này, anh không sợ ủy ban kỷ luật chú ý sao? Hừ, ủy ban kỷ luật mà như cậu nghĩ thì đã sớm có ối người xong đời. Trịnh Kiện hừ một tiếng. Thứ này đã có ở trong phòng tôi 2-3 năm, một người bạn từ nước ngoài mang về. Cậu cho rằng ai cũng có thể hút loại thuốc này sao? Ha ha, làm người khiêm tốn một chút mới đúng mà. Triệu Quốc Đống cũng cười nói. Đông ca lâu như vậy không về tỉnh An Nguyên, muốn tìm anh ta ôn chuyện cũng không được. Được rồi, ôn chuyện gì chí, sợ là Ninh Lăng lại muốn hỗ trợ gì đó nên mới nghĩ đến bạn cũ. Trịnh Kiện bĩu môi nhìn Triệu Quốc Đống và nói. Quốc Đống, tôi dám đánh cuộc nếu như cậu hôm nay đến đây không có chuyện của Ninh Lăng thì tôi sẽ mang họ của cậu. Quyển 13, chương 67. Triệu Quốc Đống nói thầm một tiếng chẳng lẽ mình làm người kém thế sao, vừa vào cửa đã bị nhận ra. Kiện ca, không mấy khi tôi đến một lần, anh cứ nói tôi như vậy sao? Triệu Quốc Đống ra vẻ tức giận nói. Hừ, tôi làm xấu cậu sao? Tôi không nói xấu thì cậu cũng như vậy. Trịnh Kiện ngồi xuống sofa rồi nói. Mấy hôm trước tôi có nói chuyện với Hướng Đông, y nói người không khỏe, bị ốm, y nói mãi không đỡ, cuối cùng thiếu chút nữa bị viêm phổi. Tôi nhắc y sức khỏe quan trọng hơn, phải học cách vừa làm việc vừa nghỉ ngơi. Viêm phổi, người trưởng thành cũng không có nhiều người bị như vậy mà. Triệu Quốc Đống cười nói. Bình thường đều nói trẻ em hoặc người già có sức đề kháng kém mới bị viêm phế quản. Sao Đông ca lại yếu như vậy? Ai nói không có chứ? Trịnh Kiện vỗ vỗ bụng mình rồi nói. Xem ra tôi cũng phải dành thời gian luyện tập mới được. Cậu nếu thứ bảy này không có việc thì chúng ta đến Hồ Vân Loa chơi tennis.
Thấy Triệu Quốc Đống không nói gì, Trịnh Kiện có chút kinh ngạc nhìn thì thấy Triệu Quốc Đống đang nhìn ra cửa sổ một cách thất thần. Quốc Đống, cậu sao thế? Triệu Quốc Đống đúng là bị từ viêm phổi làm hắn phải suy nghĩ. Viêm phổi. Từ này bây giờ nghe thì có vẻ không đáng gì, chỉ là loại bệnh thông thường mà thôi, cũng không phải bệnh khó chữa gì. Nhưng theo hắn nhớ thì từ viêm phổi sẽ trở thành ác mộng của dân chúng cả nước. Bởi vì một ít ngành cố che giấu tin tức mới khiến cho bệnh viêm phổi xác tàn phá ở Trung Quốc, khiến cho uy tín của chính phủ Trung Quốc bị quốc tế chỉ trích, hơn nữa khiến cho không khí quốc gia trở nên khẩn trương. Trên thực tế nếu có thể có hệ thống y tế toàn diện thì dịch xác sẽ không tạo thành ảnh hưởng lớn đến như vậy. Triệu Quốc Đống đã không thể nhớ nổi bệnh xác xuất hiện từ lúc nào, hắn chỉ nhớ nhất là trong vòng 2 năm 2003-2004 nó sẽ bộc phát, mà có vẻ như đợt Tết khi người đi lại nhiều sẽ khiến dịch bệnh lan tràn. Mặc dù hắn không nhớ rõ xác bắt đầu từ đâu nhưng Triệu Quốc Đống cũng mơ hồ biết được trước 2 tháng cũng đã lục tục xuất hiện bệnh này, chỉ là lúc ấy còn chưa phát hiện đó là bệnh dịch mới, hơn nữa cũng là việc chưa bao giờ gặp phải nên các nơi cũng không chú ý. Hình như tỉnh Việt là nơi đầu tiên phát hiện ra bệnh xác. Triệu Quốc Đống cố nhớ lại. Quốc Đống, cậu có việc gì thế, có phải bị mệt không? Trịnh Kiện thấy Triệu Quốc Đống như vậy nên quan tâm nói. Cậu phải chú ý giữ gìn sức khỏe đó. Cậu muốn Ninh Lăng có ngày đuổi kịp An Đô thì sao có thể, sao phải cố sức đến thế? Triệu Quốc Đống lắc đầu làm cho mình tỉnh táo lại. Không có việc gì, có thể là do trong thời gian này gặp áp lực lớn. Anh cũng biết lãnh đạo đưa tôi tới Ninh Lăng nhất định không phải sống an nhàn, nếu không đạt được chút gì đó thì tôi sao có thể sớm ngày được điều về An Đô. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Cho nên phải đạt được thành tích báo đáp sự, ưu ái của lãnh đạo. Vậy nó cũng không thể là mục tiêu không thực tế. Tình hình Ninh Lăng là rất rõ ràng, nó phải tiến lên từng bước mới được. Trịnh Kiện cũng biết Triệu Quốc Đống cố gắng muốn đạt thành tích nhưng kinh tế Ninh Lăng còn khoảng cách tương đối lớn đối với Miên Châu, Hoài Khánh. Triệu Quốc Đống cũng không phải thần tiên, không ai có thể có bản lĩnh biến đá thành vàng. Ha ha, cho nên tôi không phải đến nhờ Kiện ca giúp sao? Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Được rồi, tôi chỉ biết cậu đến chỗ tôi là không có chuyện tốt. Tôi nói trước, chỉ cần việc quá nguyên tắc tôi không giúp được, trong nguyên tắc tôi sẽ hết sức. Trịnh Kiện trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống thích nhất tính thẳng thắn này của Trịnh Kiện. Ninh Lăng nói qua việc Ninh Lăng muốn xây dựng khu đô thị mới Yên Giang Đông, điều này làm Trịnh Kiện không nhịn được hít sâu một hơi. Tên Triệu Quốc Đống này làm quá lớn, quy mô quả thực còn hơn so với lúc hắn ở Hoài Khánh. Quốc Đống, tôi không phải muốn đổ nước lạnh với cậu, tôi chỉ nhắc cậu là tài chính Ninh Lăng có thể làm được đến mức như vậy không? Công ty đầu tư đô thị trên danh nghĩa có tư cách pháp nhân độc lập nhưng lại trực thuộc ủy ban, nếu như nó không gánh vác nổi thì tài chính thị xã phải trả. Trịnh Kiện đương nhiên biết Triệu Quốc Đống nếu dám can đảm nói kế hoạch này với mình thì nhất định đã được thị ủy, ủy ban Ninh Lăng nghiên cứu. Nhưng y vẫn phải nhắc Triệu Quốc Đống, đây không phải việc đùa. Quy hoạch lớn như vậy thì đầu tư động cái là vài trăm triệu. Nhất là xây dựng cơ sở vật chất không thể lập tức thấy hiệu quả, như vậy công ty kia lấy gì để trả. Sợ rằng cuối cùng chuyển thành đất đai, nhưng nếu đất đai bán ra không thuận lợi như vậy suy nghĩ thì sao? Như vậy chỉ có thể do tài chính Ninh Lăng gánh chịu. Nếu là đô thị lớn như Miên Châu Kiến Dương thì không vấn đề gì mấy, nhưng Ninh Lăng chỉ có kinh tế bằng 1/3 Miên Châu Kiến Dương lại rất nguy hiểm. Kiện ca, tôi đương nhiên biết việc có chút mạo hiểm nhưng tôi nghĩ chúng ta đã sớm thảo luận qua một vài vấn đề. Tôi cho rằng trong thời gian dài sắp tới giá bất động sản sẽ từng bước tăng lên. Ninh Lăng mặc dù xa xôi nhưng cũng có tình hình như vậy. Trong quy hoạch khu Giang Đông có diện tích 7,5 km², cách khu phồn hoa của Ninh Lăng một dòng sông. Ở điều kiện chúng tôi không muốn cải tạo nội thành cũ thì theo quá trình đô thị hóa, nội thành chỉ có thể mở rộng về phía Giang Đông. Cầu Ô Giang sẽ là điểm nối liền hai nơi. Quan trọng hơn chính là khu Giang Đông không phải bồi thường tiền giải phóng mặt bằng, đây là điều chúng tôi có lợi nhất. Quốc Đống, tình hình cụ thể cậu không cần giải thích nhiều với tôi. Ngân hàng xây dựng sẽ cố gắng lớn nhất ủng hộ địa phương phát triển. Tôi nghĩ ngân hàng cũng sẽ có nhân viên chuyên môn đến nghiên cứu xem tính mạo hiểm của phương án quy hoạch đô thị của Ninh Lăng. Trịnh Kiện xua tay nói. Hôm nay không nói chuyện này, chưa rảnh không? Hoa Sơn đã điều lên tỉnh, tôi hẹn cậu ta, chúng ta đã lâu không ngồi rồi mà. Trên đường từ An Đô về Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống vẫn nghĩ đến chuyện hồi sáng đột nhiên mình nhớ ra. Sao mình thiếu chút nữa quên chuyện này chứ?
Mùa xuân 2003 nhất định không bình thường, chính phủ trung ương mới thành lập, bệnh sát hoành hành, các nước sợ hãi. Ở quốc tế nước Mỹ tấn công Iraq, trước cuộc chiến truyền thông nói chính quyền Saddam rất vững chắc vậy mà thoáng cái sụp đổ. Đây là một cuộc chiến tranh không cân xứng, cũng là do nước Mỹ vì lợi ích nên khơi mào cuộc chiến. Mặc dù vậy về sau Mỹ phải trả giá rất đắt. Hơn 4 tiếng trên đường, Triệu Quốc Đống suy nghĩ miên man. Là người biết trước, cảm xúc này đối với hắn là quá sâu. Hắn cũng từng là một người rất thích xem tin tức quân sự, cũng có một lần cùng vô số người cho rằng Mỹ sẽ thất bại thảm hại trong chiến tranh Iraq, nhưng thực tế lại khác. Cuộc chiến tranh tin tức và công nghệ cao của Mỹ khiến cho Saddam không thể có thời gian hô hào. Mà đủ loại xương khó chính trị trước chiến tranh cũng khiến cho Saddam không kịp chuẩn bị về tư tưởng. Không có Hội đồng Bảo an đồng ý vẫn có thể phát động chiến tranh, nhưng còn muốn lấy hình thức liên quân để khống chế, đến khi đạt mục đích mới thôi. Mỹ đã thể hiện khí phách của bọn họ. Hắn biết trước thì có thể làm gì cho quốc gia. Đương nhiên xác vẫn sẽ bùng phát, cũng không ai ngăn được Mỹ hành động. Nhưng có lẽ hắn có thể làm một chút ví dụ như cảnh báo sớm trước khi bệnh xác bùng phát, hoặc có thể thông qua một vài phương thức có thể làm cho chính quyền các cấp có chuẩn bị. Hoặc là thông qua vài con đường để Iraq chống cự được lâu hơn. Quyển 13, chương 68. Toàn lực trí rất cẩn thận chú ý từng hành động của Triệu Quốc Đống. Từ khi Triệu Quốc Đống đến Ninh Lăng, Toàn lực trí đã chú ý đến hắn. Vương Ích sẽ không bịa, mà Triệu Quốc Đống cũng không thể không có tỉ vết gì, điểm này Toàn lực trí rất tin tưởng. Có lẽ đây là con hổ lớn hơn Hoàng Lăng, cũng không ngu như Hoàng Lăng. Hắn xuất thân từ công an nên có sự đề phòng cao hơn người khác. Toàn lực trí cũng thông qua Cao Dương mà tìm hiểu lý lịch của Triệu Quốc Đống. Người này đi từng bước một giống như lật trời vậy, yếu tố bên ngoài gần như không ảnh hưởng đến mỗi bước đi của hắn. Mặc dù là lùi bước thì cũng là vì chuẩn bị cho bước tiến lớn hơn nữa. Cao Dương cũng nói Triệu Quốc Đống khi làm ở đồn công an cũng là người rất giỏi phá án. Triệu Quốc Đống sau khi đến Ninh Lăng cũng biểu hiện sự cứng rắn, bá đạo không ai chống lại được. Tháng trước Tằng Lệnh Thuần đã chính thức làm thường vụ thị ủy, trưởng ban thư ký thị ủy. Ngay bây giờ cùng việc mình được bổ nhiệm làm phó bí thư thị ủy còn có bí thư quận ủy Tây Giang, Lưu Như Hoài sẽ vào thường vụ thị ủy. Ngay cả Toàn lực trí cũng phục khả năng của Triệu Quốc Đống ở việc này. Nghe nói Lỗ Năng sẽ vào thường vụ thị ủy làm trưởng ban tuyên giáo. Nếu là như vậy ba phiếu này đủ để Triệu Quốc Đống nắm quyền tuyệt đối trong thị ủy. Liên tiếp hành động thành công, Toàn lực trí không biết Trung Dược Quân và Lục Kiếm Dân nghĩ như thế nào, có lẽ là bọn họ thờ ơ lạnh nhạt, nhưng càng nhiều là không có sức ngăn cản. Triệu Quốc Đống có vẻ cũng không muốn cho mình nhàn hạ. Việc chỉnh đốn tác phong làm việc do Ủy ban Kỷ luật làm chủ đạo, bây giờ đã thành công việc mang tính lâu dài, từng tháng đều phải tiến hành báo cáo với Lục Kiếm Dân. Mấy hôm trước hắn còn hẹn mình, yêu cầu Ủy ban Kỷ luật phải có suy nghĩ sáng tạo trong công việc, không thể mang quan niệm cũ. Thú vị, cùng cộng tác với đồng đội kiêm đối thủ như vậy mới thú vị. Nếu đối phương sạch sẽ, Toàn lực trí rất chào mừng hợp tác với hắn làm từng công việc. Nếu hắn có vấn đề thì xin lỗi. Nhưng Toàn lực trí phải thừa nhận từ biểu hiện Triệu Quốc Đống là khá xuất sắc ở cương vị bí thư thị ủy. Mấy hạng mục công nghiệp không chỉ dựa vào miệng lưỡi hoặc quan hệ là có thể mang tới. Không có tầm nhìn, không có bản lĩnh thực thì mấy hạng mục vài tỷ sao có thể đến Ninh Lăng. Mặc dù Toàn lực trí có chút nghi ngờ kế hoạch Triệu Quốc Đống toàn lực ủng hộ Trung Dược Quân việc xây dựng khu Giang Đông, nhưng trên hội nghị thường ủy Triệu Quốc Đống đã trình bày rất sắc sảo đã đánh động nhiều thường vụ còn có ý phản đối. Hạng mục lớn như vậy nhất định có mạo hiểm nhưng Triệu Quốc Đống nói một câu cải cách vốn là mạo hiểm, ngồi ăn và chờ chết không có mạo hiểm nhưng kết quả sớm được định đoạt, lời này làm cho Toàn lực trí không khỏi suy nghĩ. Dã tâm, quyết đoán, năng lực, trí tuệ kết hợp một cách hoàn hảo, nếu không hắn cũng không thể lên được vị trí này ở tuổi 32. Nhưng những nhân tố này có thể khiến cho hắn đi vào con đường lạc lối. Toàn lực trí chỉ mong mình đoán sai, Toàn lực trí hít sâu một hơi rồi cầm cặp đi ra. Ý của anh là việc cải cách công ty rượu Ninh Lăng có nghi vấn làm tổn thất tài sản quốc gia. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Hắn suy nghĩ tại sao Toàn lực trí lại phản ánh vấn đề vào lúc này, xem ra là có ý đồ. Nhưng có thể chuẩn bị được bản tài liệu như vậy đúng là đã dành nhiều công sức. Điều này nhất định có nhưng đã qua một thời gian khá lâu, nhiều người đương sự không nhớ rõ. Thứ hai số nhân viên liên quan là khá nhiều, khá phức tạp. Hơn nữa cũng còn có cán bộ ở thị xã cho nên tôi mới suy nghĩ mà tạm thời chưa chính thức triển khai, chỉ tiến hành thu thập tình hình ở bên ngoài. Toàn lực trí thản nhiên nói,
Triệu Quốc Đống nghi hoặc nhìn Toàn Lực Trí. Việc cải cách công ty rượu Ninh Lăng tiến hành vào cuối năm 1998 trước khi hắn đi khỏi Ninh Lăng, năm 99 hoàn thành. Cuối năm 2000 Toàn Lực Trí mới đến Ninh Lăng, ít nhất đã chênh một năm, không ngờ người này còn muốn lôi việc ở công ty rượu Ninh Lăng ra. Việc thu thập tài liệu đến đâu rồi? Triệu Quốc Đống lật qua tập tài liệu và bỏ đó, hắn muốn nghe chính miệng đối phương nói. Ngồi bên cạnh Toàn Lực Trí là phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, Lý Chiêu. Y là người được Toàn Lực Trí mang từ thanh tra tỉnh xuống, là cánh tay phải của Toàn Lực Trí. Chưa được đầy đủ bởi vì chúng tôi sợ nếu tiếp tục sẽ rút dây động rừng. Ngoài chứng cứ mà người viết đơn tố cáo cung cấp ra thì tạm thời chưa động tới, nhưng chỉ dựa vào chứng cứ hiện nay chúng tôi cảm thấy có thể tiến hành bước tiếp theo. Lý Chiêu nói. Tiến hành hành động tiếp theo. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, lại là chuyện phiền phức. Nếu như dính tới công ty khác thì Triệu Quốc Đống cũng mặc kệ, nhưng công ty rượu Ninh Lăng lại khác. Công ty rượu Ninh Lăng sau khi cải cách đã thành lá cờ đầu của các công ty nhà nước được cải cách ở Ninh Lăng. Hiệu quả kinh doanh mấy năm nay liên tục tăng lên, ba quý đầu năm tiêu thụ đạt 200 triệu, lợi nhuận sau thuế đạt 8 triệu, có lẽ toàn năm sẽ đột phá 200 triệu. Mặc dù không thể so sánh với tập đoàn rượu Vang Tân Châu nhưng cũng đã làm ngành rượu của Ninh Lăng được tự hào. Bây giờ có hành động với công ty rượu Ninh Lăng chính là mang tới ảnh hưởng quá lớn cho công ty này. Từ đại cuộc thì Triệu Quốc Đống không thể không tính tới lợi hại trong đó. Mẹ nó chứ, Triệu Quốc Đống thầm mắng một câu, tên Toàn Lực Trí có vẻ không mang tới tin tức tốt đẹp gì cho mình. Sau khi tới Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống biết Toàn Lực Trí không hòa hợp với mình, cũng khó đối phó. Nhưng Triệu Quốc Đống tự tin mình sẽ không để đối phương làm gì mình. Chủ tịch công ty rượu Ninh Lăng đang là ủy viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh, đồng thời cũng là đại biểu Đại hội đại biểu Nhân dân Ninh Lăng, nguyên quán Ninh Lăng, khởi nghiệp từ kinh doanh đường thủy, sau đó phát triển đội thuyền ở Tân Châu cùng Thông Thành. Năm 99 khi công ty rượu Ninh Lăng cải cách, y liền bỏ ra 30 triệu mua lại 75% cổ phần công ty rượu Ninh Lăng, trở thành cổ đông lớn nhất của công ty. Tôn Trường Phú là người giỏi kinh doanh. Sau khi công ty rượu Ninh Lăng được cải cách, y đã tạo lại hình tượng rượu Ninh Thuần, ngay năm đó đã có lãi. Năm 2000 tiêu thụ được 80 triệu, năm 2001 còn phát minh ra sản phẩm rượu Ninh Thuần bảo vệ sức khỏe, lập tức đột phá việc bán hàng đạt đến 180 triệu. Hiệu quả kinh doanh năm nay đột nhiên tăng mạnh, nhân vật giỏi như vậy nếu muốn động thì đúng là bất cứ cấp đảng ủy, chính quyền nào cũng phải suy nghĩ. Càng quan trọng hơn đó là việc không phải chỉ dính tới mình Tôn Trường Phú. Trong tài liệu phản ánh rõ ràng người khả nghi nhận hối lộ để bán công ty rượu Ninh Lăng với giá thấp là nguyên phó trưởng ban thư ký thị ủy, Chánh văn phòng thị ủy, bây giờ là chủ tịch quận Tây Giang, Tông Kiến, còn dính tới nguyên thường vụ thị ủy, phó thị trưởng, bây giờ là phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân thị xã, Chu Xuân Tú. Nghe nói công ty rượu Ninh Lăng cũng đang tranh thủ niêm yết lên thị trường chứng khoán trong 3 năm tới. Nhưng nếu ủy ban kỷ luật tham gia điều tra sẽ có thể khiến cơ quan tư pháp tiến vào, sẽ khiến việc niêm yết lên thị trường chứng khoán của công ty này mất hút, thậm chí làm công ty suy sụp. Khó giải. Lực Trí, Lý Chiêu, các anh cảm thấy tài sản công ty rượu Ninh Lăng thất thoát ở mảng nào? Tôi đã xem thì thấy lúc ấy định giá tài sản của công ty rượu Ninh Lăng do tổ lãnh đạo của thị xã phụ trách. Nếu nhận định làm thất thoát tài sản quốc gia thì trong tài liệu này không phản ánh được. Chỉ dựa vào một đơn tố cáo có lẽ khó làm người ta phục tùng. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Bí thư Triệu, việc định giá theo tôi thấy có vấn đề khả nghi cho nên mới tiến hành điều tra. Chủ yếu là người viết đơn tố cáo và nhân chứng đều chỉ ra có vài cán bộ lãnh đạo của chúng ta dính líu đến giao dịch tiền bạc, có chứng cứ phản ánh là Tông Kiến, cho nên tôi cảm thấy vụ án này không thể tiếp tục kéo dài, phải có hành động. Toàn Lực Trí rất kiên quyết nói. Quyển 13, chương 69. Tông Kiến, Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Tông Kiến này có vẻ là một nhân vật mang tính bi kịch. Mình cũng không muốn làm gì y, thậm chí Hoàng Lăng bị bắt cũng không liên quan tới y. Nhưng thật không ngờ Toàn Lực Trí lại không muốn bỏ qua cho Tông Kiến. Trong đơn tố cáo còn liên quan đến Chu Xuân Tú nhưng không có chứng cứ rõ ràng, chỉ phản ánh Chu Xuân Tú ủng hộ việc Tôn Trường Phú mua lại công ty rượu Ninh Lăng. Thái độ khác thường nghe thì khá chói tai. Ý chính là Chu Xuân Tú vốn không quá ủng hộ việc cải cách công ty rượu Ninh Lăng, nhưng sau đó thay đổi hẳn, bảo sao có người lại cho rằng trong đó có vấn đề. Nếu như mình không đồng ý để đối phương tham gia điều tra, chỉ sợ Toàn Lực Trí sẽ cho rằng mình bảo vệ cho kẻ tham ô. Triệu Quốc Đống tuy không sợ đối phương có thể làm gì mình,
nhưng kẻ có thể làm Hoàng Lăng ngã cũng không phải đơn giản. Như vậy đi Lực Trí, ý của tôi là ủy ban kỷ luật có thể điều tra nhưng phải thận trọng. Do công ty rượu Ninh Lăng là lá cờ đầu của các công ty nhà nước Ninh Lăng, bất cứ tin gì cũng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty này. Nếu như tiến hành bắt nhân viên tài vụ của công ty này thì phải báo cáo với tôi. Về phần Tôn Trường Phú thì tôi nghĩ mình không cần nói. Triệu Quốc Đống suy nghĩ rồi nói. Cáo già. Toàn Lực Trí và Lý Chiêu nhìn nhau, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty, điều này quá khó khăn. Hơn nữa còn nói công ty rượu Ninh Lăng là lá cờ đầu của Ninh Lăng, đây có lẽ là do vị bí thư thị ủy này có thành kiến với ủy ban kỷ luật. Bí thư Triệu, tôi bây giờ có thể báo cáo trước. Đối với chủ tịch công ty rượu Ninh Lăng Tôn Trường Phú và hai nhân viên tài vụ chúng tôi đều chuẩn bị thẩm vấn, hơn nữa thời gian có lẽ hơi dài một chút. Bởi vì chúng tôi muốn tranh thủ làm cho xong, nếu không xuất hiện việc mớm cung cho nhau sẽ phí công vô ích. Đương nhiên chúng tôi tạm thời cũng sẽ chưa có hành động gì khác, mục tiêu chủ yếu là cán bộ lãnh đạo liên quan. Chúng tôi sẽ luôn liên lạc với Viện Kiểm sát để mời bọn họ tham gia vào lúc thích hợp. Toàn Lực Trí lạnh nhạt nói. Có thể, hỏi nhưng không phải là bắt, chỉ là bảo người đương sự hoặc nhân chứng ra làm chứng nhưng nhất định phải theo trình tự pháp luật. Viện Kiểm sát tham gia là tốt nhất, tôi tin tưởng cơ quan này sẽ biết phân biệt nặng nhẹ. Triệu Quốc Đống ra vẻ không nghe ra ý trong lời nói của đối phương nên không hề khách khí nói. Toàn Lực Trí ngẩn ra, y không ngờ đối phương phản ứng nhanh như vậy, lập tức phản công, không cho mình chút mặt mũi nào. Gần như là nói ủy ban kỷ luật thiếu ý thức pháp luật. Z có thể cảm nhận đối phương cứng rắn không hề thua kém Hoàng Lăng, nhưng ở điểm này còn nhạy cảm hơn Hoàng Lăng. Chỉ một câu đã ngăn được mình, hơn nữa còn quang minh chính đại mắng mình. Ra khỏi văn phòng Triệu Quốc Đống, Lý Chiêu nhíu mày nói. Chủ nhiệm, theo ý của bí thư Triệu thì chúng ta không thể tiến hành bắt, như vậy sẽ dễ khiến bọn họ mớm cung cho nhau, rất bất lợi cho cuộc điều tra của chúng ta. Ừ, nhưng hắn là bí thư thị ủy, cân nhắc vấn đề khác chúng ta. Công ty rượu Ninh Lăng vừa làm ăn khấm khá, trong mắt hắn sẽ không thể buông, tất cả phải phục tùng sự phát triển kinh tế. Toàn Lực Trí lạnh nhạt nói nhưng không ai có thể nghe ra ý thực tế của y. Nhưng mà Tôn Trường Phú là ủy viên hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh, lại là đại biểu đại hội đại biểu nhân dân thị xã, muốn bắt y phải theo đúng trình tự pháp luật. Mà hai nhân viên tài vụ kia muốn bắt cũng phải cùng bắt, nhất định sẽ có ảnh hưởng. Tôi mới đầu suy nghĩ sợ rằng phải lập tức đột phá sau đó tập trung bắt mục tiêu của chúng ta. Bây giờ xem ra lại khó khăn hơn nhiều. Lý Chiêu là chuyên gia điều tra phá án nên chứ không lo lắng nhiều đến vấn đề khác. Không nên nghĩ nhiều như vậy. Tôi vừa nãy đã xin chỉ thị của Bí Thư Triệu, ba người này nhất định chúng ta sẽ có hành động nhưng phải chú ý biện pháp. Thứ nhất phải hành động cùng lúc, thứ hai dùng quyền lực của chúng ta, thứ ba phải phối hợp tốt với bên Viện Kiểm sát. Ý của Bí Thư Triệu là rất rõ, chỉ cần không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty, cái khác có thể. Tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể làm được như vậy. Toàn Lực Trí cười cười một tiếng, bây giờ không cần phải làm lớn chuyện, chỉ cần nắm chúng mục tiêu chủ chốt là đủ rồi. Về phần người khác chỉ cần tra ra manh mối thì đừng ai mong trốn thoát. Triệu Quốc Đống thấy cần nói chuyện với bên Viện Kiểm sát. Quyền lực của Ủy ban kỷ luật là có hạn, nhất là đối với cán bộ không phải đảng viên. Nhưng nếu Viện Kiểm sát liên minh với Ủy ban kỷ luật một cách ăn ý thì rất có thể khiến cho một vài ý đồ của Ủy ban kỷ luật sẽ thông qua Viện Kiểm sát mà áp dụng. Mặc dù bình thường Viện Kiểm sát kiên trì xử lý theo trình tự nhưng bây giờ xem ra Toàn Lực Trí và Cao Dương có quan hệ tốt, có lẽ sẽ bỏ qua ở vài quy định. Cao Dương nghe nói đang cố tranh chức chủ nhiệm ban chính trị, Viện Kiểm sát tỉnh, hơn nữa đã truyền ra từ trước khi Triệu Quốc Đống tới Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống đến Ninh Lăng và gặp Cao Dương hai lần. Hắn thấy Cao Dương thay đổi nhiều. Cao Dương bây giờ trông rất trầm tĩnh, hơn hẳn so với 4 năm trước. Chỉ là Triệu Quốc Đống không rõ sao Toàn Lực Trí lại có quan hệ mật thiết với Cao Dương. Triệu Quốc Đống cảm thấy ở điểm này Lam Quang làm không tròn chức trách. Viện Kiểm sát nằm ngoài sự lãnh đạo của Đảng ủy là không được phép. Nhất là Đảng ủy chính pháp không khống chế được anh, lại để Viện Kiểm sát thành cánh tay của Ủy ban kỷ luật, hiện tượng này không bình thường. Nhất là khi hệ thống ủy ban kỷ luật đang có xu hướng thành một vương quốc riêng, đó là điều càng không được phép. Triệu Quốc Đống cảm thấy ủy ban kỷ luật do Toàn Lực Trí cầm đầu phát triển theo xu thế này. Lý Chiêu là người Toàn Lực Trí mang từ thanh tra tỉnh xuống, Vương Ích cũng là kẻ chịu chui, sự kết hợp này là rất mạnh nhưng đã đi ra ngoài quỹ đạo. Triệu Quốc Đống cho rằng mình cần cân nhắc điều chỉnh bộ máy ủy ban kỷ luật một chút,
làm cho ý đồ của thị ủy có thể áp dụng vào trong công việc của ủy ban kỷ luật, phục vụ sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống suy nghĩ thật nhanh, Toàn Lực Chí có đã nói chuyện với hắn về việc để Vương Ích làm tránh thanh tra thị xã, Triệu Quốc Đống lấy lý do trước đúng thời cơ mà gác lại. Bây giờ xem ra đã có cơ hội. Trung Dược Quân nhận được điện của Triệu Quốc Đống thì y mới vội vàng từ công trường về. Lúc y đến, Lục Kiếm Dân và Tiêu Phượng Minh, Lam Quang đều đã có mặt. Là việc liên quan đến vụ án Hoàng Lăng. Trung Dược Quân uống hết cốc nước rồi nói. Căn cứ tình hình thì hiện nay chưa có quan hệ đến Hoàng Lăng, chủ yếu là vấn đề cải cách công ty rượu Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Hắn cũng không ngờ Tông Kiến thiếu bản lĩnh đến thế, vừa bị ủy ban kỷ luật bắt đã khai, thuận lợi đến độ ngay cả nhân viên ủy ban kỷ luật cũng có chút kinh ngạc. Lão Lam, anh giới thiệu tình hình với thị trưởng Trung. Tình hình đại khá là như vậy, đúng là nhà ruột gặp trời mưa. Ninh Lăng chúng ta năm nay đúng là không yên bình. Lam Quang thở dài nói. Tông Kiến bị bắt không biết còn liên quan tới bao nhiêu người nữa. Bí thư Triệu, ủy ban kỷ luật phá án là việc tốt nhưng sợ sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty rượu Ninh Lăng. Năm nay là năm rất quan trọng đối với công ty rượu Ninh Lăng, 3 năm liên tục kinh doanh có lãi, còn hy vọng niêm yết lên thị trường chứng khoán. Thời gian trước Tôn Trường Phú đến chỗ tôi giới thiệu quy hoạch phát triển của công ty bọn họ, cũng nói muốn trong 3 năm đột phá doanh thu bán hàng lên 1 tỷ, trong 3 năm sẽ lên thị trường chứng khoán, đây là mục tiêu khổng lồ của công ty rượu Ninh Lăng. Chính quyền thị xã cũng rất ủng hộ kế hoạch này. Bây giờ y đang muốn đẩy mạnh tiêu thụ sang Nội Mông, Ninh Hạ, Cam Túc, tiến triển rất khả quan. Trung Dược Quân nói, đương nhiên điều này cũng cần tính tới biến hóa của vụ án, lão Toàn sao còn chưa tới. Tốt nhất phải nghe ý kiến của y. Kiếm Dân, anh nói suy nghĩ của mình xem. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Quyển 13, chương 70. Bí thư Triệu, chỉ sợ phải cân nhắc đến tình hình phát triển kinh tế của thị xã. Việc liên quan đến Tông Kiến thì không có gì để nói. Y chỉ là một chủ tịch quận nên xử lý như thế nào cũng được. Nhưng liên quan đến lãnh đạo một công ty thì điều tra, thẩm vấn có thể nhưng không nên có hành vi quá, dù sao Tôn Trường Phú không phải thành viên tham ô, nếu như chính thức dùng biện pháp mạnh thì phải tuân theo trình tự pháp luật. Điểm này Bí thư Lam rõ hơn. Lục Kiếm Dân xem ra rất thận trọng, y chưa rõ thái độ của Triệu Quốc Đống nên không tiện tỏ thái độ. Ý của tôi là chủ yếu điều tra chuyện của bản thân Tông Kiến, đối với vấn đề của cư thì có thể điều tra nhưng không nên mở rộng, phải có chứng cứ rõ ràng, không được sơ sẩy. Phải nói lời này của Lục Kiếm Dân rất phù hợp quan điểm của Triệu Quốc Đống. Điều tra thì có thể nhưng phải có ranh giới rõ ràng. Điều tra quan chức có thể nhưng điều tra công ty phải thận trọng, nhất là lãnh đạo của công ty thì càng phải cẩn thận hơn nữa. Trên cơ bản mọi người thống nhất chuyện này làm Triệu Quốc Đống yên tâm đôi chút. Toàn Lực Chí muốn gây sự làm hắn rất khó chịu, đây chính là khiêu khích, luôn gây phiền hà cho hắn. Có vẻ Toàn Lực Chí đã quên việc ủy ban kỷ luật là triển khai công việc dưới sự lãnh đạo của đảng ủy. Đừng tưởng rằng cho y một danh hiệu phó bí thư thị ủy là nghĩ rằng mình hơn hẳn kẻ khác. Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng. Toàn Lực Chí và Lý Chiêu đến đều vui vẻ, nhất là trên mặt Lý Chiêu không giấu được sự hưng phấn. Đối với Lý Chiêu mà nói việc thành công ép một chủ tịch quận là thành công rất lớn. Vụ án của Hoàng Lăng, ủy ban kỷ luật gần như không dính được gì, ngoài cung cấp đầu mối ra thì mọi việc do ủy ban kỷ luật tỉnh làm. Điều này làm Lý Chiêu có chút nuối tiếc. Lý Chiêu rất hăng hái giới thiệu tình hình vụ án. Tông Kiến đã khai nhận, hơn nữa có viện kiểm sát phối hợp và lục soát được 200.000 tiền mặt trong nhà Tông Kiến, đồng thời trong nhà Tông Kiến còn thu được những sổ tiết kiệm cùng USD, vàng. Mặc dù Tông Kiến đã khai nhiều vấn đề nhưng chỉ thừa nhận tiền tăng của cư, y phủ nhận giúp cư khi cải cách. Nhưng căn cứ tình hình chúng tôi nắm giữ y đã ra sức rất nhiều trong việc cải cách cư. Lý Chiêu khẳng định nói. Y lúc ấy là phó trưởng ban thư ký, tránh văn phòng thị ủy nên có quyền lên tiếng lớn ở việc này, cũng có sức ảnh hưởng lớn. Vậy các anh đã hỏi các quan chức có liên quan bên cư là tại sao bọn họ tặng Tông Kiến 200.000 không? Triệu Quốc Đống không muốn nghe những thứ khác mà hỏi thẳng vào vấn đề. Bản thân Tôn Trường Phú nói mình có quan hệ tốt với Tông Kiến. Mà tin cải cách cư cũng là do Tông Kiến cung cấp cho y, hơn nữa cũng cổ vũ y mua lại cư. Y cho rằng Tông Kiến giúp mình nhiều nên muốn cho Tông Kiến ít cổ phần. Nhưng Tông Kiến không nhận nên y cho Tông Kiến 200.000 tiền mặt, Tông Kiến cũng không từ chối. Lý Chiêu cẩn thận nói. Vậy có thể xác định Tông Kiến bởi vì nhận 200.000 tiền mặt mà giúp Tôn Trường Phú mua lại cư với giá rẻ hơn bình thường không?
Triệu Quốc Đống nói. Bây giờ còn chưa thể xác định bởi vì lúc ấy việc định giá cư đều do tổ lãnh đạo ký tên. Lý Chiêu do dự một chút rồi nói. Nhưng mà, khi tôi rời hỏi Tây Giang thì Tông Kiến đã được phái xuống Tây Giang làm phó bí thư, quyền chủ tịch quận, công việc cải cách sau đó không liên quan mấy tới y, hoặc là nói y không có bao nhiêu tác dụng, ít nhất ở việc định giá tài sản sợ rằng y không có năng lực ảnh hưởng. Nói cách khác y chỉ lợi dụng thân phận của mình khi ở văn phòng thị ủy mà cung cấp tin tức cho Tôn Trường Phú, nhưng nhận 200.000 tiền mặt nhất định là có chuyện, còn xác định như thế nào phải do cơ quan tư pháp kết hợp tình hình thực tế mà đưa ra. Triệu Quốc Đống cắt ngang lời nói của Lý Chiêu. Tôi đồng ý việc các anh bắt Tông Kiến, nhưng tôi không nhìn ra nhân viên của cư có vấn đề lớn như các anh nói. Hỏi phải nhanh, không được kéo dài. Bí thư Triệu, sợ rằng ủy ban kỷ luật còn cần một ít thời gian điều tra nhân viên của cư. Tông Kiến bây giờ phản ánh vấn đề khá nhiều, ở điểm này. Toàn Lực Chí đang nói lại bị Triệu Quốc Đống lạnh lùng cắt ngang. Lão Toàn, vấn đề của Tông Kiến là của Tông Kiến. Tôi ủng hộ các anh toàn diện điều tra Tông Kiến, nhưng trong báo cáo của các anh tôi chỉ thấy cư chỉ liên quan đến 200.000 tiền mặt. Tôi tin cho các anh điều tra như vậy là đủ rồi, nếu như chính thức cho rằng đã có thể do cơ quan tư pháp tham gia, tôi tin Viện Kiểm sát sẽ có hành động thích hợp. Dù là Lục Kiếm Dân hay là Tiêu Phượng Minh cùng với Lam Quang, Lý Chiêu đều thấy không khí nặng nề. Toàn Lực Chí trầm ngâm một chút rồi nói. Bí thư Triệu, tôi cho rằng việc điều tra cư không thể dừng lại ở đây. Trong việc cải cách có không ít nghi vấn, có thể còn liên quan đến vấn đề khác. Tôi có nói các anh cần dừng lại không? Ủy ban kỷ luật các anh có thể dựa theo trình tự của mình mà điều tra. Nhưng tôi hình như đã nhắc anh là phải đứng ở góc độ toàn thị xã mà đối đãi vấn đề. Cư không chỉ là công ty rượu đại biểu của Ninh Lăng, nó còn là công ty nhà nước cải cách thành công nhất của Ninh Lăng. Anh cảm thấy Tôn Trường Phú vì việc này mà bỏ trốn sao? Tôi nghĩ là không. Ba người bọn họ đều là cổ đông quan trọng của cư cơ mà. Tông Kiến bị bắt, các anh tiếp tục điều tra thoải mái. Về phần liên quan đến người khác thì chỉ cần các anh có chứng cứ có thể điều tra, thậm chí có thể mời Viện Kiểm sát tham gia, tôi nghĩ tôi nói rất rõ ràng rồi chứ. Triệu Quốc Đống nói rất nhẹ nhưng ai cũng nghe ra giọng tức giận của hắn. Bí thư Triệu, tôi bảo lưu ý kiến. Toàn Lực Chí lạnh nhạt nói. Đương nhiên đó là quyền lực của anh, chẳng qua anh đầu tiên là thường vụ thị ủy. Sau đó mới là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Triệu Quốc Đống cũng bình tĩnh nói. Tôi tỏ thái độ, tôi chịu trách nhiệm. Được, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra theo ý của ngài. Toàn Lực Chí khẽ gật đầu nói. Khi Toàn Lực Chí, Lý Chiêu rời khỏi, dù là Tiêu Phượng Minh hay Lam Quang đều khẽ thở dài một tiếng. Cuộc va chạm này để bọn họ thấy phong thái của Toàn Lực Chí và tính cách cứng rắn của Triệu Quốc Đống. Kiếm Dân, Lý Chiêu là xuống rèn luyện hay là chính thức điều xuống? Triệu Quốc Đống nhấp ngụm nước và nói. Là chính thức điều tới. Lục Kiếm Dân hơi run lên. Tôi thấy như vậy, đồng chí Lý Chiêu có tính nguyên tắc rất mạnh, tôi thấy có thể điều đến ban giám sát thị ủy công tác. Lão Lam, biểu hiện của đồng chí Lạc Dục Thành thế nào? Triệu Quốc Đống trầm giọng nói nhưng các vị đang ngồi đều chấn động. Bí thư thị ủy thật sự quá quyết đoán. Đồng chí Lạc Dục Thành là lãnh đạo rất có năng lượng ở Viện Kiểm sát chúng ta. Lam Quang ngầm hiểu. Ừ, tôi đề nghị điều đồng chí Lạc Dục Thành đến làm phó bí thư đảng ủy, phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, coi như tăng cường xây dựng bộ máy ủy ban kỷ luật, tăng cường sự lãnh đạo về phương hướng của thị ủy với ủy ban kỷ luật. Sự Quân, Kiếm Dân, Phượng Minh, các anh thấy sao? Triệu Quốc Đống nhìn Lục Kiếm Dân. Lục Kiếm Dân cười khổ một tiếng, mình có thể nói không sao. Lần này xem ra Toàn Lực Chí đã chọc tức Triệu Quốc Đống, đây là khiêu khích quyền lực của bí thư thị ủy. Nếu không đánh ngã khí thế của Toàn Lực Chí thì sau này Triệu Quốc Đống sao có thể triển khai công việc. Tôi đồng ý. Trung Dược Quân không nói gì mà lập tức đồng ý. Tôi thấy có thể, đồng chí Lạc Dục Thành làm bí thư đảng ủy quận Tây Giang trong thời gian dài, giác ngộ chính trị cao, lại xuất thân từ Viện Kiểm sát, năng lực nghiệp vụ mạnh, năng lực phối hợp mạnh. Tôi tin anh ta sẽ phát huy tác dụng lớn hơn nữa trong cương vị phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Nếu không thể ngăn cản, Lục Kiếm Dân liền dứt khoát tỏ vẻ đồng ý. Hơn nữa y cũng có chút khó chịu với thái độ của Toàn Lực Chí. Được, đồng chí Lạc Dục Thành có kinh nghiệm công tác cơ sở phong phú, giỏi đoàn kết các đồng chí, là đồng chí ưu tú. Tiêu Phượng Minh nói. Ừ, xem ra chúng ta đã nhất trí về quan điểm, hội nghị lần sau do Phượng Minh nói ra việc điều chỉnh nhân sự này. Triệu Quốc Đống nhìn Lam Quang rồi nói. Lão Lam,
Về phần viện kiểm sát, tôi thấy đảng ủy chính pháp thị xã cũng nên chú ý nhiều, nhất là các vụ án có liên quan rộng thì cần chủ động đi trước, tăng cường lãnh đạo. Lam Quang gật đầu, y đương nhiên biết đây là Triệu Quốc Đống tỏ vẻ không hài lòng với công việc của viện kiểm sát. Quyển 13, chương 71. Hội nghị kết thúc, Lam Quang ở lại. Y vẫn suy nghĩ thái độ của Triệu Quốc Đống. Không có gì phải nghi ngờ, Triệu Quốc Đống và Toàn Lực Trí đã có dấu hiệu ác hóa. Nhưng Toàn Lực Trí lại có quan hệ mật thiết với Cao Dương, mà theo y biết 3 năm trước Cao Dương và Triệu Quốc Đống có quan hệ tốt. Nhưng bây giờ xem ra mối quan hệ này đã có thay đổi. Triệu Quốc Đống xem ra không chấp nhận nhường ở điểm này, vì thế mới điều Lạc Dục Thành đến làm phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, lại điều Lý Chiêu tới làm trưởng ban giám sát thị ủy. Trên danh nghĩa là điều ngang nhau, nhưng đây là chặt tay phải của Toàn Lực Trí, đưa xuống dưới sự lãnh đạo của thị ủy. Chẳng những bị tăng lệnh thuần lãnh đạo, còn bị Lục Kiếm Dân ước thúc, hơn nữa ban giám sát thường khó có tác dụng chủ đạo, chiêu này quá cao. Lạc Dục Thành là cấp dưới cũ của Triệu Quốc Đống, lại là người có nguyên tắc nhưng không thiếu tính linh hoạt, năng lực không hề kém Lý Chiêu. Nhưng người này vào ủy ban kỷ luật nhất định sẽ kéo theo lực lượng của mình. Có Triệu Quốc Đống làm chỗ dựa kiên cường đủ để làm Toàn Lực Trí mất quyền lực tuyệt đối ở ủy ban kỷ luật. Dù Vương Ích vẫn đang đứng về phía Toàn Lực Trí, thì nếu Lạc Dục Thành kiêm chức tránh thanh tra thì không khác gì Toàn Lực Trí bị chặt gãy thêm tay nữa. Bên viện kiểm sát cũng là vấn đề, thái độ của Cao Dương bây giờ không rõ. Lam Quang cũng sớm có ý động đến viện kiểm sát nhưng vẫn không tìm được lý do thích hợp. Bây giờ Lạc Dục Thành đến ủy ban kỷ luật, đó là cơ hội tốt nên y ở lại. Bí thư Triệu, đồng chí Lạc Dục Thành đến ủy ban kỷ luật, như vậy viện kiểm sát chỉ sợ sẽ mất một phó. Bây giờ kinh tế Ninh Lăng chúng ta đang phát triển nhanh nên nhất định có nhiều vấn đề phức tạp. Cho nên tôi đề nghị nên nhanh chóng xác định người vào vị trí đó, đảm bảo bộ máy ủy ban kỷ luật ổn định, đảm bảo thị ủy và đảng ủy chính pháp có khả năng giám sát viện kiểm sát. Lam Quang và Triệu Quốc Đống bước chậm trên hành lang và trao đổi với nhau. Ừ, tôi cảm thấy Cao Dương có vẻ đang không quá tập trung, có lẽ anh nên dành thời gian nói chuyện với anh ta. Dù bên ngoài truyền tin gì thì ít nhất tôi chưa thấy lãnh đạo nào nói chuyện với mình. Nói cách khác, trong thời gian ngắn Cao Dương vẫn chưa thể đi. Lực lượng đảng ủy viện kiểm sát tôi thấy cũng cần tăng cường. Triệu Quốc Đống chắp tay nói. Viện kiểm sát ngoài Cao Dương còn có 4 phó, trong đó có 2 vị phó tuổi khá cao. Dương Phúc Sinh chỉ tầm 1 năm nữa là tới tuổi, bây giờ y còn đảm nhiệm chức phó bí thư đảng ủy viện kiểm sát. Tôi đề nghị đồng chí một chút. Để Dương Phúc Sinh sang đảng ủy chính pháp làm phó bí thư, sau đó thêm dòng máu mới vào viện kiểm sát. Lam Quang trầm ngâm một chút rồi nói. Ồ, anh có lựa chọn thích hợp thay Dương Phúc Sinh không? Triệu Quốc Đống đi chậm lại, Lam Quang vẫn duy trì một chút khoảng cách với hắn, tuy có tâm trạng vi diệu do từ lãnh đạo xuống làm cấp dưới nhưng Triệu Quốc Đống biết nguyên nhân chính là mình chưa chủ động kéo gần đối phương lại. Có là thành viên đảng ủy tòa án, trưởng phòng thanh tra Tất Đức Phương. Đây là đồng chí có sự kiên định chính trị, nghiệp vụ giỏi, làm trưởng phòng thanh tra đã 3 năm, 2 lần được đảng ủy chính pháp tỉnh ủy cấp bằng khen. Lam Quang hít sâu một hơi rồi nói. Ừ, còn ai không? Triệu Quốc Đống muốn xem Lam Quang suy nghĩ gì. Đồng chí Thôi Thu Toàn, tránh văn phòng đảng ủy chính pháp thị ủy, vốn từng làm phó trưởng phòng thẩm tra cục công an, là phó trưởng phòng, phòng chống nhũng viện kiểm sát, đến làm tránh văn phòng đảng ủy chính pháp đã được vài năm, kinh nghiệm phong phú. Tôi thấy anh ta có thể làm phó ở viện kiểm sát. Lam Quang cắn răng nói, biểu hiện của Triệu Quốc Đống nằm ngoài dự đoán của y. Y không rõ đối phương ném quả cầu tới là có nghĩa gì, là chuẩn bị làm gì. Chẳng lẽ nói chỉ vì thay máu viện kiểm sát thôi sao? Chuyện này sợ không đơn giản như vậy. Chẳng những cần bên đại hội đại biểu nhân dân thị xã phối hợp, hơn nữa còn phải trưng cầu ý kiến Vương Kiều Sinh tỉnh mới được. Như vậy đi lão Lam, không chỉ có viện kiểm sát. Tôi cảm thấy được anh có thể tính ở cả trong hệ thống chính pháp, tiến hành điều chỉnh toàn cục. Tôi cảm thấy dù là cục tư pháp hay cục công an, nếu như bộ máy cố định quá lâu thì dễ xảy ra tha hóa, thích hợp điều chỉnh cũng là để phòng việc này, cũng phát huy tác dụng của việc xây dựng bộ máy có sức sống. Triệu Quốc Đống cười nói. Tôi mặc dù có chút mâu thuẫn cá nhân với Nghiêm Lập Dân nhưng tôi phải thừa nhận anh ta giỏi khi ngồi ở vị trí bí thư đảng ủy chính pháp. Anh ta nắm vững quyền ở hệ thống chính pháp, nhất là hệ thống công an. Mâu thuẫn giữa tôi và anh ta là vì việc chọn người làm trưởng phòng công an Hoa Lâm. Tôi mặc dù không đồng ý cách làm độc đoán của y nhưng tôi cũng đồng ý đảng ủy chính pháp thị ủy phải có sức khống chế nhất định đối với toàn bộ hệ thống chính pháp.
Ở điểm này anh có thể cân nhắc một chút làm như thế nào để tăng tác dụng lãnh đạo của Đảng ủy Chính pháp Thị ủy với hệ thống chính pháp. Triệu Quốc Đống nói tiếp. Đề nghị này của Triệu Quốc Đống làm Lam Quang động tâm. Nếu có thể như vậy đương nhiên là rất tốt, nhưng rất nhanh Lam Quang đã tỉnh táo lại. Triệu Quốc Đống chỉ đưa ra đề nghị không có nghĩa là suy nghĩ của mình phù hợp suy nghĩ của hắn, tất cả phải bố trí sao cho hắn hài lòng. Bí thư Triệu, tôi sẽ suy nghĩ theo ý của ngài. Hệ thống chính pháp là công cụ chuyên trách của Đảng ủy, chính quyền, đúng là cần phải đảm bảo phương hướng chính trị không nằm ngoài quỹ đạo, đây là yêu cầu tối thiểu. Lam Quang nói, Lão Lam, tôi có thể hiểu suy nghĩ của Lão Toàn, Ủy ban kỷ luật nóng lòng muốn làm ra chút thành tích chứng minh mình, điều này có thể hiểu. Nhưng Ủy ban kỷ luật là do Đảng ủy lãnh đạo, mà Đảng ủy đối đãi với vấn đề không thể ở từng mặt nhỏ hẹp, nhất là lãnh đạo càng cần có tầm nhìn cao, không thể chỉ phân tích lợi ích ở từng đơn vị cụ thể nào đó. Triệu Quốc Đống thở dài nói, nếu anh rơi vào một quần thể lợi ích, thậm chí có thể là vì lấy danh tiếng của mình nên mới làm vậy thì đó là sai lầm từ gốc, kết quả sẽ càng sai, mà sai sẽ cần phải sửa. Lưu Như Hoài cảm thấy mình rất đau đầu, mệt mỏi. Y làm bí thư quận ủy chưa đầy tháng mà chủ tịch quận đã bị bắt. Mặc dù y không có ấn tượng tốt gì với vị chủ tịch đó nhưng chủ tịch bị bắt thì sẽ mang tới chấn động không hề nhỏ, nhất là với việc thu hút đầu tư. Y nhận được tin này mà không thể tin vào tai mình. Ngày hôm qua đối phương còn ngồi trong hội nghị khoe khoang, hôm nay lại vào tù. Y biết bây giờ không phải là lúc mình than thở, có rất nhiều việc trước mắt mình. Không có chủ tịch quận thì trái đất vẫn chuyển động, Tây Giang vẫn vận chuyển, thậm chí còn chót lọt hơn. Lưu Như Hoài không khỏi nghĩ như vậy. Đây có lẽ là cơ hội, nếu có thể chọn một người thích hợp phối hợp với mình, như vậy sẽ thuận lợi cho việc mình khống chế Tây Giang. Nhưng Tây Giang biết mình tạm thời còn chưa có quyền lên tiếng ai làm chủ tịch quận. Một là mình làm bí thư quận ủy quá ngắn, thậm chí còn chưa rõ tình hình ở quận, làm như thế nào anh có thể chỉ trỏ ở việc ai làm chủ tịch quận. Từ sau khi Tông Kiến bị bắt đã có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào vị trí chủ tịch. Lưu Như Hoài liền không suy nghĩ nữa, dù sao không phải do mình quyết định. Chủ tịch quận thì mình không thể ảnh hưởng nhưng việc trong quận y phải phụ trách. Hạ Đồng tạm thời chủ trì công việc hàng ngày của ủy ban, chẳng qua Lưu Như Hoài mong nhất là nhanh chóng có quyết định về chủ tịch quận. Điện thoại di động vang lên, là Tiêu Phượng Minh gọi tới. Trưởng ban Tiêu, có gì chỉ thị vậy? Ha ha, anh phải mời khách đó. Văn bản đã gửi xuống, có lẽ mai diễn ra hội nghị tuyên bố, lát nữa trưởng ban thư ký Lệnh Thuần sẽ gọi cho anh tham gia hội nghị. Tiêu Phượng Minh nói với giọng ẩn chứa tâm sự. Lưu Như Hoài rất nhạy cảm nhận ra nên nói. Trưởng ban Tiêu, vậy cảm ơn ngài đã quan tâm, tôi thấy ngài hình như có tâm sự. Ừ. Sợ là hội nghị thường ủy ngày mai sẽ có việc khó giải quyết, tôi báo trước cho anh chuẩn bị. Tiêu Phượng Minh có chút do dự. Lưu Như Hoài ngẩn ra, có thể làm cho Tiêu Phượng Minh không yên tâm đúng là không hiếm thấy. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì sao trưởng ban Tiêu? Ôi, đợi mai anh tới rồi nói. Ha ha, rất nhanh anh sẽ gặp sự tranh cãi ở hội nghị thường ủy. Quyển 13, chương 72. Tôi không đồng ý. Toàn Lực Trí vốn bình tĩnh vậy mà lúc này cũng phải sa sầm lại. Lý Chiêu là phó chủ nhiệm rất đắc lực ở ủy ban kỷ luật, tôi nghi ngờ thị ủy đột nhiên điều động như vậy là có ý đồ. Lão Toàn, đồng chí Lý Chiêu rất ưu tú cho nên bí thư Quốc Đống mới nghiên cứu cùng chúng tôi và cho rằng nên đưa đồng chí Lý Chiêu đến cương vị khác để rèn luyện, có lợi cho sự phát triển của anh ta. Đồng chí Lý Chiêu chưa đầy 45 tuổi, anh cũng không nên thấy đồng chí đầy năng lực phải ở mãi ủy ban kỷ luật chứ. Đây là một bước rèn luyện cán bộ ưu tú, sau đây thị ủy sẽ tiến hành luân chuyển giữa các hệ thống, khiến cán bộ lãnh đạo quen với nhiều cương vị công tác. Lục Kiếm Dân lạnh nhạt nói. Tôi thấy Lão Toàn đã có hiểu lầm ở điểm này. Đồng chí Dục Thành là cán bộ ưu tú, đã làm bí thư Đảng ủy Chính pháp quận Tây Giang nhiều năm, đã công tác với đồng chí Vương Ích nhiều năm, lại làm phó viện trưởng Viện Kiểm sát 3 năm, có thể nói kinh nghiệm phong phú, nghiệp vụ tốt, đến làm việc ở ủy ban kỷ luật nhất định sẽ giúp đỡ nhiều cho anh. Toàn Lực Trí nhìn chằm chằm vào Lục Kiếm Dân, y cố gằn cơn tức giận trong lòng. Điều Lý Chiêu đi, điều Lạc Dục Thành tới, đây là không bàn với y vốn là phó bí thư thị ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, đây rõ ràng là coi thường y. Phó bí thư Toàn, luân chuyển cán bộ là chế độ ban tổ chức cán bộ Ninh Lăng chúng ta đang tiến hành thí điểm, điều này cũng được ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đồng ý. Năm nay chúng tôi còn dự định triển khai xuống các quận, huyện. Đến lúc đó các đồng chí ủy ban kỷ luật anh cũng nên tham gia vào công việc này.
đồng chí Lý Chiêu làm phó trưởng ban thư ký thị ủy kiêm trưởng ban giám sát thị ủy, có tác dụng xúc tiến lớn đối với công việc chỉnh đốn tác phong làm việc trong toàn thị xã. Tiêu Phượng Minh cũng tươi cười nói. Toàn Lực Trí cảm thấy mình rơi vào chiếc lưới trong hội nghị thường ủy, mà mình có vẻ như một con cá muốn giãy giụa cũng không thể. Triệu Quốc Đống từ đầu đến giờ chưa nói gì, ánh mắt cũng không nhìn mình. Hắn hoặc là nhìn chằm chằm vào sổ, hoặc là nhìn ra cửa sổ, giống như không có gì liên quan đến hắn. Bây giờ Lý Chiêu đang phụ trách điều tra vụ án Tông Kiến. Toàn Lực Trí mới nói tới đây, Trung Dược Quân đã xen vào. Lão Toàn, Lạc Dục Thành cũng là người từ viện kiểm sát ra, có nhân vật nào chưa gặp. Hơn nữa Lạc Dục Thành từng công tác với Tông Kiến, càng hiểu rõ về Tông Kiến hơn. Anh yên tâm, vụ án này nhất định sẽ tra ra manh mối, hơn nữa không phải nói công việc chủ yếu trước đó các anh đã làm tốt sao, bây giờ chỉ là công việc cuối thôi mà. Toàn Lực Trí biết mình bị tính kế, mấy tên này rõ ràng đã nhất trí nên không cho mình bất cứ cơ hội nào.